Chương 2393, trắng không được thì dùng đen. Hừ, theo Quách Dương còn có những người khác nữa mà. Như những kẻ ban đầu gây ra chuyện này là bí thư huyện ủy Hồng Lĩnh là Trịnh Mãn, chủ tịch huyện Thường Thanh và người phụ trách phòng thủy điện Mạc Lý Tài thì đều không sao. Trịnh Mãn được điều đến sở xây dựng đảm nhiệm chức phó giám đốc sở, còn Thường Thanh thì đến Hồng huyện thuộc thành phố Long Giang nhậm chức bí thư huyện ủy. Mạc Lý Tài đến tổng công ty điện lực, đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc. Người này được hưởng đãi ngộ cấp cục phó. Ba người đồng thời được đề bạt, trong đó không có quỷ thì trẻ con nó cũng chẳng tin. Diệp Phàm khoát tay nói. Cứ âm thầm tóm ba người này, chỉ cần anh Diệp dùng một ít thủ đoạn, thì còn sợ bọn họ không khai nhận sao. Một khi đã vạch trần ra rồi, chúng ta liền nắm thế chủ động. Đến lúc đó, không chừng còn có thể nắm được trạm điện Hồng Cốc. Chỉ cần nắm được thì việc xả nước không phải việc của chúng ta rồi sao? Vương Triều nói. Không dễ dàng như vậy đâu, cho dù là ba tên này khai ra thì cũng không thể nắm được trạm điện Hồng Cốc trước cuối năm nay được. Trong chuyện này liên quan đến khá nhiều vấn đề, chủ yếu là nguyên bí thư huyện ủy Trịnh Mãn được điều lên sở tỉnh. Chuyện này khiến tôi có suy nghĩ rằng, trong việc này liệu có phải Khổng Gia đứng sau thao túng không? Nếu thật sự có chuyện như vậy, thì chuyện trở nên phức tạp rồi. Muốn giành được nửa phần thôi cũng khó. Mà việc cấp bách của chúng ta là giải quyết vấn đề nước dùng cho nhân dân Hồng Cốc trại. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, có biện pháp gì không, mọi người nói nghe coi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, hỏi. Còn có cách gì nữa chứ, người ta không chịu xả nước. Mà chúng ta lại không thể cưỡng chế. Lời của Trần Húc lúc đi cũng có ý chỉ ra rồi. Bảo chúng ta thương lượng, mà thương lượng cái con khỉ gì chứ? Đợi thương lượng xong thì hỏng hết chuyện rồi. Bao Nghị cầu nhau nói. Cái này đương nhiên là chiêu trò của Trần Húc mà thôi. Biết là việc này không thể thương lượng được mà vẫn còn kêu chúng ta thương lượng. Trần Húc căn bản chẳng có gì tốt đẹp cả, tuy nhiên phải có cách gì mới được. Vương Triều cau mày nói. Vương Triều, tôi bảo cậu điều tra tập đoàn Vạn Thắng, cậu đã điều tra ra được gì chưa? Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Anh muốn biết về mặt gì? Tin tức điều tra tương đối nhiều, nhất thời tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Vương Triều có chút sửng sốt nói. Lợi nhuận của tập đoàn Vạn Thắng là từ đâu tới? Ngành trụ cột của bọn họ là gì? Và quan trọng là đối thủ kinh doanh của bọn họ là ai? Hiện tại bọn họ đang vội làm những cái gì? Diệp Phàm hỏi, vốn đăng ký của tập đoàn Vạn Thắng tận 3 tỷ, ngành trụ cột của bọn họ không phải là đầu tư điện lực mà là chế tạo mua bán thiết bị điện lực. Đối thủ chủ yếu của bọn họ ở tỉnh Tấn Lĩnh là tập đoàn Thông Đạt. Bởi vì tập đoàn này kinh doanh sản xuất ngành tương tự. Hai tập đoàn này đều nhập nguyên liệu từ tập đoàn Tinh La. Theo điều tra của tôi, vì cũng cuối năm rồi, ngân hàng cũng thắt chặt hơn. Mà tập đoàn Vạn Thắng bây giờ còn nợ của tập đoàn Tinh La những hơn 500 triệu nữa. Phỏng chừng, Vạn Thắng đang đợi ngân hàng cho vay tiền để trả nợ. Anh Diệp có thể tìm được điều gì trong đó không? Vương Triều vừa lật tài liệu, vừa nói. Nếu chúng ta đem những khoản nợ này của Vạn Thắng làm quấy đảo lên, thì bọn họ sẽ không kiếm đâu ra tiền để trả cho tập đoàn Tinh La. Nếu chúng ta có thể đả thông bên phía Tinh La, để bọn họ đứng ra đòi tiền của Vạn Thắng. Còn bên này thì cùng với tập đoàn Thông Đạt giành thị trường. Dưới giáp công của hai phía, tập đoàn Vạn Thắng sẽ phải tăng sản xuất lên. Chủ yếu là để giành thị trường, mà bọn họ lại không có tiền, thì liệu có thể ép xả nước không? Diệp Phàm nói. Chỉ sợ là Tinh La không dám ép Vạn Thắng thôi, dù sao bọn họ cũng mất đi một khách hàng lớn như Vạn Thắng. Bọn họ hợp tác với nhau cũng được mười mấy năm rồi. Mà Thông Đạt muốn thắng được Vạn Thắng trong việc chiếm lĩnh thị trường trong thời gian ngắn thì không thể. Dù sao, cuối năm rồi, thời gian quá gấp, mà lại còn phải quấy đảo khoản nợ của ngân hàng thì e rằng cũng khó. Dù sao, ngân hàng ở Tấn Lĩnh cũng tương đối nhiều, chỗ này không được thì có thể đi chỗ khác. Liễu Tây Hà ở tỉnh vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đấy. Trừ phi chủ quản ngân hàng ám thị không cho Vạn Thắng vay thì còn có khả năng. Vương Triều phân tích nói. Chủ quản của ngành ngân hàng chính là Ngân hàng Nhân dân TQ và giám sát ngân hàng. Nếu chúng ta muốn tìm thì chắc chắn phải đi tìm ngân hàng ND rồi. Tuy nhiên, về phương diện này cũng ta không ai quen biết gì cả. Nếu như tìm cấp trên của các ngân hàng ở Tấn Lĩnh thì quá mất thời gian. Huống hồ, có những ngân hàng chưa chắc đã đồng ý với chúng ta. Cái này,
chắc không thể thực hiện được rồi. Vương Triều nói, không cần biết là dùng cách gì, vài ngày nữa là bước sang năm mới rồi. Làm sao để Vạn Thắng đồng ý xả nước chứ? Bao Nghị có chút buồn bực nói. Mẹ kiếp, thật là tức chết đi được, cho nổ cửa sắt chặn nước đi là xong. Vương Triều tức giận quát lên. Bao Nghị thiếu chút nữa phát nghẹn, một lúc sau mới nói. Cũng là một ý kiến hay, nhưng ảnh hưởng quá lớn. Nếu như có thể làm mà không để lộ dấu vết thì cũng khá là khó. Huống chi, đập lớn liệu có bị ảnh hưởng không? Cái này, hậu quả nghiêm trọng quá. Cho nổ thì chắc chắn là không được rồi. Chúng ta không thể khiến cho gân cốt của mình bị thương được. Trạm điện Hồng Cốc nằm trong địa bàn thành phố Đồng Lĩnh, chúng ta không thể để chính nhà máy của mình bị thương được. Tuy nhiên, gõ nhẹ một chút thì được. Diệp Phàm thản nhiên cười, vẻ mặt lộ ra chút gì đó thần bí, nói. Đi ra khỏi cục công an, ngồi lên xe. Anh Diệp tính sẽ làm như thế nào? Cho chỉ thị là được. Vương Triều lái xe, vẻ mặt như tên trộm, hỏi. Ba miệng cống của đập cốc khê tôi đã xem qua rồi. Lúc khởi động thật ra là dùng máy để kéo dây xích lớn, mở từ từ cổng sắt chắn nước ra. Mở đến mức độ nào đó, thì nước sẽ theo độ nghiêng của cống mà chảy ra. Cửa thả càng thấp thì lượng nước chảy ra càng lớn. Diệp Phàm nói. Ý của anh là chúng ta làm nứt hai sợi dây xích kia sao? Đến lúc đó chỉ sợ đến miệng cống cũng bị trôi xuống hạ du mà thôi. Được như vậy, miệng cống to như thế bọn họ muốn giả bộ cũng khó. Cuối năm, dân chúng Hồng Cốc trại có nước dùng rồi. Chúng ta cũng có thể lợi dụng thời gian trống này để điều tra vụ nhà máy điện mua rẻ. Một khi đã nắm được chứng cứ vào tay thì việc cũng coi như được giải quyết. Vương Triều nói. Ừ, còn phải chu toàn một chút. Nếu không, thì giấu đầu hở đuôi thôi. Cậu suy nghĩ một chút xem, nếu không cẩn thận thì người ta chắc chắn sẽ nói Diệp Phàm tôi sai người dở trò. Mặc dù cục công an cũng không làm được gì, nhưng đa số sẽ cho rằng tôi sai người làm. Điều này ảnh hưởng không tốt chút nào. Diệp Phàm nói. Cũng phải, người phía dưới thì không sao. Dân chúng Hồng Cốc trại còn trầm trồ khen ngợi, còn lãnh đạo tỉnh thì e rằng sẽ ôm hận trong lòng. Sẽ cho rằng một bí thư thành ủy mà lại sai người đi làm việc này, đúng là không có đầu óc. Tuy nói là tốt cho dân chúng, nhưng lãnh đạo sẽ cho rằng mình là kẻ không đáng tin cậy, sau này sẽ liệt mình vào danh sách đen mất. Vương Triều gật đầu nói. Cho nên, phải làm cho quang minh chính đại, để cho mọi người tâm phục khẩu phục mới được. Diệp Phàm cười thần bí nói. Làm sao có thể được? Vương Triều phanh xe cái, két, quay đầu lại nhìn Diệp Phàm. Vẻ mặt không tin, hỏi. Muốn dở âm mưu lại còn đòi quang minh chính đại, tôi chưa nghe là có chuyện này đâu đấy. Rất đơn giản mà, đến lúc đó chúng ta sẽ cắt đứt một bộ phận của xích sắt đó thôi. Về sau chúng ta quang minh chính đại mà đến đập cốc khê kiểm tra công tác an toàn. Đến đập, lãnh đạo của trạm điện Hồng Cốc nhất định sẽ ra trình diện. Đến lúc đó một tiếng ầm vang, cửa sắt kia sẽ, ngoan ngoãn, mà mở ra. Không chừng. Dòng nước ập ra khiến cho miệng cống cũng bị trôi mấy. Đây đối với cả con đập mà nói hẳn là không bị tổn thương gì. Đến lúc đó, tất cả mọi người nhìn thấy đây là vì bọn họ làm tốt việc mở miệng cống một cách an toàn. Chúng ta có thể giáo huấn cho bọn họ một bài học. Cái này, chất lượng đó chứ. Diệp Phàm cười nói. Tôi nói này đại ca, anh thật là nham hiểm đấy. Tuy nhiên, làm sao mới có thể khống chế một cách khéo léo được như vậy? Cái này. Không phải là điều khiển từ xa chứ? Vương Triều hỏi. Ha ha, cậu đã quên Diệp Phàm này là cao thủ thập đẳng rồi sao? Về phần cắt thì tôi sẽ xử lý. Đối với một cao thủ thập đẳng, việc cắt đứt xích từ xa này không khó gì cả. Trừ phi, tổ A đến điều tra, bằng không, cảnh sát bình thường thì bó tay thôi. Diệp Phàm cười nói. Điều đó đương nhiên rồi, tuy nhiên chỉ sợ Liễu Tây Hà sẽ một lòng muốn đấu với chúng ta. Cái miệng cống kia bọn họ chỉ mất vài ngày là có thể lắp đặt được. Như vậy không phải sẽ lại bị mất nước sao? Vương Triều vẫn có chút không yên lòng nói. Điều này dễ mà, chúng ta lại làm tiếp cho thân núi lở ra. Cuối năm, ai lại tình nguyện đi dọn hết đất đá ở đường chứ? Với lực của tôi tảng đá mấy tấn cũng không làm khó được. Cách trở như vậy, nếu không có một tháng thì bọn họ không thể đóng nước lại được. Hơn nữa. Chúng ta phát động mọi người cùng xây một con đập đá. Bên trong lấy bùn đất bịt chặt lại. 2-3 ngày sau là có thể dùng được rồi.
Mặc dù là một tháng sau bọn họ giả vờ đóng nước lại, thì nhân dân Hồng Cốc trại cũng có thể tích trữ được nước mà dùng tạm. Chỉ cần có thời gian, trong vòng 2 tháng, chúng ta còn không làm rõ được vấn đề ở trạm phát điện hay sao? Diệp Phàm nói. Cao Minh, Cao Minh. Tuy nhiên, đồng chí Liễu Tây Hà thật không may mắn tẹo nào. Gặp đúng phải một quái nhân như anh. Hắn bị như vậy, âu cũng là gieo quả gì gặt quả đó. Năng lượng của anh như vậy, bí thư thành ủy không có cách nào làm được. Vương Triều cười nói, sau đó nhấn ga chạy tiếp. Ha ha, có bản lĩnh như thế nào thì làm việc thế đó thôi. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, thì cái gì cũng được. Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm hành động nhanh chóng, đem ý tưởng nói cho Ngọc Xuân Phong. Bên kia liền phát động dân chúng Hồng Cốc trại tiến hành. Chương 2394, triển khai Long Môn trận. Lực lượng của quần chúng là rất lớn. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, đã có thể làm được 3 cái đập, rộng 6 mét, cao 4 mét để chặn sông rồi. Đập được làm rất đơn giản, tuy nhiên để ngăn nước thì không có vấn đề gì. Mà bên này Vương Triều và Lý Cường phân công nhau hành động, bản đồ miệng cống cũng đã làm xong. Còn Lý Cường thì đã tìm được địa điểm để có thể cho lở núi. Bởi vì đi đến trạm phát điện chỉ là một quốc lộ nhỏ. Bình thường, ngoài những người đi đến trạm phát điện ra thì những ảnh hưởng khác đối với giao thông là không lớn lắm. Diệp Phàm cũng chỉ có thể thở dài. Năm cùng tháng tận rồi, những cách hợp pháp thì nhất thời không có hiệu quả, vì dân vì nước mà phải đi đường ngang ngõ tắt này. Cái này, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe Ngọc Xuân Phong báo cáo, nói là đập ngăn nước của Hồng Cốc trại cũng tương đối chắc rồi. Ngày 27 âm lịch, Mễ Nguyệt vội vã bước vào phòng làm việc của Diệp Phàm. Xem vẻ mặt của cô thế này, chắc có việc gì rồi phải không? Diệp Phàm hỏi. Vâng. Mễ Nguyệt gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thắng Liễu Tây Hà 4 giờ chiều không ngờ đã đích thân dẫn theo một đoàn người đi đến trạm điện Hồng Cốc. Và tiến hành bổ nhiệm tân trạm trưởng trạm phát điện, người này tên là Mâu Hùng Phi. Mà Mâu Hùng Phi cũng tuyên bố một loạt tầng quản lý của trạm điện, ví dụ như phó trạm trương chẳng hạn. Mà tầng quản lý cơ bản đã được thay thế. Điều quỷ dị ở Mâu Hùng Phi này là phó tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thắng. Trước kia, Quách Dương gọi là phó tổng giám đốc, thật ra không phải tổng giám đốc của tổng công ty mà là phó tổng giám đốc của khối ngành điện mà thôi. Mà Mâu Hùng Phi là phó tổng giám đốc của cả tập đoàn, là trợ thủ đắc lực của Liễu Tây Hà. Kêu ông ta đến trạm phát điện Hồng Cốc làm trạm trưởng, điều này thật sự khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Cái này bình thường mà, tầng quản lý của trạm phát điện này đã bị Bao Nghị bắt về cục rồi. Bọn họ còn có thể không đổi người sao? Tuy nhiên, chỉ 2 ngày nữa thôi là năm mới rồi. Thời điểm này chẳng lẽ Vạn Thắng không còn việc gì để làm hay sao? Cũng lạ thật, Liễu Tây Hà đích thân tới đây thật khiến cho người ta có cảm giác dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà. Trạm điện này nhỏ như vậy, đối với khối tài sản mấy tỷ của tập đoàn Vạn Thắng kia mà thối thì chỉ giống như một miếng thịt nhỏ. Liễu Tây Hà đang có ý định gì vậy? Mâu Hùng Phi đến, đúng là tăng cường thực lực cho trạm điện Hồng Cốc. Chẳng lẽ mục đích phái ông ta đến là để giữ trạm lâu dài, để đấu với Ủy ban Nhân dân Đồng Lĩnh chúng ta hay sao? Diệp Phàm rút một điếu thuốc, vừa châm vừa nói. Chẳng lẽ là để đối phó với việc kiểm tra của thành phố vào ngày mai? Sáng nay Cục Giám sát An toàn Thành phố, Cục Thủy Điện đều thông báo CHP trạm phát điện Hồng Cốc, Liễu Tây Hà 4 giờ chiều mới vội vàng tới trạm phát điện Hồng Cốc, đây liệu có phải vì để chuẩn bị cho buổi kiểm tra ngày mai không? Mễ Nguyệt vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ha ha, xem ra đúng là như thế rồi. Liễu Tây Hà đến để làm chỗ dựa cho trạm phát điện Hồng Cốc đó. Người ta vẫn là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đến lúc đó lôi cái danh này ra thì cũng có chút tiếng nói đấy. Tuy nhiên, tập đoàn Vạn Thắng có cho người đến không? Diệp Phàm cười cười hỏi. Hình như không chỉ có vậy đâu, cùng đi còn có chủ tịch của mấy doanh nghiệp lớn nữa. Ví dụ như chủ tịch tập đoàn Đức Thăng, Trần Bộ Lâm, rồi thì chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thu Thủy, Thái Bình Sinh. Hai người này đều là những nhà doanh nghiệp lớn ở tỉnh chúng ta. Hơn nữa còn là một trong những thành viên trung tâm của Hội Thương nghiệp Long Giang. Mễ Nguyệt nói, đây rõ ràng là muốn đấu với chúng ta rồi. Mấy ngày trước là đoàn đại biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hôm nay lại là Hội Thương nghiệp. Việc thay đổi này, Diệp Phàm tôi thích.
Diệp Phàm tựa dần vào ghế, miệng nhả ra một vòng khói, vẻ mặt tươi cười nói. Bí thư Diệp, chỉ sợ ngày mai bọn họ sẽ gây ra chuyện gì thôi. Chúng ta phải nghĩ trước biện pháp ứng đối đi. Ba người này tuy nói không phải là quan viên, cũng chẳng thể quản được chúng ta. Tuy nhiên, sau lưng bọn họ chắc chắn có quan to nâng đỡ. Hơn nữa, bọn họ hợp lại, lấy danh nghĩa là hội thương nghiệp. Đến lúc đó chắc sẽ có một đám tiểu thương đi sau ồn ào. Hơn nữa, nếu như bọn họ nói gì lung tung trên báo thì cũng là phiền phức đấy. Huống hồ, nếu làm lớn lên thì sẽ bị lãnh đạo tỉnh ủy chú ý. Cái này, ảnh hưởng không tốt chút nào. Mễ Nguyệt có chút gấp gáp nói. Ha ha, đừng có vội. Chúng ta làm việc chính nghĩa, đó là vì dân chúng Hồng Cốc Trại. Tôi tin là ông trời cũng ủng hộ chúng ta thôi. Ông trời cũng có mắt mà. Diệp Phàm vẫn vẻ thản nhiên như ban nãy, khiến Mễ Nguyệt cảm thấy rất ngạc nhiên. Rạng sáng hôm sau, Diệp Phàm đích thân lĩnh quân, dẫn theo mấy đồng chí của Cục Giám sát An toàn, Thủy Điện, Công an đi thẳng đến huyện Hồng Lĩnh. Đoàn của Diệp Phàm đầu tiên là đi một vòng mấy mỏ và nhà xưởng. Về phương diện an toàn cũng nói dăm ba câu khách sáo. Cái này đương nhiên là để ngụy trang rồi. Khoảng 10 giờ sáng thì đi đến Cốc Khê. Nhìn thấy đập lớn, phát hiện có mấy chục người đang đứng trên đập. Có một người đàn ông thân cao chừng 1m8, mặc bộ áo choàng đen, khuôn mặt to tròn, trông rất có phong độ đang đứng trên đập chỉ trỏ. Đó chính là Liễu Tây Hà, Diệp Phàm đã sớm gặp người này rồi. Không ngờ bí thư Diệp lại đích thân đến kiểm tra an toàn, thật sự là vinh hạnh cho trạm phát điện nhỏ bé này quá. Không ngờ Liễu Tây Hà cùng mọi người lại đi xuống, vẻ mặt khí phách cười cười. Cũng giơ tay về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên, Liễu Tây Hà không cất bước đi đến chỗ Diệp Phàm, mà chỉ đứng ở đó cười cười. Nói đến đây, Liễu Tây Hà nhìn quanh bốn phía, cười nói. Nếu như mỗi vị bí thư thành ủy đều được mẫn cán như bí thư Diệp đây thì dân chúng có phúc lớn rồi. Bí thư Diệp quả là một cán bộ tốt. Liễu Tây Hà nói những lời này, đương nhiên là với giọng điệu châm chọc rồi. Như thế không phải là khiến bí thư của chúng ta mệt chết sao? Một tên có tròm râu ngắn đứng bên cạnh châm chọc một câu. Người này dương nhiên là tân trạm trưởng của trạm phát điện Hồng Cốc Mâu Hùng Phi rồi. Dáng vẻ gầy gò, chẳng có dáng làm xếp tẹo nào. Ha ha! Lập tức một đám người cười phá lên. Hùng Phi, không nên nói bí thư Diệp của chúng ta như vậy. Cậu đang nguyền rủa bí thư Diệp sao? Một, bí thư tốt, như thế, chúng ta mong cho sống ngàn năm ấy chứ, sao có thể mệt mà chết được? Đây là tổn thất lớn của đảng đó. Một lão bụng bự đứng bên phải cũng châm chọc nói, người này chính là Trần Bộ Lâm, chủ tịch tập đoàn Đức Thăng. Hơn nữa ba từ bí thư tốt còn được ông ta gằn lên từng tiếng. Điều này rõ ràng là đang mỉa mai Diệp Phàm rồi. Yên tâm đi, bí thư Diệp của chúng tôi kim cương bất hoại, không chết được đâu. Ít nhất là cũng phải sau các vị, có phải không nào? Vương Long Đông xen vào một TC câu, thiếu chút nữa thì làm chết nghẹn Trần Bộ Lâm. Lão già này liền trừng mắt lên, nói. Anh bạn, càng già thì càng dẻo dai, những lời này cậu chưa nghe bao giờ sao? Đưa bê dê nhiên là nghe nói rồi, tuy nhiên, ông lão à, già rồi thì phải giữ gìn. Lớn tuổi như vậy rồi, không chịu được sức ép như thời trẻ nữa. Xúc động quá thì sẽ làm hại đến sức khỏe đấy. Vương Long Đông cũng không vừa, nói câu nào là chết câu ấy. Ha ha, không sao, không cần cậu phải nhọc công quan tâm. Chúng tôi biết bảo vệ sức khỏe của mình. Còn cậu, thanh niên thì cũng nên biết giới hạn, đừng có tử sắc quá đà. Hơn nữa, đừng để vì tức giận điều gì đó mà làm chuyện ngu xuẩn, sau này hối không kịp đâu. Trần Bộ Lam cười lạnh nói. Không cần Tổng Giám Đốc Trần phải nhọc công quan tâm, bản thân tôi từ trước tới giờ luôn giữ mình trong sạch. Còn ông thì phải chú ý đấy. Vương Long Đông cười khan một tiếng, đáp trả Trần Bộ Lâm. Khiến cho lão già này tức đến nghẹn họng. Hai bên đều đi chậm chậm, bàn tay Diệp Phàm cuối cùng cũng bắt chặt lấy tay của Liễu Tây Hà. Hắn nhiệt tình cười nói. Không ngờ ủy viên thường vụ Liễu lại đích thân đến nơi hẻo lánh này của chúng tôi. Thật là vinh dự cho Diệp Phàm tôi. Hành động của Diệp Phàm khiến cho một đám quan viên của thành phố Đồng Lĩnh không khỏi bất mãn, cho rằng bí thư Diệp quá kém cỏi rồi. Chỉ là một chủ tịch của một doanh nghiệp mà lại sợ như vậy. Lại giơ cả hai tay ra bắt nữa, ông ta đâu phải cấp trên của mình chứ. Đâu thể nói như vậy chứ.
Đồng Lĩnh là thành phố có nhân khẩu lớn thứ hai ở tỉnh Tấn Lĩnh này, kinh tế cũng đứng thứ ba toàn tỉnh. Đây là một thành phố lớn mà. Liễu Tây Hà ra vẻ khen Diệp Phàm, tuy nhiên trong này đều có thể nhìn ra chút ý vụ nào đó. Nhân khẩu đứng thứ hai, thì các hạng chỉ tiêu cũng phải đứng thứ hai, đằng này kinh tế chỉ đứng thứ ba. Đây chính là ý muốn nói Diệp Phàm không biết dẫn dắt thành phố. Hai, nói về cái này thì thật là hổ thẹn, cũng may mà có doanh nghiệp của chủ tịch Liễu mà thành phố mới đứng được ở vị trí thứ ba. Nếu không thì chắc rớt xuống thứ mấy rồi. Diệp Phàm thở dài nói. Đúng vậy, chủ tịch Liễu đã mất 30 triệu để mua trạm phát điện Hồng Cốc, kéo kinh tế của cả thành phố phát triển. Nếu chủ tịch Liễu chuyển toàn bộ công ty đến thì thành phố Đồng Lĩnh của chúng ta còn không xếp thứ nhất sao? Vương Long Đông cười khan một tiếng. Ha ha! Mấy đồng chí bên thành phố Đồng Lĩnh đương nhiên cũng phối hợp với nhau mà cười ha ha. Hổ thẹn quá, chúng tôi thực sự không thừa tiền để đầu tư cho Đồng Lĩnh nữa rồi. Nếu Ủy ban Nhân dân thành phố với tư duy như vậy, thì có lẽ sẽ cho rằng doanh nghiệp đều là của chính phủ. Liễu Tây Hà tôi có chút lo lắng, khi đến thành phố Đồng Lĩnh đầu tư thì tập đoàn Vạn Thắng sẽ biến thành đơn vị hạ cấp của Bí Thư Diệp, mà tôi lại trở thành cấp dưới của Bí Thư Diệp. Cái này, tuy rằng tôi bất tài thạt, nhưng cũng không muốn nằm dưới cờ của Bí Thư Diệp. Đương nhiên, nếu như một số bí thư thành ủy nào đó khiến tôi yên tâm thì chúng tôi cũng đồng ý gặp, chỉ có điều. Liễu Tây Hà nói những lời này đương nhiên là ám chỉ Diệp Phàm cường đạo rồi. Chương 2395, ông trời hiển linh rồi. Nhận một thuộc hạ như chủ tịch Liễu đây thì tôi không có cái tài ấy. Chủ tịch Liễu không những là nhà doanh nghiệp, hơn nữa còn là ủy viên ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tính ra còn là lãnh đạo của Diệp Phàm tôi ấy chứ. Cái này, thành phố Đồng Lĩnh đâu thể là chỗ dừng chân của vị tôn đại thần như chủ tịch Liễu được. Diệp Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tuy nhiên, sau đó vẻ mặt hắn liền nghiêm túc, nhìn cục trưởng cục giám sát thành phố Lan Ngư, nói. Thời gian không còn sớm nữa rồi, có thể triển khai công tác kiểm tra an toàn rồi. Chúng ta còn phải đi kiểm tra mấy nơi nữa, gần sang năm mới rồi, công tác an toàn vô cùng quan trọng. Yên tâm đi Bí Thư Diệp, hôm qua tôi xuống dưới đã điều chỉnh lại bộ máy quản lý trạm phát điện Hồng Cốc rồi. Hơn nữa. Còn phái cả Phó Tổng Giám Đốc Mâu Hùng Phi xuống dưới để tăng cường sức mạnh cho trạm phát điện Hồng Cốc. Sáng nay đã tiến hành kiểm tra đối với toàn trạm. Về mặt an toàn, tuy không dám bảo đảm 100%, nhưng chắc chắn cũng phải được 99%. Đến lúc đó, Bí Thư Diệp sau khi kiểm tra xong hy vọng sẽ tạo điều kiện để cho trạm phát điện Hồng Cốc được hoạt động lại. Doanh nghiệp chúng tôi ấy mà, hàng năm nộp thuế không thiếu một đồng. Chúng tôi là những thương nhân làm việc theo luật pháp, trái pháp luật là không làm. Tính ra chúng tôi cũng là người đóng thuế đó chứ. Liễu Tây Hà nói, ám chỉ Diệp Phàm vi phạm quy định rồi. Ha ha, trạm phát điện Hồng Cốc có tuân thủ luật pháp hay không còn phải đợi kết quả kiểm tra đã. Tuy nhiên, trách nhiệm đối với xã hội thì trạm phát điện Hồng Cốc còn làm chưa được thỏa đáng cho lắm. Nước đây là do ông trời cho, nói ra thì cũng là tài sản quốc gia. Hiện tại các ông lại cho rằng nó chỉ là của riêng các ông vậy. Làm như vậy, e rằng cũng không thuận mắt ông trời đâu. Diệp Phàm nói, tôi chưa bao giờ tin chuyện ông trời cả, mà chỉ tin mỗi bản thân mình thôi. Ông trời có thả bánh xuống cho mình không? Thế gian này, chuyện gì thì cũng phải do mình tranh đấu mới có được. Lúc nào cũng nghĩ đến bánh từ trên trời rơi xuống thì còn lâu. Người làm ăn nói chuyện làm ăn. Thương nhân mà không theo đuổi lợi nhuận thì đâu còn là thương nhân nữa. Và lại, Liễu Tây Hà này làm việc thiện cũng không ít rồi. Đối với sự nghiệp dân sinh, tôi cũng rất sẵn sàng. Quan trọng là sẽ quyên tặng bao nhiêu, có giá trị hay không mà thôi. Cách làm của một số đồng chí, khiến tôi một đồng cũng không muốn móc ra. Bụng ta suy ra bụng người mà, Liễu Tây Hà tôi chẳng lẽ phải dùng khuôn mặt nóng của mình để dán vào cái mông lạnh của ai đó hay sao? Liễu Tây Hà nói vô cùng khí phách. Đúng vậy, sếp Liễu đây cũng là người làm từ thiện nổi tiếng trong tỉnh. Việc quyên tiền ủng hộ thì xông phải xem thái độ của một số người ở địa phương đó, có đúng không nào? Một số người muốn làm cái gì vậy? Bây giờ là xã hội pháp trị rồi. Đâu phải là muốn làm gì là làm được cái đó. Xã hội tiến bộ, doanh nghiệp là của tư nhân. Đương nhiên cũng phải tôn trọng lợi ích của tư nhân nữa chứ. Anh đâu thể muốn làm gì cũng được. Pháp luật còn có điều khoản bảo vệ tài sản của cá nhân, không cho xâm phạm đó thôi.
Tài sản của chúng tôi mà anh đến sắp xếp lung tung, như thế sẽ thành cái gì? Lúc này, Chủ tịch Tập đoàn Thu Thủy Thái Bình Sinh cũng châm chọc nói. Người này nói người nào đó ở đây, đương nhiên là chỉ Diệp Phàm rồi. Là phi chính nghĩa đều có công lý, một chút yêu cầu của dân chúng mà cũng không làm được thì doanh nghiệp còn nói công lý với làm từ thiện làm cái gì nữa. Các người không tin ông trời, nhưng Diệp Phàm tôi tin ông trời có mắt đấy. Diệp Phàm nói đến đây, liền chỉ vào một trong miệng cống nói. Dân chúng cần nước, tôi tin rằng ông trời sẽ cho họ được có nước. Không ngờ, Diệp Phàm vừa nói dứt lời, một âm thanh chói tai truyền đến, làm cho mọi người một phen hết hồn. Không được rồi, chẳng lẽ ông trời nổi giận, miệng cống tự vỡ ra không? Vương Long Đông kêu lên. Mọi người khẩn trương lùi lại phía sau, chú ý an toàn. Bao Nghị vội kêu lớn. Nực cười thật, miệng cống của công ty Liễu Tây Hà này lại biết sợ ông trời. Liễu Tây Hà càn rỡ chỉ vào miệng cống nói. Cái đó thì cũng không biết được đâu chủ tịch Liễu à. Mắt ông trời nhìn thấy nên nổi giận rồi, ha ha. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, chỉ vào miệng cống nói. Răng rắc. Lần này âm thanh vô cùng rõ ràng. Theo tiếng vang, dây xích kéo miệng cống dường như bị chặt đứt. Miệng cống nặng 20-30 tấn nghiêng sang một bên, còn nước thì thi nhau ập ra. Thấy không, có phải ông trời hiển linh rồi không? Diệp Phàm lại chỉ vào bên cạnh nói. Bên này cũng như thế, chẳng lẽ là ông trời hiểu được lòng tôi, hiểu được lòng của nhân dân Đồng Lĩnh sao? Lại một tiếng rắc nữa vang lên. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn, lập tức hai dây xích to kéo miệng cống đều bị cắt đứt. Dòng nước bị kìm nén được đà tuôn xuống. Nửa miệng cống bị vỡ ra, trôi xuống. Nhìn tiếng nước chảy ầm ầm, vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh cười. Còn mặt của đám người Liễu Tây Hà thì đen xì chẳng khác nào miếng gan lợn cả. Ai mở miệng cống? Liễu Tây Hà kêu lớn lên. Báo cáo chủ tịch Liễu, không ai động vào miệng cống cả. Nó tự vỡ, à không, hình như làm dây xích bị chặt đứt. Cửa này làm sao mà bị chặt thành hai khúc được, nhất định là vấn đề chất lượng rồi. Người trung niên giữ đập mặt đều tái nhợt vì sợ, mãi mới nói xong một câu. Răng rắc một tiếng, nửa miệng cống còn lại cũng không chịu nổi sức nặng nữa nên cũng bị cuốn theo dòng nước. Cái này đương nhiên là có bàn tay Diệp Phàm rồi. Đêm qua hắn dẫn Lý Cường và Vương Triều lén đi vào đập. Hắn dùng phi đao cắt sợi xích đến một mức độ nào đó. Sáng nay Diệp Phàm chỉ một chút, nội khí bước ra, mắt thường đương nhiên là không thể nhìn thấy được rồi. Sợi xích đã bị cắt nửa chừng kia sao chịu được nội khí của Diệp Phàm, đương nhiên là bị đứt rồi. Còn ở giữa cửa cống, Diệp Phàm cũng dùng phi đao để cắt ra một lỗ hổng mà mắt thường khó có thể quan sát được. Lực độ cũng được tính chính xác, sau khi bị nước ập xuống, đương nhiên sẽ bị gãy làm đôi rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng tin rằng thủ pháp của mình thì nhà máy sản xuất cống cũng không thể điều tra ra được cái gì. Ông trời nổi giận thật rồi. Diệp Phàm lại giơ tay chỉ vào miệng cống khác nói. Một âm thanh răng rắc truyền đến, Liễu Tây Hà thật sự sợ tái mặt rồi, lão liền kêu lên. Sao lại thế này, sao lại thế này, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Không xong rồi chủ tịch Liễu. Cánh cửa này có phải cũng không chịu nổi sức nặng nữa mà sắp nứt ra rồi không? Mây Hùng Phi cũng xanh mặt nói. Khẩn trương mở nốt một miệng cống ra, xả hết nước đi, xả hết. Liễu Tây Hà lớn tiếng hô, công nhân liền vội vàng đi làm. Lại một tiếng răng rắc vang lên, một bên xích sắt khác cũng bị chặt đứt. Miệng cống bị nghiêng kia cũng không thể chịu được nữa mà cũng bị cuốn theo dòng nước. Mọi người khẩn trương lui ra đi. Tôi e rằng đập lớn này sẽ sụp mất. Mau chạy đi. Bao Nghị chỉ huy công an sắp xếp mọi người nhanh chóng lui sang một bên núi cạnh đập lớn. Còn mấy camera của đài truyền hình thì được dịp mà quay rồi. Thấy chưa, nói quá về độ an toàn rồi. Chủ tịch Liễu, hôm qua ông còn nói đã tiến hành kiểm tra toàn bộ rồi, còn yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi đứng ra một bên để trạm điện vận hành. Với tình hình này, đừng nói đến việc vận hành nữa. Phải niêm phong toàn bộ lại để kiểm tra, Tết nhất đến rồi, nếu xảy ra vấn đề an toàn gì thì e rằng ông không thoát khỏi liên quan đâu. Đồng chí Liễu Tây Hà, tôi thận trọng yêu cầu trạm phát điện Hồng Cốc của các ông phải lập tức niêm phong. Để Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành kiểm tra. Khi chưa có thông báo gì thì không được làm bất cứ việc gì. Nếu không trách nhiệm toàn bộ sẽ do ông chịu. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Mày!
Liễu Tây Hà tức giận đến nỗi miệng run lên, cả người ngồi sụp xuống, Mưu Hùng Phi vội đỡ lấy ông ta. Bí thư Diệp, không xong rồi. Mấy phút sau, Mễ Nguyệt đứng bên cạnh cúp điện thoại xong nói. Có chuyện gì vậy? Diệp phàm mày đều bị dựng lên. Vừa nhận được điện thoại của chủ tịch thành phố Ngọc, nói là 2 trong 3 đập ngăn nước ở Hồng Cốc trại đều bị lũ lụt làm hỏng rồi. Còn lại một cái thì cũng không chịu được sức phá. Cái này là để giữ nước cho nhân dân qua Tết đấy. Mễ Nguyệt nói. Tổn thất nhiều không? Diệp phàm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Có tổn thất về người và tài sản khác không? Quan trọng là dân chúng ở Hồng Cốc trại, có ai bị lũ cuốn đi hoặc bị thương gì không? Nhân viên thì không rõ tình hình, nếu như có người bị lũ cuốn đi thì cũng chưa thể điều tra ra được. Cái này, chỉ còn cách đợi chủ tịch thành phố Ngọc điều tra mới rõ được. Tuy nhiên tổn thất về tài sản thì cũng tương đối lớn. 3 con đập của chúng ta cũng mất đến cả chục triệu đấy. Cái này còn chưa tính đến công sức của dân chúng nữa. Cụ thể phải đợi bên phía chủ tịch thành phố Ngọc thống kê. Mễ Nguyệt nói. Bảo chủ tịch thành phố Ngọc điều tra rõ ràng rồi báo lại cho tôi. Diệp Phàm khẽ hừ nói, sau đó trầm mắt liếc nhìn Liễu Tây Hà một cái. Các người cứ thống kê đi, toàn bộ tổn thất công ty chúng tôi sẽ bồi thường. Liễu Tây Hà vẻ mặt khó chịu nói, sau đó quay sang Mưu Hùng Phi nói. Lập tức điều tra tình hình an toàn của đập lớn, gọi người của nhà máy cống đến xử lý. Yêu cầu bọn họ bồi thường mọi tổn thất của chúng ta. Thật là, miệng cống lại kém chất lượng như vậy. Sau đó, Liễu Tây Hà nói với Diệp Phàm. Tôi hơi mệt, công ty lại bận nữa. Việc bên này tôi để cho trạm trưởng Mưu toàn quyền xử lý. Tôi đi trước đây. Chương 2396, trở về cung cũ. Vâng, Chủ tịch Liễu đi thong thả nhé. Việc bên này tôi sẽ bố trí các ngành liên quan giải quyết. Diệp Phàm vẻ mặt thân thiết, đích thân đưa Liễu Tây Hà tới chiếc Mercedes-Benz, còn ân cần mở cửa cho ông ta nữa. Phó Chủ tịch thành phố Kiều, chuyện bên đập lớn anh phối hợp với Phó Chủ tịch thành phố Ngọc toàn quyền xử lý. Việc kiểm tra hôm nay dừng tại đây, tình hình thế nào thì phải báo cho tôi và Chủ tịch thành phố Khổng biết nhé. Diệp Phàm nói với Kiều Hà, đương nhiên, Kiều Hà đối với thành phố Đồng Lĩnh mà nói thì chỉ là một người mới, dù sao cũng phải để cho ông ta một cơ hội để xuất hiện rồi. Mà 3 con đập chứa nước dưới Hồng Cốc trại kia thực ra chỉ là làm, giả vờ, mà thôi. Bởi vì nó được xây bởi xi măng chất lượng thấp, đương nhiên đây chỉ là cớ để Diệp Phàm đòi tiền bồi thường từ trạm phát điện Hồng Cốc mà thôi. Lúc xây dựng, Tam Thúc Công và Hiệu trưởng Mã còn tỏ ra lo lắng liệu 2 con đập này có được hay không. Ngọc Xuân Phong giải thích là cuối năm rồi, không kịp nữa, cứ làm như vậy trước đã, ăn Tết xong rồi sửa. Cho nên, chỉ có 1 con đập là làm bằng vật liệu thật, đây chính là con đập dùng để chứa nước dùng. Lượng nước con đập này dự trữ được cũng không sợ bị khô hạn nữa rồi. Ha ha, sảng khoái quá. Lúc nghỉ trưa, trong phòng số 1 của Diệp Phàm có Vương Long Đông, Bao Nghị, Vương Triều, Mễ Nguyệt và Lý Cường. Vương Triều nhếch miệng nói, tỏ ra vô cùng sung sướng. Các anh không phát hiện sắc mặt của Chủ tịch Liễu à, tôi khó có thể dùng ngôn từ để hình dung được. Mễ Nguyệt cười nói. Sau đó, ánh mắt Mễ Nguyệt tỏ ra khâm phục nói. Cũng có chút kỳ lạ nhỉ, 3 con đập của bí thư Diệp thiết kế, như tính trước được sức nước sẽ chảy ra vậy. Tôi thay thế được Gia Cát Khổng Minh rồi. Diệp Phàm mỉm cười nói. Tôi cũng cảm thấy buồn bực, bí thư Diệp, anh không biết là dân chúng bên ngoài nói anh thế nào đâu. Bao Nghị cũng có chút nghi ngờ, không giải thích được nói. Nói như thế nào? Diệp Phàm cũng cảm thấy kỳ lạ nói. Dân chúng nói, bí thư Diệp là thần tiên hạ phàm, một lòng vì dân, đến trời đất cũng phải cảm động. Cho nên cử một vị thần xuống để khiến cho cống nước bị hỏng. Dân chúng Hồng Cốc trại còn giết 1 con bò nói là thay mặt bí thư Diệp tế trời nữa đấy. Bao Nghị vui vẻ nói. Tế trời à, cũng thú vị đấy nhỉ. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Thần tiên hạ phàm, đúng là có chút giống thật. Vương Long Đông nhìn Diệp Phàm với vẻ kỳ lạ nói. Tôi cũng cảm thấy tôi giống như thần tiên hạ phàm thật. Chỉ tay một cái là miệng cống mở ra ngay. Cái này không phải giống như vừng ơi mở cửa ra sao. Nếu như vậy thật thì cũng tốt, Diệp Phàm tôi không phải biến thành thần tiên sao. Diệp Phàm cười nói. Vương Triều nhìn hắn một cái, dựng ngón tay lên, Diệp Phàm nhìn thấy cũng không giận, biết rằng trong lòng tên này đang khinh bỉ mình.
Bởi vì chuyện này đến cả Bao Nghị và Mễ Nguyệt cũng không biết, đương nhiên có cảm giác mơ hồ. Diệp Phàm không phải không tin tưởng bọn họ, mà là vì kỹ thuật phi đao quả thật quá mơ hồ. Hai người mà biết thì không coi Diệp Phàm là thần thánh mới là lạ. Buổi tối, trời cũng thật đẹp, lại mưa một trận rõ to. Tuy nhiên, Diệp Phàm, Lý Cường và Vương Triều thì lại kêu trời. Bởi vì mưa to, người ta được nghỉ trong nhà, còn mình thì phải mặc áo mưa đi làm núi lở đất. Cũng may mà sức khỏe của ba người tốt, chỉ thoáng một cái đã làm cho tảng đá 7-8 tấn lăn xuống giữa đường. Lập tức, đường liền bị lở một mảng lớn. Ba người cùng làm một hồi, đến khi chia cắt được con đường quốc lộ nhỏ đi đến trạm phát điện Hồng Cốc rồi mới trở về. Vừa nãy tảng đá kia lớn quá, con đường cũng bị hỏng nặng rồi. Nếu không có mấy tháng thì bọn họ đừng có mơ là làm xong. Ngồi vào trong xe thay quần áo, Vương Triều cười tủm tỉm nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tôi có cảm giác mình sắp biến thành, nhà, âm mưu rồi. Vì dân vì nước, âm mưu một chút thì có làm sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Đáng tiếc không thể dùng thuốc nổ, bằng không đỡ công hơn nhiều. Và lại sức phá còn lớn hơn thế này. Vương Triều còn cảm thấy tiếc nuối, lắc đầu nói. Đủ rồi, chúng ta làm như vậy, mục đích chỉ là ngăn cản bọn họ tạm thời cắt nước, chứ không phải cố ý phá hoại trạm phát điện Hồng Cốc như vậy. Đây không phải là ý của Diệp Phàm tôi, chỉ cần cho tôi mấy tháng, một khi chuyện ở trạm phát điện Hồng Cốc được làm sáng tỏ, thì không cần phải thế này nữa. Diệp Phàm hừ nói. Không sao, có anh em chúng ta thì có chuyện gì mà không làm được cơ chứ? Vương Triều hừ nói, nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Anh Diệp, việc ăn Tết xong đi Lào giải quyết Tam Độc Giáo đã thu xếp xong chưa? Nhân lực thì cũng tương đối rồi, tôi, cậu, Thiên Thông và Vương Nhân Bàng cũng đi. Tồn Quân nói là cũng muốn đi, còn Bao Nghị thì còn đang lưỡng lự, còn có cả Lý Cường nữa. Đây hợp lại cũng kha khá rồi, lại còn thêm tổ A cử người phối hợp nữa. Một Tam Độc Giáo mà chúng ta không giải quyết được nữa thì cũng quá là vô dụng rồi. Tuy nhiên, mọi người cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Dù sao, Tam Độc Giáo kia cũng rất lợi hại, tính mạng của các anh em mới là quan trọng nhất, hoàn thành nhiệm vụ chỉ là thứ hai mà thôi. Diệp Phàm nói, đáng tiếc là Thiên Thông không đột phá lên được thập đẳng, nếu không thì sức mạnh của chúng ta càng tăng thêm một chút. Người này nghe nói cửu đẳng cũng đã nhiều năm rồi, mà sao không đột phá lên được thập đẳng nhỉ? Vương Triều nói, cậu thử nghĩ chút đi. Nếu như thập đẳng mà dễ dàng đột phá như vậy thì tất cả đều đạt được thập đẳng thôi. Trên đời này, có thể đột phá lên được thập thẳng thì tuyệt đối có thể được gọi là thiên tài trong giới quốc thuật. Lý Cường lái xe, nhưng cũng nói xen vào một câu. Cũng phải, tôi liều chết mà đến giờ còn chưa được thất đẳng, đúng là khó khăn thật. Vương Triều thở dài nói. Đừng lo lắng, cảnh giới nhất định sẽ tăng thôi. Diệp Phàm động viên Vương Triều nói. Sáng ngày hôm sau, người giữ đập cốc khê báo cáo chuyện con đường quốc lộ bị hỏng báo cáo lên trạm trưởng trạm phát điện Hồng Cốc Mâu Hùng Phi, người này thiếu chút nữa thì đập bàn đập ghế rồi. Nhà dột lại còn gặp mưa dầm, chẳng lẽ ông trời nổi giận thật sao? Sao lại có chuyện này chứ? Trạm trưởng Mâu nhìn ra bên ngoài, phát hiện trời hửng nắng, không khỏi có chút uể oải nói. Có khả năng là do con người làm không? Trạm trưởng Mâu quay sang hỏi phó trạm trưởng Tống Tiền. Tôi đích thân đi xem rồi, không có khả năng là do người làm. Người chứ đâu phải thần thánh mà tảng đá to như thế cũng làm rơi xuống được. Không có khả năng đó đâu. Tống Tiền nói. Xem ra không phải là đối thủ của chúng ta làm rồi. Trạm trưởng Mâu gật đầu nói. Trạm trưởng, làm thế nào bây giờ? Đường không thông, lại sắp Tết rồi, làm sao tìm được người để sửa chứ? Đến lúc đó, cho dù miệng cống thép làm xong rồi nhưng cũng không vận hành được. Phó trạm Tống cau mày nói. Đúng là khó thật, chủ tịch Liễu trước khi đi có dặn, trong 10 ngày phải lắp đặt lại miệng cống. Chúng ta không thể để cho Diệp Phàm giễu cợt được, muốn nước của trạm phát điện Hồng Cốc chúng ta ư, phải để cho Diệp Phàm đến dập đầu xuống mới được. Trạm trưởng Mâu thiếu chút nữa cắn răng nói. Đáng tiếc là trời không phù hộ, đừng nói là 10 ngày mà cả tháng cũng không thể làm được. Gần sang năm mới rồi, kiếm ai mà làm chứ? Trạm phó Tống thở dài nói. Tôi vừa xin chỉ thị của chủ tịch Liễu rồi. Ông ấy nói rằng, nhiều nhất trong một tháng, nhất định phải lắp đặt xong miệng cống để ngăn nước lại. Nói là nếu gấp thì có tăng gấp 4 gấp 5 lần tiền công.
Xếp Liễu lần này là quyết đấu với Diệp Phàm đây. Trạm trưởng Mâu nói. Tôi đi liên lạc một chút, thời buổi này, có tiền thì sai khiến quỷ cũng được. Tống Tiền nói. Tuyết rơi nhiều, thoáng cái là đã cuối năm rồi. Đồng chí Tiểu Thiên tuy không kiếm được cái cửa hiệu mặt tiền, nhưng cũng được tổ A cho 50 vạn tiền thưởng Tết, trong lòng gã vẫn rất mừng rỡ. Chỉ có điều, gần sang năm mới rồi, Diệp Phàm còn phải dẫn cán bộ đi khắp nơi chúc Tết những người khó khăn, đội ngũ bảo vệ thể hiện tinh thần của nhà nước. Buổi lễ tất niên cũng bắt đầu rồi, nhưng Diệp Phàm không có phúc hưởng thụ, hắn đang phát tiền lì xì. Thuận đường đi đến thăm cảnh sát giao thông và công nhân nhà máy điện đang làm nhiệm vụ. Sáng mùng 1, Diệp Phàm mới vội vàng về quê. Đương nhiên, đi cùng Diệp Phàm còn có bà xã là Kiều Đại Tiểu Thư. Buổi chiều, Diệp Phàm cùng với Kiều Viên Viên cũng lái xe đi đến đập Thiên Thủy. Tuy nhiên, khi đi đến cung cũ, Diệp Phàm có chút ngẩn người. Bởi vì, hắn phát hiện mãi đất trống trước cung cũ có rất nhiều người. Đang muốn hỏi có chuyện gì thì Kiều Viên Viên hỏi. Diệp Phàm, anh xem hôm nay liệu có phải có hoạt động gì không, nghe nói năm mới các thôn dân sẽ tổ chức lễ mời Mã Tổ Nương Nương trở về, có thể còn tổ chức ở cung cũ 3 ngày liền. Anh cũng không rõ lắm, chắc là thế thật, nếu không sao lại nhiều người như vậy chứ. Diệp Phàm cười nói, sau đó lái xe đến gần. Vừa mới dừng xe xuống, không ngờ phát hiện Lý Tuyên Thạch đang cười tủm nhìn mình. Đang muốn chào hỏi một chút thì bỗng nhiên, rầm rầm. Tiếng pháo vang lên rầm rầm. Chủ tịch thị trấn Diệp của chúng ta đã trở lại. Diệp Phàm trước kia làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, dân chúng ở đây nên dân chúng ở đây vẫn gọi Diệp Phàm như vậy đi gì. Không biết một người nào trong đó hô lớn một câu. Sau đó ai nấy đều vây chặt lấy Diệp Phàm và Kiều Viên Viên. Thấy những người dân thật thà chất phác vây lấy mình như vậy, khiến cho Kiều Viên Viên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Chủ tịch thị trấn Diệp, vị này chắc là phu nhân có đúng không? Lý Tuyên Thạch nhìn Kiều Đại Tiểu Thư cười nói. Ha ha, cứ xem là như thế đi. Diệp Phàm cười nói, dù sao có một người vợ xinh đẹp đứng bên cạnh như vậy thì đương nhiên cũng cảm thấy mát mặt rồi. Chủ tịch thị trấn Diệp, xem như, ở đây là có ý gì thế? Chẳng lẽ chưa phải sao? Không ngờ Lý Ngưu lỗ mãng xen vào một câu. Thằng nhóc này nói cái gì đấy, xem như, ở đây có ý, chính là, đó chính là. Lý Tuyên Thạch thốt ra, tuy nhiên không giải thích được rõ ràng, khiến cho mọi người được một trận cười vang. Chương 2397, đau lòng. Chú, cũng tại chú giải thích không rõ ràng mà, có đúng không? Lý Ngưu bắt lấy nhược điểm, cười to. Thằng nhóc này, mày thì biết cái gì, xem như ý ở đây là đúng rồi. Vẻ mặt, già nua của Lý Tuyên Thạch cũng đỏ lên. Xem như, thì ai mà không hiểu chứ? Chú cũng giải thích đâu có rõ ràng gì. Lý Ngưu nói thầm trong bụng, thấy Lý Tuyên Thạch giơ tay lên, liền chạy đến chỗ Diệp Phàm. Thật ra còn chưa kết hôn, chúng tôi cũng đã đăng ký rồi. Được rồi, đừng có nói chuyện này nữa. Tuyên Thạch, hôm nay mọi người vui vẻ chứ? Diệp Phàm đi lên bắt tay mọi người. Được được, đập Thiên Thủy này cũng phát đạt, đám trẻ con đi học không mất tiền, cho đến tận trung học. Đều là do công ty của thôn bỏ tiền ra. Lý Tuyên Thạch cười nói, trông bộ rất đắc ý. Thế cũng mừng cho mọi người. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch thị trấn Diệp, đây là đùi dê tôi tự ướp. Lúc về cậu nhớ mang đi nhé, cái này để lâu cũng không sợ hỏng đâu, treo lên bếp ăn dần. Lúc này có một ông cụ bê một cái rổ đến nói. Một lúc sau, trước mặt Diệp Phàm xếp cả một đống rổ, nào là chân lợn rừng, chim chí, rau dại đều có. Diệp Phàm đẩy lại cũng không xong. Yên tâm, cái này để tôi thu cho. Đến lúc cậu đi thì tôi sẽ chuyển đến tận Cổ Xuyên cho. Lý Tuyên Thạch cười nói, sau đó cùng với Diệp Phàm đi vào cung cũ. Nhìn thấy trong đại sảnh có đặt một nồi lớn, mùi thơm của mấy món ăn thôn quê bay ngào ngạt. Còn mẹ nuôi Diệp Kim Liên thì chất một đống củi dưới nồi, còn Diệp Hào thì dùng một chiếc muôi lớn đảo miếng thịt trong nồi. Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc này, Diệp Phàm lại ngẩng đầu lên nhìn căn phòng trước đây mà Diệp Nhược Mộng ở. Đôi mắt hắn đã ướt từ lúc nào. Phàm tử, con mau ngồi xuống đi, đây là Viên Viên đúng không, mau ngồi đi con. Mẹ nuôi đứng lên, định đi ra đằng sau múc nước. Mẹ nuôi, hôm nay mẹ ngồi đi, để cho Viên Viên múc nước cho mẹ rửa mặt. Diệp Phàm liền ngăn mẹ nuôi lại rồi nhấn vai bà ngồi xuống. Không nên,
tuyệt đối không được. Phàm tử à, một người vợ xinh đẹp thế này còn phải chăm sóc chu đáo chứ, sao để làm việc nặng như vậy được? Diệp Kim Liên vội xua tay nói. Mẹ nuôi, mẹ cứ để con làm. Kiều Viên Viên vội nói, định đi ra sau lấy nước. Không nên, không nên. Diệp Kim Liên có chút nóng nảy rồi. Mẹ nuôi, mẹ để cho Viên Viên lấy nước cho mẹ đi. Trước kia đều là mẹ lấy cho con, hôm nay con dâu của mẹ về đây rồi, mẹ để cho cô ấy làm đi. Diệp Phàm lại nhấn vai Diệp Kim Liên xuống. Mẹ, để cho em dâu đi đi. Diệp Hào đứng bên cạnh cũng nói xen vào một câu. Vậy, được, được, thật là ngại quá. Diệp Kim Liên hai mắt cũng ướt từ lúc nào, bà cũng không cử động nữa. Kiều Viên Viên rất cẩn thận, không ngờ tự mình lấy nước cho Diệp Kim Liên rửa mặt. Đôi mắt Diệp Kim Liên đã rớm lệ. Diệp Phàm biết, là bà nhớ đến Diệp Nhược Mộng rồi. Không lâu sau, bí thư khu ủy Lâm Tuyền Đoàn Hải tới rồi. Đoàn Hải, nghe nói khu Lâm Tuyền đã được xác định là khu hành chính cấp cục trưởng. Đây chẳng phải là các cậu đã thoát khỏi quản hạt của Ngư Dương rồi sao? Diệp Phàm hỏi. Không đâu. Đoàn Hải lắc đầu nói. Không ư. Diệp Phàm có chút khó hiểu nhìn Đoàn Hải. Vẫn thuộc quản hạt của Ngư Dương, hơn nữa bí thư thị ủy Ngư Dương Ngọc Nhã Chi hiện là ủy viên thường vụ thành ủy Mạc Hương. Cô ấy là cán bộ cấp phó giám đốc sở, quản lý cấp cục trưởng như tôi cũng là chuyện bình thường mà. Đoàn Hải cười nói. Thì ra là thế, tuy nhiên, hiện tại cậu cũng là một trong những ủy viên thường vụ thị ủy Ngư Dương. Hơn nữa còn nắm trong tay khu Lâm Tuyền, cũng không tệ rồi. Diệp Phàm cười nói. Cũng không tệ lắm, tất cả là nhờ bí thư Diệp cả. Đoàn Hải cảm kích nói, sau đó đứng dậy, giơ chén rượu lên rất cung kính. Cứ ngồi đi, chúng ta từng là đồng nghiệp, không nên khách khí như vậy. Diệp Phàm kéo tay Đoàn Hải ngồi xuống, hỏi. Chủ tịch thị trấn Tạ Đoan hiện giờ làm việc ở đâu? Ông ấy à, hai, Tạ gia hiện tại rất xui xẻo. Đoàn Hải thở dài. Làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi, trong lòng mơ hồ đau nhói. Bởi vì hắn nghĩ đến Phương Nghê Muội, người từng cùng hắn thân mật vài lần. Tuy vài năm rồi không gặp, nhưng không thể quên được. Hơn nữa, hình ảnh tinh khiết của Phương Nghê Muội mãi ở trong lòng Diệp Phàm mà không thể xóa nhòa được. Tạ Cường năm kia bị trúng gió, hiện giờ vẫn phải nằm trên giường. Tạ Cường thì như thế, con người của Tạ gia ở tỉnh cũng về hưu gần hết. Trên đời này là như thế đấy, người vừa lui trà đã nguội lạnh rồi. Tạ Đoan vốn là bí thư đảng ủy xã phía dưới. Nhưng vì tầng trên của Tạ gia bị mất quyền lực, Tạ Đoan cho tới nay cũng không được đề bạt. Hiện giờ cũng đã 35-36 rồi, đến chức bí thư đảng ủy xã cũng bị người khác ngồi mất rồi, hiện tại ở phòng thủy sản, thị xã Ngư Dương đảm nhiệm chức trưởng phòng. Mà ở Ngư Dương này thì làm gì có thủy sản gì chứ, phòng thủy sản kia căn bản chỉ là một chiếc thùng rỗng mà thôi. Năm trước có người đề nghị xóa bỏ hoặc sáp nhập vào đơn vị khác. Tuy nhiên, bí thư Ngọc không đồng ý, chỉ có điều cơ bản không cấp tiền cho phòng thủy sản này. Nghe nói khi có cấp trên xuống kiểm tra công việc, Tạ Đoan không khỏi ngượng chín mặt, bởi vì không có tiền mà dẫn người ta đến chỗ ăn tử tế. Kết quả là Cục Thủy sản thành phố cũng có ý kiến với anh ta. Cho rằng anh ta đang cố ý giả nghèo giả khổ, người có tiền thì lúc nào cũng nhìn vào cái túi tiền của mình để suy đoán mà. Tạ Đoan khổ sở trong lòng, nhưng cũng chẳng có biện pháp gì. Đoàn Hải thở dài nói. Chẳng lẽ không đi tranh thủ kiếm chút tiền? Diệp Phàm hỏi, cảm thấy Tạ Đoan này cũng có chút vô dụng rồi. Phương Nghê Muội đi theo anh ta thì cũng khổ thôi. Tranh thủ rồi chứ, nhưng bí thư Diệp cũng biết đấy. Ở Ngư Dương bốn gia tộc Ngọc, Tiếu, Tạ, Phí là mạnh nhất. Bốn gia tộc này tranh đấu ngầm với nhau, sau Tạ gia gặp xui xẻo rồi. Ba gia tộc còn lại đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội để xuống tay dìm Tạ gia cho chết hẳn. Hơn nữa, Tạ Cường lại bị trúng gió như vậy. Trụ cột của Tạ gia bị gục ngã như vậy, mà ở trên lại không có ai nâng đỡ, cho nên đương nhiên Tạ gia bị suy hẳn rồi. Ở thành phố có nhiều người biết rằng bốn gia tộc này tranh đấu với nhau, hơn nữa còn có tin đồn rằng người của Tạ gia trên tỉnh đắc tội một vị lãnh đạo quyền to. Cho nên, khi Tạ Đoan đi xin tiền, cũng có những người phụ trách đồng tình, muốn cấp cho một ít đấy, nhưng lại sợ ba gia tộc kia, rồi lãnh đạo trên tỉnh không bằng lòng cho nên không dám. Như vậy hình thành một vòng tuần hoàn ác tính, kết quả là không có ai dám giúp đỡ người của Tạ gia. Đoàn Hải nói.
Đối với việc tầng trên của Tạ gia bị ngã, thì trong lòng Diệp Phàm cũng biết rõ. Và người khiến cho tầng cao của Tạ gia bị ngã gục chính là hắn. Lúc trước trong quân đội có người của Tạ gia được đề nghị phong hàm thiếu tướng nhưng cũng bị Diệp Phàm phá hỏng. Còn lão già đảm nhiệm chức phó ban thư ký trên tỉnh bởi vậy cũng bị thất sủng mà cho về hưu sớm. Cho nên, Tạ gia toàn bộ bị sụp đổ. Cái này gọi là thắng cực tất suy. Tạ gia thịnh hay suy thì Diệp Phàm cũng chẳng quan tâm làm gì, chỉ có điều Phương Nghiêm muội mà sống khổ quá thì Diệp Phàm cũng có chút hổ thẹn trong lòng. Giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương đã lên phòng Lâm Nghiệp thị xã chưa? Diệp Phàm hỏi. Chưa, cái này nghe nói cũng có biến cố thì phải. Đoàn Hải lắc đầu nói. Buổi tối, Diệp Phàm không có việc gì làm, Kiều Viên Viên ở nhà nói chuyện cùng với Diệp Kim Liên. Còn Diệp Phàm thì đi ra mộ của Diệp Nhược Mộng. Nhược Mộng à, anh đến thăm em đây. Đôi mắt Diệp Phàm đỏ hoe, lệ đã rơi từ lúc nào rồi? Nhược Mộng, anh chỉ ân hận là lúc đó không có cách nào để cứu em. Nhược Mộng, em ở Thiên Quốc vẫn khỏe chứ? Diệp Phàm ấp úng, sau đó uống cạn một bát rượu đầy. Diệp Phàm khóc, hắn ôm đầu mình, Lý Tuyên Thạch và Đoàn Hả hai mắt cũng đỏ hoe, đứng ở đằng xa hút thuốc. Một lúc sau, Diệp Phàm nhổ sạch sẽ những cây cỏ dại trên mộ Diệp Nhược Mộng. Sau đó Lý Tuyên Thạch và Đoàn Hải lái xe đưa hắn đến Lâm Trường Cảnh Dương. Chiếc bàn uống trà trong phòng Trịnh Khinh Vượng được chuyển vào giữa mấy người vừa ngồi vừa đứng, ông ta đang chơi bài với cấp dưới của mình. Sau vài năm gặp lại giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương Trịnh Khinh Vượng, Diệp Phàm quả thật không dám nhận. Trịnh Khinh Vượng nhiều nhất năm nay mới ngoài 40, làm sao trông lại già nua như vậy, tóc trên đầu cũng bạc đi không ít rồi. Trước kia trông ông ta giống như một nho sinh, còn lúc này đây lại xuề xòa ngồi đánh bài với cấp dưới. Miệng thì hô một cách thô tục, chín cơ này, cho mày chết, dám ăn của bố mày à. Cái này, đúng là hắn không thể tin được đây chính là giám đốc Lâm Trường Trịnh của mấy năm về trước. Còn cô nhân tình nhiều năm của Trịnh Khinh Vượng là Phương Lan Hinh cũng đang đứng bên cạnh ông ta. Nghe nói Phương Lan Hinh đã ly hôn, Trịnh Khinh Vượng cũng vậy. Cho nên bây giờ bọn họ thoải mái mà được ở bên nhau. Cậu tìm ai? Lúc này một người không đánh bài nhìn Diệp Phàm đang đứng giữa cửa, hỏi. Nghe thấy anh ta hỏi vậy, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Lúc này, một người từng biết Diệp Phàm liền thốt lên. Là chủ tịch thị trấn Diệp đến. Đừng gọi bậy, làm sao mà vẫn là chủ tịch thị trấn Diệp được, hiện giờ. Trịnh Khinh Vượng buông quân bài lơ khơ xuống, nói. Tuy nhiên rất lâu rồi ông không liên lạc với Diệp Phàm rồi. Cũng không biết hiện tại Diệp Phàm đã đảm nhiệm chức vụ gì rồi. Cho nên nhất thời không biết gọi thế nào. Ha ha, giám đốc Trịnh, cứ gọi là chủ tịch thị trấn Diệp cho thân thiết. Diệp Phàm chủ động đưa tay ra bắt trước. Vâng vâng. Trịnh Khinh Vượng gật đầu, đưa tay ra bắt chặt lấy tay Diệp Phàm. Bí thư Diệp hiện tại đã là bí thư thành ủy Đồng Lĩnh rồi. Đoàn Hải đứng bên cạnh giới thiệu. Tự nhiên, ai nấy đều nhìn hắn với vẻ hâm mộ, chen chút gì đó ghen tị nữa. Những người khác sau khi chào hỏi Diệp Phàm xong cũng biết ý mà lui ra ngoài. Trịnh Khinh Vượng kêu người chuẩn bị một chai rượu và chú đầu nhắm, mấy người cùng ngồi xuống nói chuyện. Giám đốc Trịnh, tôi thấy ông cũng ở đây thời gian khá dài rồi. Cũng nên trở về thị xã công tác rồi. Diệp Phàm nói. Muốn chứ, nhưng khó. Trịnh Khinh Vượng lắc đầu cười chua xót. Sau đó cầm chén rượu lên một hơi uống sạch. Chương 2398, người phụ nữ thông minh. Bí thư Diệp, chuyện trước giờ có người muốn tóm Trịnh Khinh Vượng. Tuy nói chuyện lần đó chẳng có liên quan gì đến Trịnh Khinh Vượng, nhưng có người nói Trịnh Khinh Vượng là giám đốc Lâm Trường, cho nên bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, mấy năm nay chẳng có tốt đẹp gì. Đáng tiếc là cuối cùng việc này thất bại rồi. Phương Lan Hinh đứng bên cạnh vừa rót rượu, vừa nói. Chuyện này, ngày mai ông đi cùng tôi đến tìm bí thư Tạ một chút nhé. Diệp Phàm nói. Chẳng có tác dụng gì đâu. Không ngờ Trịnh Khinh Vượng lắc đầu nói. Sao có thể được, bí thư Tạ là nhân vật số một của thị ủy. Lời nói của ông ấy mà không có tác dụng mới là lạ đấy. Lý Tuyên Thạch nói xen vào một câu. Hai, việc này phức tạp lắm. Tuyên Thạch à, cậu không hiểu được chuyện trốn quan trường đây. Bí thư Tạ tuy nói là nhân vật số một thật đấy, nhưng ông ấy cũng phải làm cân bằng các mối quan hệ chứ. Hơn nữa, bên bí thư Tạ quan hệ của tôi cũng không được tốt lắm. Trịnh Khinh Vượng thở dài nói,
sau đó lại uống cạn một chén rượu đầy. Đừng có uống nữa, dạ dày của anh sắp thủng rồi đấy. Phương Lan Hinh giành lại chai rượu nói. Lan Hinh, em cứ để cho anh uống với bí thư Diệp đi, hôm nay anh vui. Uống chết cũng không việc gì, không sao đâu. Trịnh Khinh Vượng nói, Phương Lan Hinh nhìn một chút rồi bất đắc dĩ trả lại chai rượu cho ông ta. Có biết ai nói những chuyện đó không? Diệp Phàm hừ nói, bà xã hiện tại của Trịnh Khinh Vượng là Phương Lan Hinh, mà Phương Lan Hinh là chị gái của Phương Nghiêm Muội. Thêm vào việc trước đây Trịnh Khinh Vượng cũng từng giúp đỡ Diệp Phàm, cho nên cũng muốn kéo ông ta dậy. Huống hồ, Trịnh Khinh Vượng vững lên rồi thì cũng có thể chăm sóc được cho Phương Nghiêm Muội. Chẳng giấu gì bí thư Diệp, chủ tịch thành phố đương nhiệm là Cổ Phi Hùng. Mà một trong những KWA chủ mưu trong vụ Lâm Trường Cảnh Dương trước đây là Mã Chiếm Khôi, không ngờ cũng có chút thân thích với ông ta. Đương nhiên cũng là họ hàng xa rồi, nhưng người ta hiện giờ làm chủ tịch thành phố Mặc Hương, có cách gì chứ? Hiện giờ vẫn còn để cái ghế giám đốc Lâm Trường cho mình thì cũng đã là khai ân rồi. Chuyện này, bí thư Tạ cũng có chút khó xử. Dù sao bí thư Tạ là nhân vật số 2, huống hồ nghe nói còn được nhân vật số 1 tỉnh ủy đề bạt xuống dưới nữa. Trịnh Khinh Vượng nói với giọng có chút men say. Diệp Phàm nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì Tạ Quốc Trung lúc đó cũng là do Phí Mãn Thiên đề bạt lên. Giờ lại thế này, chẳng lẽ Tạ Quốc Trung vẫn chưa được vào guồng máy của Phí Mãn Thiên hay sao? Như vậy thì có thể giải thích tại sao Tạ Quốc Trung băn khoăn rồi. Không chừng Tạ Quốc Trung đang lo lắng rằng cái ghế này mình ngồi còn chưa nóng mông, thì không chừng Cổ Phi Hùng đã được Phí Mãn Thiên điều đến thay thế mình rồi. Mình chỉ là một người ngồi tạm thời mà thôi. Vậy ý muốn nói là cửa chỗ chủ tịch Cổ có thể qua được sao? Diệp Phàm hỏi. Cũng không chắc, trong lòng bí thư Tạ nghĩ gì tôi cũng không dám võ đoán. Trịnh Khinh Vượng lắc đầu nói. Ngày mai tôi cũng muốn lên thành phố, tiện cũng có thể đến nói chuyện với bí thư Tạ xem thế nào. Diệp Phàm nói, thực ra hắn cũng có chút ngượng ngùng khi đối mặt với Tạ Quốc Trung. Lần trước người Tê giúp mình một vụ lớn, nhưng việc mình đồng ý với ông ta cuối cùng lại bị Kiều Viễn Sơn làm hỏng mất. Tuy nhiên, lần này Diệp Phàm sau khi gặp Phong Thanh Lục xong thì trong lòng cũng có chút so đo. Nghe nói đoàn khảo sát của Phong Thanh Lục ở Bộ Tài chính cũng xuống tỉnh Nam Phúc. Hơn nữa, còn đến thành phố Mặc Hương, bên huyện Cổ Xuyên cũng có đến hơn ngàn mẫu đất ruộng tương đối xấu, cần phải cải tạo. Đối với quê hương của mình, Diệp Phàm đương nhiên cũng quan tâm. Hơn nữa còn có thể trả món nợ ân tình này cho Tạ Quốc Trung, coi như một mũi tên mà chúng hai đích. Hôm qua Diệp Phàm về nhà không lâu, tân bí thư huyện ủy Cổ Xuyên là Dương Thần cũng đến chơi, Dương Thần cũng mịt mờ đề cập qua chuyện này rồi. Diệp Phàm lúc đó tuy chưa thể hiện thái độ nhưng thực ra cũng lưu tâm chuyện này rồi. Hơn nữa, Phong Thanh Lục cũng đã đồng ý rằng nhất định sẽ cho huyện Cổ Xuyên một khoản tiền. Cái này, đương nhiên là nể mặt Diệp Phàm rồi. Trở về cung cũ, Diệp Phàm mở điện thoại ra gọi cho em trai Diệp Tử Kỳ. Bảo cậu ta liên hệ với một vài người, ngày mai Diệp Phàm muốn mời khách ở thành phố Mặc Hương. Sau đó hắn cũng gọi điện cho con trai của Phí Mãn Thiên là Phí Hướng Phi, nói thẳng việc này ra. Phí Hướng Phi đồng ý ngày mai đến, cậu ta trả lời rất nhanh gọn, nhưng trong lòng Diệp Phàm vẫn chưa yên. Bởi vì, chuyện mà Phí Hướng Phi muốn làm còn khó hơn việc này nhiều. Cậu ta muốn đến Bộ Tổng Tham Mưu công tác. Chuyện này cho đến bây giờ vẫn chưa hoạt động được chút nào. Nếu như Phí Hướng Phi muốn một chỗ khác, dễ thở, hơn thì còn dễ nói, đằng này lại muốn một vị trí ở Bộ Tổng Tham Mưu. Cái này, dù Diệp Phàm từng ở Bộ Tổng Tham Mưu, treo tên, công tác qua, nhưng vẫn còn thấy khó. Mà việc của Trương Cường còn chưa sắp xếp xong, tất cả những việc này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy đau đầu. Mới có 5 giờ sáng, trời vẫn còn mờ mịt. Diệp Phàm đã chạy một vòng quanh con đường nhỏ của Đập Thiên Thủy rồi. Tuy nhiên bỗng nhiên cảm thấy ở sau đống củi bên cạnh cung cũ có động tĩnh gì đó. Hắn liền bật người qua phía sau đống củi. Quả nhiên phát hiện một bóng người. Hắn khiến cho người đó sợ đến mức chân tay run rẩy. Diệp Phàm xác định đó là phụ nữ, hắn giơ tay ra đỡ một chút. Người phụ nữ này hình như sợ quá, người mềm nhũn nằm trong lòng Diệp Phàm. Là Nghê Muội thật sao? Diệp Phàm cúi đầu xuống nhìn kỹ. Phương Nghê Muội mặc một chiếc áo khoác màu hồng, bên trong là một chiếc áo len hoa đỏ. Bên dưới là chiếc quần màu đen. Khiến cho Diệp Phàm không khỏi cảm thấy ngẩn người, bởi vì lúc xuống thôn công tác, trên chiếc xe ba bánh cô cũng mặc bộ quần áo như vậy.
Hơn nữa, trên chiếc xe ba bánh đó, nhân lúc đêm khuya, Diệp Phàm và cô đã làm chuyện ấy. Đó là lần đầu tiên của cô, cho nên cả đời này hắn không bao giờ quên được. Xin lỗi, em. Phương Nghê muội đỏ mặt, vội giãy ra khỏi lòng Diệp Phàm. Lâu lắm rồi không gặp. Diệp Phàm thở dài nói, bởi vì một Phương Nghê muội thuần khiết trước kia giờ đã trở thành một người phụ nữ thành thục rồi. Vẫn với vẻ quyến rũ như thế, nhưng trông cô cũng già đi đôi chút. Phương Nghê muội cũng tầm tuổi với Diệp Phàm, giờ cũng sắp 30 rồi, khóe mắt ít nhiều đã xuất hiện vết chân chim. Xem ra, mấy năm này cuộc sống của cô không được như ý lắm. Có lẽ chuyện của Khổng gia cũng làm cho cô phải suy nghĩ nhiều. Em đi đây. Phương Nghê muội nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó vội chạy đi. Nghê muội à, lâu lắm rồi không gặp, vào trong cung cụ uống chén trà nói chuyện đã. Diệp Phàm nói. Thôi, không tiện đâu. Phương Nghê muội lắc đầu rồi chạy đi tiếp, tuy nhiên Diệp Phàm vội chạy đuổi theo cô. Chúng ta cùng đi dạo một chút nhé. Diệp Phàm nói, lúc này trong cung cũ mọi người vẫn đang ngủ, đúng là không tiện thật. Hai người cứ đi như vậy mà chẳng ai nói câu nào. Có phải là vì chuyện của Tạ Đoan không? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Không phải, lâu rồi không gặp anh, em chỉ muốn đến xem thế nào thôi, không có ý khác đâu. Phương Nghê muội nói. Chuyện của em anh biết hết rồi. Diệp Phàm nói. Em thật sự phải đi rồi, xe của anh rể đang đỗ đằng kia, em đi đây. Phương Nghê muội lần này chạy rất nhanh, không lâu sau thì rẽ sang một đường khác. Thấy xe của Trịnh Khinh Vượng đỗ ở đó nên hắn cũng không đuổi theo nữa. Trịnh Khinh Vượng gật đầu với Diệp Phàm, chiếc xe từ từ chạy đi mất. Hai, Nghê muội à. Diệp Phàm nhìn theo chiếc xe, không khỏi thở dài. Em ngốc ạ, khó khăn lắm anh ấy mới về được một lần. Hơn nữa hiện tại nghe nói anh ấy rất có năng lượng. Trên tỉnh cũng quen biết rất nhiều. Giúp đỡ Tạ Đoan anh ấy chỉ nói một câu là xong, chẳng lẽ em muốn sống với Tạ Đoan cả đời như vậy sao? Em nhìn xem, tối qua có phải lại bị Tạ Đoan đánh không? Lưng sưng hết lên rồi đây này. Nếu như công việc của chồng em mà tốt lên thì nó đâu có lôi em ra để chút giận như thế. Nếu như không được nữa thì bỏ Quách đi, em còn tiếc làm gì? Phương Lan Hình vuốt vuốt lưng em gái, nói. Không phải, em đập vào cánh cửa đấy. Chẳng lẽ em lại để cho Tạ Đoan bắt nạt hay sao? Tuy nhiên, trong nhà có nhiều việc, anh ấy cũng buồn. Phương Nghê muội nói, Phương Lan Hình căn bản không tin lời cô nói. Hai, em đúng là ngốc, bao nhiêu cơ hội mà không dám mở miệng. Lần sau em muốn gặp được anh ấy cũng khó. Phương Lan Hình ra bộ tiếc rẻ nói. Được rồi Lan Hình, việc này Nghê muội làm đúng đó. Trịnh Khinh Vượng nói. Còn đúng nữa sao, có mà ngốc thì có ấy. Cơ hội tốt như vậy mà không biết dùng. Phương Lan Hình đáp trả. Em thì biết cái gì, liên quan đến chuyện của Tạ Đoan hôm qua không phải chúng ta cũng nói cho cậu ấy rồi hay sao? Sáng nay tuy Nghê muội không nói lời nào, nhưng Diệp Phàm cũng là người nhớ ân tình cũ. Chuyện này có lẽ cậu ấy cũng đã biết rồi. Em cứ đợi mà xem, mấy tháng nữa thôi là Tạ Đoan sẽ có chuyện vui thôi. Trịnh Khinh Vượng nhìn hai người một cái, tiếp tục nói. Có những việc không cần thiết phải nói thẳng ra mà người ta vẫn biết. Người có thể giúp được mình thì chắc chắn cũng không phải người hàm hồ. Việc của Tạ Đoan đối với chúng ta là khó, nhưng đối với Diệp Phàm thì chẳng là cái gì, chỉ nói một câu là giải quyết xong. Diệp Phàm và bí thư Tạ có quan hệ rất tốt, chỉ tiếc là việc của anh bị chủ tịch Cổ gác lại rồi. Tuy nhiên bí thư Diệp kêu anh chiều nay cùng đi lên tỉnh một chuyến, có lẽ cậu ấy có lòng muốn giúp mình rồi. Bất kể là có thành công hay không, thì Trịnh Khinh Vượng này cả đời sẽ không hối hận vì có người bạn như vậy. Chị, Diệp Phàm là người tốt. Phương Nghê muội nói. Người tốt cũng có thể thay đổi, mấy năm không gặp rồi, ai biết được trong lòng người ta nghĩ gì. Em ấy à, lúc đầu nên tìm một cơ hội để mời anh ấy đến nhà nghỉ nói chuyện mới phải. Phương Lan Hình nói. Chị nói cái gì đấy? Phương Nghê muội sắc mặt đỏ hồng, trộm nhìn anh rể Trịnh Khinh Vượng một cái. Chương 2399, có tư tình. Đừng nhìn anh rể em. Em với Diệp Phàm lẽ nào không có chuyện gì? Muốn giấu giếm ai? Việc này anh rể em sớm đoán được rồi. Bọn chị đều là người từng trải, chuyện gì có thể giấu giếm được bọn chị? Phương Lan Hình tức giận hừ nói. Không nói với chị nữa, toàn nói linh tinh.
Phương Nghê Muội tức giận quay sang chỗ khác không thèm nhìn chị mình. Nghê Muội, chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Dù sao cũng có quan hệ rồi, chỉ bằng chiều nay ba chúng ta cùng đi thành phố. Tối tìm cơ hội hẹn Diệp Phàm ra tâm sự. Xa cách còn hơn tân hôn, đến lúc đó Diệp Phàm không thể không nhớ đến quá khứ tươi đẹp đúng không nào. Em cũng đừng có thẹn thùng nữa, bây giờ không phải lúc để xấu hổ. Con người mà, da mặt phải dày một chút. Cái này, cũng không phải là bảo em đi bán thân, chỉ ôn lại mộng cũ thôi. Đàn ông, ai cũng vậy cả. Được thoải mái một chút thì chuyện gì cũng có thể giúp em. Phương Lan Hinh vẫn chưa từ bỏ ý định. Chị còn nói nữa em xuống xe. Phương Nghê Muội tức giận, trừng mắt nhìn chị. Được rồi, Lan Hinh, hai người các em đừng nói nữa. Việc này, anh thấy Nghê Muội cũng có chỗ khó xử. Kỳ thực, em đừng cho rằng cứ hẹn người ta đến khách sạn là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Kỳ thực, chỉ cần Nghê Muội kín đáo thể hiện, chỉ là nói chuyện với cậu ấy một chút thôi. Chỉ như vậy cũng có thể làm cậu ấy nhớ lại kỷ niệm cũ. Diệp Phàm giờ đã khác xưa, chức vị cậu ta cao hơn tầm mắt dĩ nhiên cũng rộng hơn. Nhìn người nhìn việc, trình độ thưởng thức con người cũng cao hơn. Trước kia chúng ta ở xó xỉnh Lâm Tuyền, có lẽ cảm thấy Nghê Muội cũng không tệ, giờ người ta loại phụ nữ nào mà chả gặp qua đúng không nào. Trịnh Khinh Vượng nói tới đây thì bị Phương Lan Hinh trách móc ngắt lời nói. Anh nói em gái em vừa già vừa xấu đúng không? Trịnh Khinh Vượng, có phải anh bắt đầu chán em rồi đúng không? So với em gái em còn già, còn xấu hơn đấy. Hai, em nói cái gì vậy? Đây là hai chuyện khác nhau, ý của anh không phải nói là Nghê Muội không được, mà là tầm nhìn của người ta cao hơn rồi. Em với em gái đều không già, mới đầu 30, vẫn còn thướt tha, không có điểm nào là không được cả. Anh nghĩ Diệp Phàm vẫn đặt Nghê Muội trong lòng, chuyện tạ đoan anh đoán 80% sẽ thành công. Em nhìn xem, Trịnh Khinh Vượng anh mắt có mù không? Hơn nữa, chuyện hôm qua Diệp Phàm chịu ra tay giúp anh đoán, chuyện này, coi như anh nợ cậu ta một ân tình. Nhưng, trong chuyện này chủ yếu cũng nhờ vào Nghê Muội. Trịnh Khinh Vượng khuyên nhủ. Hừ, đến lúc đó chuyện không thành, anh đi giúp Nghê Muội dàn xếp nhé. Phương Lan Hinh tức giận hừ nói. Cô em nào là tình nhân trước đây của anh? Không thể ngờ Diệp Phàm vừa bước đến gần cung cũ đã nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, còn không phải Kiều đại tiểu thư với đôi mắt quyến rũ như tơ, còn vương chút hờn ghen kia sao? Không phải, trước kia có cùng công tác ở thị trấn. Lúc đó anh là chủ tịch thị trấn, cô ấy là chủ nhiệm văn phòng đảng chính. Chẳng qua gần đây chồng cô ấy gặp chút xui xẻo. Cô ấy còn là em vợ của giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương. Việc này, ắt hẳn là cô ấy được nghe nói sau khi chúng ta gặp giám đốc Trịnh ngày hôm qua xong. Cho nên muốn đến nhờ anh giúp đỡ. Diệp Phàm vận dụng bản lĩnh biên truyện, hơn nữa mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Giúp đỡ mà sao sáng sớm tinh mơ đã đến, còn trốn bên đống củi, lén la lén lút. Cô ta hoàn toàn có thể cùng giám đốc Trịnh đến cung cũ nhờ anh mà. Kiều đại tiểu thư không dễ lừa, bĩu môi hừ nói. Em lại đoán linh tinh rồi, chắc là sợ em gặp sẽ hiểu lầm. Hơn nữa, anh ăn cơm xong đã đi nên người ta sợ không gặp được chúng ta, thành ra hơi sốt ruột, đúng không nào? Diệp Phàm vội bao biện, trong lòng có chút xấu hổ. Thật sao? Kiều đại tiểu thư hơi nháy mắt, không hỏi thêm nữa. Về nhà mẹ nuôi ăn sáng đi, mẹ nuôi chuẩn bị xong rồi. Nháy mắt, Kiều đại tiểu thư lại dịu dàng cắn vào cánh tay Diệp Phàm, giống như con cừu non ngoan ngoãn dựa vào lòng Diệp Phàm đi về phía cung cũ. Trong lòng Diệp Phàm không khỏi thở dài, thầm nhủ đây mới là người phụ nữ cao tay nhất. Rõ ràng biết chuyện này 80% là Diệp Phàm bịa, nhưng vẫn giả bộ hiểu rõ không tìm hiểu căn nguyên. Những phụ nữ tìm hiểu tường tận là loại ngu ngốc nhất. Những chuyện như thế này cô cứ bám lấy thì được ích gì, ngược lại còn khiến đàn ông cảm thấy chán ghét. Còn Kiều đại tiểu thư biết nóng lạnh vừa phải, việc này nếu cô cứ giả ngu mãi cũng không được. Như vậy sẽ làm cho đàn ông cảm thấy cô dễ bị bắt nạt, dễ bị lừa, sau này sẽ không thèm kiêng nể nữa. Bởi vậy, chỉ dò hỏi qua để chứng tỏ cô biết chuyện nhưng không đào sâu vào vấn đề này. Ngược lại lại khiến cho đàn ông trong lòng có cảm giác nợ cô, do đó càng thêm yêu thương cô. Cái này có lẽ là một tiểu xảo giữ chồng sáng suốt của phụ nữ. 3 giờ chiều, Diệp Phàm tới thành phố Mặc Hương.
Đầu tiên Diệp Phàm muốn đi thăm hỏi lãnh đạo cũ Lý Hồng Dương. Lý Hồng Dương thật sự đúng là tiểu cường đánh mãi không chết, từ bí thư huyện ủy Ngư Dương đến một cục trưởng một cục chẳng ra gì ở thành phố, giờ lại Đông Sơn tái khởi, ngồi lên ngai vàng phó chủ tịch thường trực thành phố. Lãnh đạo cũ, càng ngày càng nhanh nhẹn đấy. Vừa thấy Lý Hồng Dương, Diệp Phàm ha hả cười. Già rồi, sao so được với thanh niên các cậu? Lý Hồng Dương là nở nụ cười, xem ra, tất năm nay tâm tình ông cũng không tệ. Hai người ngồi xuống, Lý Hồng Dương tự mình pha trà. Lãnh đạo cũ, Bộ trưởng Phong của Bộ Tài chính có đi qua Cổ Xuyên, tình hình cụ thể thế nào? Diệp Phàm quyết định thăm dò ngọn nguồn. Bộ trưởng Phong xuống, Lý Hồng Dương là phó chủ tịch thường trực thành phố nhất định sẽ đích thân đi cùng. Có phải đồng chí Dương Thần của Cổ Xuyên tìm cậu không? Lý Hồng Dương hỏi. Vâng, tối qua bí thư Dương có tới nhà tôi, lúc nói chuyện có nhắc đến đoàn người của Bộ trưởng Phong. Diệp Phàm gật gật đầu. Ừ, Bộ trưởng Phong có ghé qua mấy chỗ trong tỉnh Nam Phúc, chẳng hạn địa khu Tam Dương, địa khu Nam Lĩnh đều đi qua, cuối cùng đến thành phố Mạc Hương chúng ta. Lúc đó thành phố suy xét tổng hợp các phương diện đã chọn xã Đồng Ngư huyện Cổ Xuyên. Vấn đề ruộng đồng ở đó tương đối nghiêm trọng, đất đai phong hóa nghiêm trọng, lại lẫn rất nhiều đá. Hơn nữa diện tích ruộng cũng không lớn, căn bản đều khai khẩn đất núi. Cho nên, sản lượng không cao. Tuy nhiên, đoàn người của Bộ trưởng Trương sau khi xem xong chẳng bày tỏ thái độ gì cả. Chúng tôi đoán không chừng trong lòng họ có suy nghĩ gì đó, Bí thư Tạ và Chủ tịch thành phố có nói bóng nói gió mấy lần. Tuy nhiên, hiệu quả không được lý tưởng, Bộ trưởng Phong vẫn kín miệng, căn bản không lộ chút tin tức hữu dụng nào. 2. Đáng tiếc Chủ tịch tỉnh Tề đã đến Tấn Lĩnh rồi. Bộ trưởng Phong có chút thân thích với Chủ tịch tỉnh Tề. Sau này mở hội nghị tổng hợp. Đề xuất khoản tiền cải tạo đồng ruộng huyện Cổ Xuyên chắc hẳn sẽ có đất mà diễn. Cho nên, ở thành phố đang giàu dĩ đây, nhưng, Bí thư Tạ và Chủ tịch thành phố Cổ đều đồng ý không quản nữa, sang năm thành phố sẽ cấp ít tiền cho hạng mục cải tạo ruộng đất xã Đồng Ngư huyện Cổ Xuyên. Chẳng qua, thành phố cũng có chỗ khó xử, chỉ có thể tiến hành từng mảng, muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề cải tạo đất ruộng xã Đồng Ngư là không thể. Lý Hồng Dương có chút buồn bực nói. Xã Đồng Ngư tôi cũng có tới, tuy nhiên, lúc ấy còn trẻ, căn bản cũng không chú ý tới vấn đề cải tạo ruộng đất. Hình như đó là một xã có tình trạng kinh tế kém nhất huyện Cổ Xuyên. Hơn nữa còn là nơi cách xa Cổ Xuyên nhất. Núi rất cao, nền tảng công nghiệp rất yếu, nông dân chủ yếu sống dựa vào đất vườn. Đáng tiếc là đất ở đó không màu mỡ, thực sự khổ cho nông dân nơi đó rồi. Đảng và nhà nước cần chú ý đến đời sống nhân dân. Tìm cách cải thiện cuộc sống của bọn họ. Đương nhiên là trong lòng cán bộ chính phủ cũng rất sốt ruột, đáng tiếc có những chuyện chỉ sốt ruột thôi không được. Vẫn gặp phải vài hạn chế. Diệp Phàm thở dài. Cậu có thể còn chưa biết, người dân Cổ Xuyên đang bàn tán về cậu đấy. Không ngờ đột nhiên Lý Hồng Dương tung ra một câu, hơn nữa, vẻ mặt như cười như không. Bàn tán về tôi, lãnh đạo cũ, có ý gì vậy? Diệp Phàm tôi có làm gì ảnh hưởng đến nhân dân Cổ Xuyên đâu. Diệp Phàm không hiểu chuyện gì xảy ra, gãi gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn Lý Hồng Dương. Ha ha, nhưng, tôi cũng cảm thấy hơi có lý. Hồng Dương còn thừa nước đục thả câu, thấy Diệp Phàm nhấp xong ngụm trà, mới cười nói. Cậu xem, nói về những nơi cậu từng công tác đi. Thị trấn Lâm Tuyền gần đây đã trở thành khu hành chính cấp cục trưởng rồi. Trước đây huyện Ngư Dương đứng cuối toàn tỉnh, giờ đã ngóc đầu lên thành thành phố Ngư Dương, kinh tế và các phương diện khác đều xếp trước huyện Cổ Xuyên. Nơi xa hơn một chút, chẳng hạn như Ma Xuyên cũng đổi từ huyện sang thành phố. Giờ, thành phố Ma Xuyên thành một thành phố lớn nổi tiếng của tỉnh Nam Phúc, là một trong những mã lực lớn nhất kéo nền kinh tế của thành phố Đức Bình. Còn khu Hồng Liên Thủy Châu phát triển cũng không tệ, những nơi này đều có sức lực của cậu, tên tuổi của cậu cũng tương đối vang dội. Người dân Cổ Xuyên đều nói, Diệp Phàm cậu ăn cơm Cổ Xuyên, uống nước Cổ Xuyên lớn lên, nhưng cậu đã vì Cổ Xuyên làm chút gì chưa? Huyện Cổ Xuyên vẫn là huyện Cổ Xuyên, mà chỉ tiêu xếp hạng trong toàn tỉnh của huyện Cổ Xuyên cũng không tăng, ngược lại còn bị huyện Ngư Dương và Ma Xuyên ép xuống, càng ngày càng tụt về phía sau rồi. Diệp Phàm, đó là quê hương cậu, là nơi những người nuôi dưỡng cậu sống đấy. Cái này, nghĩ lại đúng là tôi có lỗi với người dân Cổ Xuyên. Tôi chưa làm được gì lớn cho họ,
Tuy nhiên, cái này, trừ phi tôi quay lại nhậm chức bí thư huyện ủy Cổ Xuyên, bằng không thì chẳng thể làm gì được. Diệp Phàm có chút buồn bực, hơi lắc đầu, trong lòng có chút áy náy. Ha ha, trở về làm quan huyện đương nhiên là không thể. Hiện tại cậu là bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Tuy nhiên, có vài chuyện cậu có thể duỗi tay tới đấy. Lý Hồng Dương dẫn dắt Diệp Phàm, làm Diệp Phàm không biết nên khóc hay cười. Tôi làm gì có khả năng đó, hướng chi hiện tại tôi ở thành phố Đồng Lĩnh. Nơi đó ở tỉnh Tấn Lĩnh thì cũng được, nhưng nếu so với Mạc Hương thì chẳng thể nào bằng. Dù sao chúng tôi cũng là mảnh đất ven biển phía Nam Tổ quốc. Là một nơi phát đạt ở phương Nam, nhưng so ra kinh tế phương Nam vẫn kém phương Bắc vài bậc. Diệp Phàm tôi dù có muốn duỗi tay sang Cổ Xuyên cũng không tới đúng không nào. Diệp Phàm giả ngu, dĩ nhiên đang đợi Lý Hồng Dương tự đề cập đến việc cải tạo đất ruộng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2400, nghệ thuật giả ngu. Cậu xem, có phải đã tự coi nhẹ mình không? Đồng chí Dương Thần cũng đã đến tìm cậu rồi, dĩ nhiên là hy vọng cậu có thể duỗi tay giúp đỡ cho Cổ Xuyên đúng không? Đây chính là cơ hội tốt để bí thư Diệp giúp đỡ người dân quê hương. Lý Hồng Dương tươi cười nói. Lãnh đạo cũng đang nói hạng mục cải tạo đất ruộng ở xã Đồng Ngư. Diệp Phàm giả bộ ngạc nhiên hỏi. Không sai, trước kia cậu cũng từng đến rồi. Bộ trưởng Phong là thân thích của Tề Gia, quan hệ của cậu với Tề Gia cả Nam Phúc này ai cũng biết. Có thể xuống tay từ đấy đúng không nào? Chuyện này căn bản thành phố cũng có người đề xuất rồi, chỉ là cuối năm, mọi người nhất thời chưa thực hiện được. Bên Bộ Tài chính, mấy đồng chí ở thành phố chúng ta cũng đi chạy thử rồi, nhưng căn bản là không có đất diễn. Chắc hẳn, muốn gặp được Bộ trưởng Phong cũng khó chứ đừng nói gì đến chuyện kiếm về chút tiền. Phong cách làm việc của mấy đồng chí trên đó đâu phải cậu không rõ. Chủ tịch thành phố cấp 3 như chúng tôi lên đấy. Ngay cả một cán bộ cấp trưởng phòng của người ta cũng có thể dẫm lên mặt mũi chúng tôi ấy chứ. Lý Hồng Dương nói. Cái đó cũng khó nói, lãnh đạo cũ cũng hiểu. Bộ trưởng Phong là thân thích của chủ tịch tỉnh Tề, nhưng không có nghĩa bộ trưởng Phong sẽ nể mặt Diệp Phàm tôi. Cái này căn bản là hai chuyện khác nhau. Xã hội hiện tại, không thể dựa vào mấy mối quan hệ lòng vòng này. Ngay cả bà con còn chưa tính là thân mà, anh em ruột còn trơ mắt không thèm giúp. Đừng nói chi là mối quan hệ xa lơ xa lắc này. Con người bây giờ, đại đa phần là quyền lực giúp nhau. Hơn nữa, kể ra, Bộ trưởng Phong cũng đã đến thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi. Diệp Phàm nói. Đã đến thành phố Đồng Lĩnh rồi hả? Lý Hồng Dương rõ ràng sửng sốt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hai mắt trợn trừng. Ha ha! Diệp Phàm mỉm cười nhấp ngụm trà. Xem ra không có đất diễn rồi. Lý Hồng Dương có chút buồn bực lắc đầu, nhấp ngụm trà. Lãnh đạo cũ nói gì tôi không hiểu. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Lý Hồng Dương, hỏi. Việc này rõ ràng như vậy rồi mà. Chắc hẳn, nếu phải tranh thủ thì cậu sẽ tranh thủ cho thành phố Đồng Lĩnh trước đúng không nào? Huống hồ, chủ tịch tỉnh Tề đã là chủ tịch tỉnh Tấn Lĩnh. Phải ủng hộ nồi cơm của nhà mình đầu tiên chứ đúng không nào? Hơn nữa, lại còn cùng một hạng mục. Kể ra bên Cổ Xuyên với bên cậu còn là đối thủ cạnh tranh. Tuy nói không cùng tỉnh, nhưng đều tranh khoản tiền ủng hộ của bộ. Cho nên, bên này, làm gì còn đất diễn nữa? Lý Hồng Dương tức giận hừ nói. Ha ha ha! Diệp Phàm cười khan ba tiếng không đáp. Rốt cuộc trong lòng cậu đang nghĩ gì, chẳng lẽ thật sự không thèm để ý đến quê hương sao, lần sau về cậu làm sao ăn nói với dân Cổ Xuyên chứ? Lý Hồng Dương ra vẻ tức giận. Trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Không nói chuyện này nữa, chủ tịch thành phố Lý, hôm nay tôi đến đây chủ yếu muốn nhờ ông ủng hộ một chút. Diệp Phàm nói. Ủng hộ gì? Lý Hồng Dương hỏi. Giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương Trịnh Khinh Vượng. Diệp Phàm kể lại, cả chuyện Trịnh Khinh Vượng cùng Tạ Đoan đều nói ra, sau đó nói. Trịnh Khinh Vượng hoàn toàn có năng lực và tư cách thăng chức cục trưởng cục nông nghiệp thành phố. Còn Tạ Đoan này làm việc cũng không tệ, đảm nhiệm chức phó chủ tịch thị xã Ngư Dương là hoàn toàn có thể. Chẳng qua chỉ là một chức nhân sự cấp phó cục thôi mà, giám đốc Lâm Trường Trịnh thì chức vị cấp cục trưởng, những chức vụ này đều do thành phố sắp xếp, ban tổ chức cán bộ thành ủy có thể quyết định được. Nói thì nhẹ nhàng, vị trí nhân vật số một các cục trong thành phố có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đấy. Huống chi, cục nông nghiệp thành phố là chỗ tốt,
lẽ nào người ta chịu nhường cho Trịnh Khinh Vượng? Hơn nữa, chuyện của những người này ở thành phố có chút vướng mắc, cậu đã nghe nói chưa? Lý Hồng Dương hừ nói. Nghe nói chủ tịch thành phố Cố với Mã Chiếm Khôi một trong những thủ phạm của đại án Lâm Trường Cảnh Dương trước kia có quan hệ gì đó. Tuy nhiên, chủ tịch thành phố Cố như vậy là lợi dụng việc công trả thù riêng. Huống chi, vụ án lúc đó là do tôi lật lại. Hơn nữa, cha nuôi của tôi bị đám Mã Chiếm Khôi giết hại. Kể ra Trịnh Khinh Vượng là vì làm tể tướng giúp tôi mà bị liên lụy. Chủ tịch thành phố Cố sao lại lấy chuyện này áp đặt tội danh cho Trịnh Khinh Vượng? Hiện tại tôi thấy giám đốc Lâm Trường Trịnh vì tôi mà bất đắc chí, tôi quả không an tâm. Cho nên tối nay tôi mới bảo Tử Kỳ mời các vị lãnh đạo đi ăn cơm, muốn giải thích chuyện này. Nếu chủ tịch thành phố Lý không giúp được thì Diệp Phàm tôi sẽ trực tiếp lên tỉnh nhờ ủng hộ. Giọng điệu Diệp Phàm cứng rắn. Hai, việc này chủ yếu khó ở cửa chủ tịch thành phố Cố. Chắc hẳn cậu cũng đã nghe được vài việc rồi. Chẳng nói đâu xa, ngay cả bí thư Tả cũng khó xử. Trước kia cũng từng thảo luận chuyện Trịnh Khinh Vượng, vốn, có người có ý chuyển cả vị trí giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương đấy. Sau đó bí thư Tạ suy xét nhiều mặt, cũng biết được chuyện này là do cậu khởi xướng. Cho nên, mới để Trịnh Khinh Vượng ngồi ở vị trí giám đốc Lâm Trường đấy. Bằng không, Trịnh Khinh Vượng sớm bị đẩy đến nơi nào không rõ rồi. Tôi nói thật với cậu, tình hình ở thành phố thế đấy. Nếu cậu cứng rắn yêu cầu thì tôi sẽ ra mặt đề cử. Lý Hồng Dương tôi có thể ra mặt. Nhưng, tôi nói trước, chuyện này, chắc chắn không thành đâu. Lý Hồng Dương cũng biểu lộ thái độ của mình. Thiên hạ này không có gì là tuyệt đối. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Lý Hồng Dương, nói. Chuyện Tạ Đoan thì dễ hơn đúng không? Phó Chủ tịch thị xã Ngư Dương không phải chuyện khó giải quyết chứ? Mấy trò mèo trốn quan trường này lãnh đạo cũ đừng có giấu giếm tôi. Cậu ta, cũng phiền phức. Lý Hồng Dương lắc lắc đầu. Có phải lãnh đạo vẫn nhớ chuyện Tạ Cường trước kia? Diệp Phàm hỏi, không trốn tránh. Lúc trước Tạ Cường là trưởng ban vũ trang huyện Ngư Dương, cũng là một nhân vật lớn trong hội nghị thường vụ. Cũng nhiều lần cạnh tranh với Lý Hồng Dương nhân vật số một huyện ủy lúc đó, chắc hẳn đồng chí lão Lý hiện tại trong lòng còn ghi hận. Một phế nhân như tôi còn nhớ mấy chuyện nhỏ đó làm gì? Lý Hồng Dương lắc lắc đầu. Vậy giải thích chuyện này thế nào? Diệp Phàm bước xuống. Chuyện Tạ Cường cũng không phải chuyện cá nhân ông ta, mà là đại diện của Tạ gia. Chủ yếu là bên tỉnh, bằng không, Tạ gia không thể vì Tạ Cường tê liệt mà bị hạ gục đâu. Vì Tạ gia được xây dựng từ tỉnh xuống thành phố xuống huyện, kiến trúc thượng tầng nghiêng nhẹ, lầu nhỏ bên dưới phải ngã thôi. Việc này, là một trong những nguyên nhân khiến các đồng chí bên dưới suy ngẫm. Nếu cấp trên có ý này mà bên dưới còn để Tạ Đoan lên. Vậy chẳng phải khiến người ta lo lắng bên dưới khiêu chiến quyền uy của cấp trên sao? Diệp Phàm, bây giờ cậu không ở tỉnh Nam Phúc, có nhiều chuyện cậu không hiểu đâu. Con người, ra tay tương trợ là chuyện tốt, nhưng, nếu vì làm tể tướng giúp người khác mà mình xui xẻo, đó là chuyện không thể làm được. Bảo vệ mình trước tiên mới phù hợp với thiên tính của con người đúng không nào? Chuyện này, tôi thấy tốt nhất cậu đừng dính vào. Bằng không, gây ra nhiều phiền phức rồi cũng tự mình phải đi chùi thôi. Lý Hồng Dương nói thẳng với Diệp Phàm. Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu, chuyện Tạ gia chủ yếu là lo lắng phía bên tỉnh. Kỳ thực, việc này Diệp Phàm cũng hiểu. Việc này, vốn người khởi xướng là đồng chí Diệp Phàm. Tuy nhiên, việc này Diệp Phàm lại không tiện nói rõ là mình làm. Giờ thành ra lại làm khó những người này. Mẹ nó, ông đây đúng là cầm đá tự đập chân mình. Diệp Phàm trong lòng tự giễu một câu. Trước kia vì muốn chỉnh Tạ gia, đương nhiên là do Tạ gia cũng quá đáng. Đến giờ, ngược lại phải đi giúp đỡ Tạ Đoan. Đây cũng không phải là giúp đỡ Tạ gia. Hương suy của Tạ gia trong lòng Diệp Phàm cũng chẳng thích thú gì. Chỉ có điều nó dính đến Phương Nghê muội. Lãnh đạo cũ, tôi hỏi một câu, chuyện này ông có giúp không? Diệp Phàm hỏi. Cậu muốn đi đường này đến cùng đúng không? Lý Hồng Dương vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Việc này không thương lượng nữa, tôi giúp họ thì chắc chắn sẽ giúp. Diệp Phàm bày tỏ thái độ. Vậy cậu phải thuyết phục chủ tịch thành phố Cố mới được. Lý Hồng Dương cũng không lập tức bày tỏ thái độ, mà nói. Diệp Phàm biết, chuyện này liên lụy quá nhiều, Lý Hồng Dương băn khoăn là hoàn toàn bình thường. Diệp Phàm trong lòng thở dài,
Việc này nếu đổi lại là Tề Thiên hay Lô Vĩ, hai người bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Còn Lý Hồng Dương thì khác, dù sao ông ta cũng phải suy xét được mất. Hơn nữa, Diệp Phàm chưa lật bài nên Lý Hồng Dương cũng không hiểu được mấy. Chuyện xã Đồng Ngư huyện Cổ Xuyên tôi sẽ ra mặt ủng hộ, không nói nhiều, 20-30 triệu sẽ có. Diệp Phàm lật bài. Có phải cậu đã nói với Bộ trưởng Phong về chuyện quê hương? Lý Hồng Dương hỏi. Chưa. Diệp Phàm lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nhìn Lý Hồng Dương một cái, nói. Tôi tin Bộ trưởng Phong sẽ nể mặt tôi. Nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Lý Hồng Dương thận trọng, mấy chục triệu là con số không nhỏ. Đối với một phó chủ tịch thành phố như lão Lý mà nói, có thể giải quyết được rất nhiều phiền phức. 80%. Diệp Phàm nói. Việc này, thế này, tối nay cậu nói chuyện với chủ tịch thành phố Cổ, đến lúc lên bàn rượu lại nhắc đến, xem lão Cổ có thái độ gì hắng tính. Lý Hồng Dương nói. 4:30 chiều, gần đến năm mới, ở thành phố nhỏ này, các quán rượu đều đóng cửa. Nhưng, may là khách sạn Mạc Hương vẫn còn bán. Kỳ thực, Tết nhất thực khách rất nhiều. Đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền. Chẳng qua người Trung Quốc chú trọng lễ Tết, những công nhân làm xa xứ đều kiếm vài ngàn tệ chen chúc lên xe về quê mấy ngày. Diệp Tử Kỳ đặt một phòng riêng lớn. Xe đỗ tại bãi đổ xe của khách sạn. Có khách đến chưa? Diệp Phàm hỏi. Vẫn chưa, chắc chưa tới giờ. Thường thì họ chú ý giờ rất lắm. Sắp Tết xã giao nhiều. Có thể bỏ chút thời gian đến là không tệ rồi. Diệp Tử Kỳ nói. Diệp Phàm nhìn em trai, đột nhiên cả người chấn động. Nhìn cẩn thận lần nữa, trong đầu đột nhiên nhớ đến người phụ nữ điên trong Ngọc Diệp Am ở Hồng Kông. Hay là, Diệp Phàm chấn kinh. Ha ha, bí thư Diệp, Vũ Mỗ đến muộn. Đột nhiên, phía sau truyền đến một chàng cười sảng khoái, chẳng phải Vu Kiến Thần cục trưởng cục công an thành phố Thương Hải kia sao? Vu Kiến Thần vốn là người Mạc Hương. Năm nay cũng về nhà đón Tết. Chương 2401, không nể tình. Không muộn, bây giờ còn chưa bắt đầu ăn cơm mà, anh Vu là vị khách đến đầu tiên, anh đến nhanh thật đấy. Diệp Phàm nói đùa. Ha ha, đi ăn sao mà không nhanh cho được, nhất là ông em mời cơm, tôi có muốn chần chừ cũng không được. Bây giờ ông em đã đến Đồng Lĩnh rồi, xa tít mù khơi, thật không dễ dàng gì. Vu Kiến Thần miệng tủm tỉm cười nói. Xem ra vì được thăng chức nên tâm trạng của đồng chí lão Vu rất vui. Người thứ hai đến chính là phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật của tỉnh Hạ Hải Vĩ. Không lâu sau, Lý Hồng Dương cũng đã tới. Người đến thứ tư chính là chủ tịch thành phố Cổ Phi Hùng. Người này dáng người cao rong ròng, mặc một bộ com lê, thắt cà vạt rất chỉnh tề. Không lâu sau khi Cổ Phi Hùng đến thì bí thư Tạ Quốc Trung cũng đã vội vàng đến. Mọi người cùng ngồi xuống. Nhìn thoáng qua thì đều là những người thân quen cả, mọi người cùng nhau ăn uống và bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau và hàn huyên rất rôm rả. Những điều này đều không qua được cặp mắt chim ưng của Diệp Phàm. Cổ Phi Hùng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Trịnh Khinh Vượng nhưng rất giỏi che giấu, lập tức làm như không phát hiện ra gã này, tất nhiên là đang cố ý giả vờ rồi. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như vậy, nét mặt khiếp sợ của Trịnh Khinh Vượng cũng khó che giấu. Không ngờ ngay cả phó bí thư Hạ cũng đến Mạc Hương của chúng ta rồi. Hay là đến thăm người thân, đến lúc nào thế, sao không bảo một tiếng để Cổ Phi Hùng tôi đến ngồi vui cùng. Cổ Phi Hùng cười nói, đối với bí thư có máu mặt như Hạ Hải Vĩ này thì những cán bộ ở trên tỉnh vẫn còn phải nể sợ hắn ta nên tất nhiên Cổ Phi Hùng phải nhiệt tình với y một chút. Ha ha, tôi không phải người Mạc Hương, tôi căn bản cũng không có người thân thích nào ở thành phố Mạc Hương này để đi thăm. Tuy nhiên tôi đặc biệt đến đây là để ăn trực đấy. Lời nói của Hạ Hải Vĩ không những có chút khó hiểu mà còn rất kỳ lạ, không ngờ Diệp Phàm đến thành phố Mạc Hương mời khách mà ngay cả Hạ Hải Vĩ cũng đến góp mặt chung vui. Lúc này lại vang lên một tiếng mở cửa ken két. Đến trễ quá, sắp sang năm mới nên đường tắc quá, rõ chán. Thằng cha phó tỉnh trưởng thường vụ cục giám sát Cổ Nhất Tiêu vừa bước vào vừa nói. Ồ, náo nhiệt quá nhỉ. Toàn là người quen cả. Nhìn lướt bên trong một cái, Túc Nhất Tiêu cười nói, nhiệt tình chào hỏi mọi người. Sao Thiết Hải vẫn chưa đến? Diệp Phàm hỏi. Chắc không đến được đâu, gần đây hắn phải ra ngoài tỉnh chấp hành nhiệm vụ. Vu Kiến Thần nói. Hai,
công việc của cán bộ công an là như thế đấy, sắp sang năm mới rồi mà còn không để cho người ta được yên thân. Chẳng có cách nào, mình phải hy sinh cá nhân vì hạnh phúc yên vui của mọi người mà. Túc Nhất Tiêu thở dài nói. Anh ơi, chuẩn bị dọn thức ăn lên được chưa? Lúc này, Diệp Tử Kỳ hỏi. Đợi thêm một lát nữa, vẫn còn có khách chưa đến. Diệp Phàm nói. Ồ, còn ai thế? Tạ Quốc Trung cười hỏi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Vị khách chưa đến này chắc hẳn là một người khá quan trọng. Bằng không sao có thể những vị khách lớn như thế này chờ đợi mà vẫn chưa dọn đồ ăn lên. Chắc là bí thư Tạ cũng quen đấy, lát nữa đến rồi thì anh sẽ biết ngay mà. Tha lỗi cho tôi vì chưa bật mí được. Diệp Phàm cười ha hả nói. Tuy nhiên, vừa nghe Diệp Phàm nói, tất cả những đồng chí khác đều rất hứng thú. Một số đồng chí thỉnh thoảng còn ngóng nhìn qua cánh cửa kính mờ sương. Bí thư Diệp, người bên cạnh cậu đây không phải chính là người đó của cậu đấy chứ? Vu Kiến Thần cười khan một tiếng hỏi. Thực ra gã này đã sớm nhận ra Kiều Viên Viên, căn bản là đang cố tình phá rối. Ha ha, là vợ chưa cưới, quên không giới thiệu với mọi người một chút. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn Kiều Viên Viên, vẻ mặt trang trọng nói. Đây là Kiều Viên Viên, vợ chưa cưới của tôi. Xin chào các vị lãnh đạo, tôi là Kiều Viên Viên, giảng viên Học viện Âm nhạc Bắc Kinh. Kiều Viên Viên giới thiệu rất tự nhiên và rõ ràng. Vẫn là bí thư Diệp lợi hại, cuốn được người đẹp của thủ đô về tay, còn là giáo sư đại học đấy. Hạ Hải Vĩ cũng trêu đùa nói. Diệp Phàm tôi là ai chứ? Diệp lão đại đắc chí nói, Kiều Viên Viên nói sẵn. Đẹp mặt anh lắm hả? Thật ngại quá, anh Diệp, em đến trễ quá. Lúc này, cánh cửa vừa mở ra, Phí Hướng Phi vẻ mặt ngại ngùng bước vào nói. Tuy nhiên, tiếng gọi anh Diệp kia đã khiến cho rất nhiều đồng chí ngồi quanh chiếc bàn tròn ở đây đều có chút đánh giá trong lòng. Ồ! Phí Hướng Phi nhìn thấy Kiều Viên Viên thì ngạc nhiên ra mặt, quay sang cười nói. Kiều đại tiểu thư cũng ở đây, thật thất lễ. Là Phí thiếu gia à? Kiều Viên Viên cười cười lên tiếng chào hỏi. Đừng nói như vậy, chị làm em tổn thọ mất, tôi xin mời chị dâu một ly để xin tạ tội trước. Phí Hướng Phi vừa ngồi xuống vừa nhìn trên bàn, phát hiện chưa mang rượu lên nên không khỏi hỏi lại Diệp Phàm. Anh Diệp mời khách sao lại không có rượu thế? Ha ha, Tử Kỳ, bảo mang rượu và thức ăn lên đi. Diệp Phàm cười nói. Phí thiếu gia, anh cũng quen cô Kiều đây à? Cổ Phi Hùng đang dò hỏi. Tất nhiên là quen chứ, đều là người ở thủ đô cả mà. Nhưng chuyện chị Kiều trở thành vợ của anh Diệp thì tôi mới được biết. Phí Hướng Phi hình như có ý thổi phồng Diệp Phàm. Rượu và thức ăn đã được mang lên, mọi người bắt đầu nâng chén rượu lên. Giám đốc Lâm Trường Trịnh, nào, anh hãy mau mời bí thư Tạ, chủ tịch thành phố Cổ và chủ tịch thành phố Lý ba ly, anh ba ly họ một ly. Diệp Phàm gần như không đợi được nữa, bắt đầu ra hiệu phát động cho Trịnh Khinh Vượng nãy giờ vẫn không dám hé răng. Không cần đến ba ly đâu, anh một ly còn chúng tôi nhấp môi là được rồi. Tạ Quốc Trung nói, Trịnh Khinh Vượng kính hắn một ly và Tạ Quốc Trung chỉ uống một nửa. Chén thứ hai, Trịnh Khinh Vượng dùng cả hai tay nâng lên nói. Chủ tịch thành phố, Khinh Vượng xin kính anh một ly. Xin miễn cho tôi ly rượu này, gần đây tôi hay đau răng. Xem ra Cổ Phi Hùng rõ ràng không thèm nể mặt lão Trịnh rồi. Trịnh Khinh Vượng lập tức cảm thấy ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu, hai tay nâng ly rượu trên cao không biết nên xử lý như thế nào, nâng lên không được mà hạ xuống cũng không xong, mặt đã đỏ bừng bừng. Ha ha, giám đốc Lâm Trường Trịnh, ly này tôi và anh cùng kính mời chủ tịch thành phố Cổ nào. Diệp Phàm đưa ly rượu cùng vào ly Trịnh Khinh Vượng đang cầm trên tay, tươi cười nhìn Cổ Phi Hùng. Hành động này, tất cả những người ở đây đều hiểu rằng Diệp lão đại hiển nhiên đang ra mặt giúp Trịnh Khinh Vượng, hãy xem Cổ Phi Hùng vẫn kiên quyết từ chối hay là nể mặt Diệp lão đại. Bí thư Diệp, tôi đã nói rồi, tôi bị đau răng, sau khi qua khỏi trận này, tôi sẽ cùng bí thư Diệp uống vài chén. Cổ Phi Hùng trầm ngâm ngâm một hồi đáp, vẫn kiên quyết không nể mặt Trịnh Khinh Vượng. Ha ha, đau răng đâu phải là bệnh gì to tát nhưng lại rất khó chịu. Nhưng mà nghe nói uống rượu vang đỏ lại có tác dụng gây tê, có thể làm giảm bớt cảm giác đau răng một chút đấy. Lúc này, Phí Hướng Phi cười, vừa rót rượu cho Cổ Phi Hùng vừa nói tiếp. Rót đầy vào, chủ tịch thành phố Cổ, tôi xin mời ba anh một ly.
Phí Hướng Phi hiển nhiên đang giảng hòa. Vừa nói dứt câu, bản thân y đã nâng ly lên cạn trước, không quên nhìn lướt cả ba người một cái, tất nhiên là nhìn chăm chăm Cổ Phi Hùng. Được. Diệp Phàm cũng uống rất dứt khoát, Trịnh Khinh Vượng đương nhiên cũng uống theo. Hai, cái này, thôi vậy, chắc là rượu vang có tác dụng giảm đau thật, cứ thử xem sao. Cổ Phi Hùng cũng có chút ái ngại, tự giễu một câu rồi cũng uống vào. Không thể không nể mặt Phí đại thiếu gia này được, làm thái quá sẽ đắc tội với Diệp Phàm cũng là điều mà Cổ Phi Hùng không hề mong muốn. Dù sao, tiếng tăm của Diệp Phàm cũng vang dội khắp tỉnh Nam Phúc. Những cán bộ như Cổ Phi Hùng tất nhiên sẽ phải chú ý đến những nhân vật lớn như thế. Ha ha, chủ tịch thành phố Cổ, một chén rượu này mà trị giá những 30 triệu đấy. Lúc này, Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Anh Diệp nói đùa phải không? Một ly rượu mà trị giá những 30 triệu. Rượu ngon như thế này làm Phí Hướng Phi cũng muốn làm thêm vài ly quá. Phí Hướng Phi cười ha hả nói. Đúng đấy bí thư Diệp, tôi cũng không tin sao lại có loại rượu đắt như thế được. Tạ Quốc Trung cũng thản nhiên cười hỏi. Hai. Diệp Phàm thở dài, liếc mắt nhìn mọi người một cái nói tiếp. Chuyện này kể ra dài dòng lắm, bắt đầu từ lúc tôi đến công tác tại đập nước Thiên Thủy ở địa khu Lâm Tuyền. Đương nhiên, lúc đó không gọi là địa khu Lâm Tuyền mà gọi là thị trấn Lâm Tuyền. Ở đập nước Thiên Thủy, tôi đã nhận một người làm mẹ nuôi tên là Diệp Kim Liên. Mẹ nuôi là thủ quỹ của đại đội, còn người con gái Diệp Nhược Mộng của bà vì bảo vệ tài sản quốc gia mà bị người ta giết hại. Hơn nữa, lúc ấy cũng là vì cứu tôi mà cha nuôi tôi tên là Diệp Thủy Căn cũng không qua khỏi. Nhưng tôi cũng chưa từng gặp mặt vì ông ấy đã bị người ta sát hại rồi. Hơn nữa vì bảo vệ những cây gỗ quý của quốc gia ở lâm trường Cảnh Dương mà đã bị giết bởi Mã Chiêm Khôi cầm đầu một bọn trộm cướp bán tinh chất cây quý của quốc gia ra nước ngoài. Đúng rồi, tôi cũng nhớ ra rồi. Trước đây tôi cũng từng tham gia, vụ án này dính đến phố một vị phó chủ tịch thành phố và một số lãnh đạo cục nông nghiệp ở thành phố. Hơn nữa để phá được vụ án này, giám đốc lâm trường Trịnh đã hao tổn không ít công sức. Lúc này, Hạ Hải Vĩ nói. Để minh oan cả cha nuôi Diệp Thủy Căn của tôi, giám đốc lâm trường Trịnh đã bỏ ra rất nhiều công sức. Vì thế Diệp Phàm rất cảm kích người bạn này. Lần này trở về, vừa hay gặp được đoàn người của Bộ trưởng Bộ Tài chính Phong Bộ trưởng đến Cổ Xuyên khảo sát. Tôi muốn vì nhân dân của quê hương mà làm chút chuyện nên cũng dốc sức làm. Hôm qua vừa nghe bí thư Dương Thần của huyện Cổ Xuyên nói và chiều nay khi đến nhà chủ tịch thành phố Lý chúc Tết cũng lại nghe nói về việc này. Là một người Cổ Xuyên nên trong lòng tôi cũng có chút động lòng. Diệp Phàm nói. Ha ha, tin chắc rằng với sự giúp đỡ của bí thư Diệp, dự án này của chúng ta có hy vọng thật rồi. Tạ Quốc Trung biết được một số mối quan hệ của Diệp Phàm, liền cười nói. Ha ha, tôi cũng là cán bộ quê ở Mặc Hương, lớn lên ở huyện Cổ Xuyên. Diệp Phàm cười nói. Tất nhiên Diệp Phàm cũng không nhắc đến vấn đề của Trịnh Khinh Vượng trong bữa cơm. Nhưng có người giật dây là Lý Hồng Dương ở đây nên hắn nhất định phải đem ý kiến của mình nói cho Cổ Phi Hùng và Tạ Quốc Trung. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm đề nghị đi hát karaoke. Cổ Phi Hùng cảm thấy không thoải mái vì hôm nay bị mất mặt nên cáo từ về trước. Ở trong phòng hát, Diệp Phàm và Tạ Quốc Trung vừa uống rượu vừa bắt đầu nói chuyện. Tạ Quốc Trung cũng khá quan tâm đến việc của huyện Cổ Xuyên. Bí thư Tạ, chuyện lần trước không làm được thật là ngại quá. Diệp Phàm nói. Không sao, ai cũng không thể chắc chắn 100% phải không nào. Tạ Quốc Trung cười nói, nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Nhưng phải chăng bí thư Diệp muốn tác động đến Bộ Tài chính trích ra một khoản vì huyện Cổ Xuyên quê hương mình để báo đáp lại. Thật có ý này, nhưng cũng còn một chút việc nhỏ muốn nhờ bí thư Tạ giúp đỡ. Diệp Phàm nhân thể đề nghị thêm một chuyện. Chuyện của Trịnh Khinh Vượng phải không? Tạ Quốc Trung cũng không ngu. Diệp Phàm liền nói ra chuyện của Trịnh Khinh Vượng và Tạ Đoan, Tạ Quốc Trung và Lý Hồng Dương đều có phản ứng giống nhau, không hề có vẻ gì là sẽ lập tức đồng ý ủng hộ. Chương 2402, nhân vật đứng đầu tỉnh Nam Phúc đến. Nghe nói chủ tịch Cổ có thành kiến gì đó đối với Khinh Vượng. Phải chăng bí thư Tạ đang suy nghĩ vì chuyện này? Diệp Phàm hỏi. Có chút rắc rối nhỏ nhưng tin chắc là đồng chí Phi Hùng sẽ xét suy xét đến mọi góc độ của tình hình. Lời nói này của Tạ Quốc Trung ngang với là đã đồng ý ủng hộ rồi. Diệp Phàm hiểu được có được điều này là nhờ vào thể diện của Phí Hướng Phi.
Biểu hiện của Phí Hướng Phi với mình thân thiết như thế, dù cho Cổ Phi Hùng có là thân tín của Phí Mãn Thiên nhưng thể diện của hắn làm sao mà vượt qua cả Phí Hướng Phi được. Giữa hai người, Tạ Quốc Trung đương nhiên lựa chọn Thiên về hướng bên Diệp Phàm rồi. Nếu không đồng ý chuyện này thì chắc là Phí Hướng Phi sẽ trực tiếp ra mặt. Cứ đà đó có khả năng sẽ đắc tội với Diệp Phàm. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, Tạ Quốc Trung cuối cùng lựa chọn là đồng ý. Sau khi đi ra khỏi phòng hát, Diệp Phàm liền qua đêm ở khách sạn Mặc Hương. Còn Phí Hướng Phi vừa mới trở lại phòng, đón tiếp một vị khách đến viếng thăm là Cổ Phi Hùng. Phí thiếu gia, hôm qua về nhà chúc Tết, cậu đã quay lại thủ đô rồi không phải sao? Cổ Phi Hùng tươi cười nói với Phí Hướng Phi. Phí Hướng Phi ở trong một phòng nhỏ có một phòng khách nhỏ và một phòng ngủ giống với cấu trúc phòng của Diệp Phàm. Ừ, có người bạn ở thủ đô gọi đến hỏi thăm, trở về vài ngày giáp Tết thật sự rất bận, đón tiếp khách không xuể. Phí Hướng Phi cười nói, Cổ Phi Hùng nghe xong vô cùng ngạc nhiên trong lòng. Những lời này của Phí Hướng Phi khiến Cổ Phi Hùng suy nghĩ rất nhiều. Điều này cho thấy rằng Phí Hướng Phi từ thủ đô lặn lội đến đây là chỉ vì bữa cơm do Diệp Phàm mời. Chuyện này là sao đây? Ha ha, đi đi về về trong một ngày đúng là mệt thật. Tối cậu nên nghỉ ngơi sớm đi. Cổ Phi Hùng cười nói. Mệt nhưng vẫn ok. Phí Hướng Phi nói, xác nhận lại việc hôm nay vội vã từ thủ đô trở về đây. Phí thiếu gia, trong bữa cơm hôm nay, tên Diệp Phàm này hình như có chút. Cổ Phi Hùng quyết định dò xét một chút, nhìn Phí Hướng Phi nói nửa câu. Phải chăng anh cảm thấy anh ấy không nể mặt anh? Phí Hướng Phi thẳng thắn trực tiếp hỏi. Thể diện cũng không sao, chỉ có điều người này cũng có chút thái quá. Ra mặt vì một tên giám đốc lâm trường nhỏ nhoi như thế, tôi thật sự có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ thân thích hoặc là gì đó? Cổ Phi Hùng nói. Con người này rất khái tính, nhưng anh ấy cũng đã nói giám đốc lâm trường Trịnh đã có công trong việc điều tra cái chết của cha nuôi anh ấy. Con người mà, đền ơn đáp nghĩa là chuyện thường tình. Phí Hướng Phi thản nhiên giải thích, liếc nhìn Cổ Phi Hùng một cái rồi nói tiếp. Tốt nhất anh không nên có thái độ quá cứng rắn với con người này. Nếu anh ấy muốn giúp giám đốc lâm trường Trịnh để đáp lại một ân tình của người ta thì tôi thấy hay là anh chiều anh ta đi. Nhờ người ta giúp mà còn kiêu ngạo như thế à? Điều này cũng không giống với cách nhìn nhận của cậu đâu. Cổ Phi Hùng nói, vẻ mặt có chút không thoải mái. Anh ấy thì khác. Phí Hướng Phi lắc lắc đầu. Ngẫm nghĩ một chút, nói. Nói thế nào nhỉ, tôi nói cho anh biết một điều nhé. Trong bữa cơm vừa rồi chẳng phải có một cô gái tên Kiều Viên Viên là vợ chưa cưới của Diệp Phàm sao? Cô Kiều đến từ thủ đô, chẳng lẽ là xuất thân từ một gia tộc lớn? Cổ Phi Hùng lại giật mình nói. Ừ, chính là công chúa của Đại viện Kiều gia. Anh nói xem Kiều gia có được coi là một gia tộc lớn không? Phí Hướng Phi cũng không giấu Cổ Phi Hùng vì cha đẻ của gã là người cả đời đi theo Phí gia. Nhắc nhở trước cho gã tránh đụng độ với Diệp Phàm, nếu không thật sự đến lúc đó thì bản thân mình là người ở giữa hai bên nên khó xử nhất. Kiều Viễn Sơn. Cổ Phi Hùng lẩm bẩm ba chữ kia, thầm lạnh toát sống lưng. Khả năng của người này không chỉ có như vậy thôi đâu. Phí Hướng Phi ngáp một cái nói. Cổ Phi Hùng vừa nhìn thấy đây là biểu hiện người ta muốn tiễn khách nên lập tức cáo từ ra về. Còn Diệp Phàm đang nồi với Diệp Tử Kỳ ở trong phòng. Tử Kỳ, trong nhà em có ảnh chân dung của mẹ không? Diệp Phàm hỏi, bức ảnh chân dung này là do Diệp Phàm lúc đó cho cao thủ đồ họa dựa vào miêu tả của cha mẹ ruột dùng máy tính vẽ ra. Có một tấm, em vẫn còn giữ đấy. Diệp Tử Kỳ nói, ánh mắt sáng ngời và hỏi tiếp. Anh phải chăng đã phát hiện ra điều gì? Sau khi Tử Kỳ cầm sang, Diệp Phàm liền cẩn thận quan sát rồi kể lại chuyện người phụ nữ điên mà đã gặp ở trại Hồng Cốc. Diệp Tử Kỳ vừa nghe xong liền chảy nước mắt, vội reo lên. Anh, chúng ta lập tức đuổi theo đi. Đừng nóng vội, anh đang đợi ba mẹ đến. Năm đó, cả hai người họ đều đã từng gặp mẹ của em, chỉ có họ mới có thể nhận ra thôi. Diệp Phàm an ủi nói. Em sẽ lập tức điện thoại cho ba mẹ đến ngay. Diệp Tử Kỳ nóng ruột như kiến bò chảo nóng rồi. Chắc là họ sẽ nhanh đến thôi, chúng ta sẽ đi thông đêm đến trại Hồng Cốc. Diệp Phàm nói. Một giờ sau, người đến không chỉ có ba mẹ Diệp Phàm mà còn có anh trai Diệp Cường và em gái Diệp Tử Y cũng đã tới. Xem ra tất cả mọi người đều rất sốt ruột.
cả nhà đi máy bay từ thủ đô đến rồi lại đổi chuyến bay đến thị xã Long Giang tỉnh Tấn Lĩnh, đi thẳng một mạch đến trại Hồng Cốc. Đến khoảng giữa trưa ngày thứ hai thì cuối cùng cũng đã đến được trại Hồng Cốc. Hai chân Diệp Tử Kỳ run bần bật lên như đánh đàn. Thằng nhóc này chắc là đã rất lo lắng, chỉ sợ chuyến này đi lại công cốc công cò. Mẹ em ở trong đó thật ư? Diệp Tử Kỳ run rẩy nói khi nhìn thấy ba chữ Am Ngọc Diệp. Bây giờ vẫn chưa chắc chắn vì khuôn mặt bà ấy đã bị biến dạng rất nhiều. Hơn nữa, Tử Kỳ, em cần chuẩn bị tâm lý trước. Bây giờ bà ấy đã bị điên rồi, trên mặt lại có nhiều vết thương, chắc là đã bị thương rất nặng đấy. Diệp Phàm giơ tay vỗ nhẹ nhẹ vai Diệp Tử Kỳ nói. Vào đi, nàng dâu xấu thế nào cũng phải có ngày ra mắt nhà chồng. Diệp Thần Tây vỗ vỗ bả vai đứa con trai an ủi. Mấy người cùng bước vào trong am Nico. Xin hỏi có Thanh Liên Sư Thái ở đây phải không ạ? Diệp Phàm hỏi một lão Nico tên là Tuệ Trân. Hôm qua bà ấy đã đi Đồng Lĩnh rồi. Ở đó có một người họ Tống đang có đàn pháp mời riêng bà ấy đi. Thanh Liên Sư Thái của chúng tôi cũng khá nổi tiếng ở Đồng Lĩnh, ngay cả trên tỉnh cũng có khi mời bà ấy đi làm pháp sự. Tuệ Trân nói. Thực ra cái gọi là làm pháp sự kia đơn giản chỉ là nhà ai có người chết thì mời Sư Thái đến tụng kinh thôi, còn các ni cô có thể nhận được rất nhiều tiền lễ. Điều này tất nhiên có liên quan đến danh tiếng của người ta. Vậy còn người phụ nữ điên ở trong am của các vị thì sao? Diệp Tử Y vội vã hỏi. Hôm qua bà ấy ầm ĩ đòi đi cùng Sư Thái. Sư Thái cũng không còn cách nào nên đành phải dẫn bà ấy đi theo. Tuệ Trân nói. Diệp Phàm hỏi địa chỉ rõ ràng, vì thời gian gấp gáp nên mượn mấy con ngựa của chú ba phi thẳng đến thành phố Đồng Lĩnh. Tống gia ở khu tây bắc của thị trấn Thủy Vân, vì Tống gia cũng có chút tiếng tăm trong thị trấn nên vừa hỏi đã tìm được ra. Quả nhiên là người vợ đã qua đời, hôm qua mới đưa tang. Nhưng phong tục của địa phương là sau khi đưa tiễn người chết còn phải làm pháp sự từ 2 đến 3 ngày. Một người trung niên để dâu của Tống gia vừa nghe Diệp Phàm hỏi Thanh Liên Sư Thái. Sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Sao thế, phải chăng Sư Thái đã đi rồi? Diệp Phàm hỏi, linh cảm đã xảy ra chuyện không hay? Điều này. Người trung niên ngẫm nghĩ một chút và còn đầu một cái ậm ừ nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông mau nói đi. Diệp Cường không nhẫn nại được nữa, gào lên. Hung dữ như thế làm gì? Bọn họ bị bắt đến cục công an rồi. Người trung niên trừng mắt lườm Diệp Cường một cái, rất bất mãn nói sẵn. Bị bắt đến cục công an là có ý gì? Ông nói rõ hơn đi. Diệp Phàm vừa nghe, mặt lập tức đanh lại nói. Muốn biết thì tự đi đến phòng công an quận mà hỏi, hỏi tôi làm gì? Tống gia chúng tôi ở thị trấn Thủy Vân này cũng không vừa đâu. Người trung niên có chút ngạo mạn nói, chắc là vì bất mãn với thái độ gay gắt của Diệp Cường. Ông có nói hay không? Diệp Cường giận dữ một tay nhấc bổng gã trung niên họ Tống lên như xách một con gà. Cậu muốn làm gì, người đâu, có người muốn gây sự. Gã trung niên bị dọa sợ tới mức mặt trắng bệch ra, kích động gào lên. Không lâu sau, mọi người đang mặc đồ tang ở trong lễ đường đều chạy ra nhìn chằm chằm một mình Diệp Phàm. Mọi người bình tĩnh, chúng tôi không phải muốn gây sự mà chỉ muốn hỏi tại sao Thanh Liên Sư Thái bị bắt đến cục công an thôi. Còn nữa, người phụ nữ đi cùng phải chăng cũng bị bắt đi rồi. Diệp Phàm nói, ra hiệu Diệp Cường buông người trung niên kia ra. Tống Triều, mau gọi Tống Trụ lại đây. Người chú này của anh ta bị người ta đánh rồi. Gã trung niên vừa thoát khỏi bàn tay của Diệp Cường đã vội xoay người hét lớn với đám người sau lưng. Mẹ nó chứ, đừng nói là không đánh mày, thái độ này của mày, đánh rồi thì mày còn nói thế nào. Diệp Cường nổi điên lên. Đá chân sang muốn đánh người nhưng bị đám người ngăn lại. Diệp Cường hừ một tiếng, cao to lừng lững đứng trước mặt đám người kia. Xem ra vẻ sát thủ của Diệp Cường làm người ta khá dè chừng. Tuy đám người kia không giỏi võ nhưng cũng biết được người nào lợi hại. Chú, kẻ nào dám đến nhà chúng ta gây chuyện? Lúc này, một thanh niên vừa cao vừa gầy bước từ cửa vào và còn là một cảnh sát hỏi. Tống Trụ, chú bị bọn họ đánh, thằng nhãi kia còn muốn bắt chú nữa. Gã trung niên chỉ vào Diệp Cường kêu lên. Mẹ kiếp, to gan lớn mật đấy, dám đến Tống gia chúng ta dương oai. Tống Trụ nói sẵn một câu, bước về phía Diệp Cường. Tống gia là cái thá gì? Các người mời Sư Thái đến làm pháp sự để người ta bắt đi rồi,
còn ở đây mà gào thét cái nỗi gì? Anh tên là Tống Trụ, là cảnh sát đồn Côn An thị trấn Thủy Vân phải không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mày là thần thánh phương nào mà vinh như thế hả? Tống Trụ hiển nhiên căm tức, xoay người trừng mắt lườm Diệp Phàm một cái. Tống Trụ là trưởng đồn công an thị trấn Thủy Vân, bình thường đương nhiên là nhân vật có máu mặt ở thị trấn này, chưa từng bị ai coi thường như thế nên đã nổi khùng lên. Thần thánh, chúng tôi cũng chẳng phải là thần thánh, nhưng chúng tôi đến để hỏi chuyện Thanh Liên sư thái của Am Ngọc Diệp bị bắt đi. Diệp Phàm thản nhiên nói, đương nhiên sẽ không coi tên vô danh tiểu tốt này ra gì. Mày có tư cách gì mà hỏi Tống Trụ tao? Cái đồ rác rưởi. Tống Trụ tức nổ mắt, tiến về phía Diệp Phàm. Diệp Cường, gọi điện thoại cho Bao Nghị, hỏi hắn xem cảnh sát tên Tống Trụ ở thị trấn Thủy Vân sao dám ngạo mạn như vậy. Tôi hỏi chuyện nó mà nó dám quạt vào mặt tôi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Song Tống Trụ vừa nghe thấy thế lập tức co rúm người lại, sắc mặt thay đổi đến mấy lần, khóc không nổi mà cười cũng không xong. Những người khác đều không biết Bao Nghị là ai, nhưng với Tống Trụ mà nói thì chẳng khác nào như sấm đánh ngang tai. Hơn nữa khẩu khí của Diệp Phàm lớn như thế thì Bao Nghị hình như còn là cấp dưới của hắn. Hơn nữa, thằng nhãi này còn rất oai phong tướng nhà quan. Tống Trụ lập tức cảm thấy cả người mềm nhũn, vội hô tay với người nhà đến đỡ mới đứng vững được. Chương 2403, mẹ ruột của Diệp Tử Kỳ. Thưa lãnh đạo, tôi là trưởng đồn công an thị trấn Thủy Vân Tống Trụ, lãnh đạo muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi, tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp. Vừa rồi là do tôi quá kích động, thành thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Phản ứng của Tống Trụ coi như là khá nhanh, vừa nhìn theo không chớp mắt Diệp Cường rút điện thoại ra vừa vội vàng lắp bắp nói với Diệp Phàm. Tại sao Thanh Liên sư thái của Am Ngọc Diệp trại Hồng Cốc lại bị bắt? Bây giờ ra sao rồi? Diệp Phàm cũng không thèm so đo với gã, lập tức hỏi. Việc này, Tống Trụ như sợ sệt không dám nói ra, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, ấp a ấp úng nói. Xem ra anh chưa nhìn thấy quan tài thì vẫn chưa đổ lệ. Với thái độ ngạo mạn của anh vừa rồi, tôi thấy anh không muốn làm cái chức trưởng đồn này nữa rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, giọng điệu nặng nề lên rất nhiều. Tống Trụ giật mình thon thót, vội nói. Thưa lãnh đạo, chuyện là như thế này, hôm qua có một phụ nữ có vẻ bị điên khùng đi theo Thanh Liên sư thái. Người đàn bà kia hình như không phải Nico, nghe nói thần kinh có chút vấn đề. Pháp sự đang làm rất mệt mỏi rồi, người đàn bà làm ầm ĩ lên đòi ăn gì đó. Nên sư thái đã dẫn bà ấy ra phố mua đồ. Nào ngờ người đàn bà kia nhìn thấy trong một chiếc xe Audi đỗ ven đường có một con búp bê vải màu đỏ, liền lập tức lao tới. Vì bên trong chiếc xe đó chỉ có một người, cửa kính xe cũng đang mở nên sau khi cướp lấy con búp bê vải, người đàn bà điên kia liền bỏ chạy. Đứa nhỏ choai choai ngồi trong xe sợ hãi tới mức khóc thét lên. Đúng lúc đó thì chủ xe trở về, lập tức tóm lấy người đàn bà kia. Nhưng bà ấy còn không chịu trả, hai người liền giằng co với nhau. Thanh Liên sư thái vừa thấy liền bước lên tức thì, muốn ngăn cản và tách hai người đó ra. Nhưng kết quả là càng ngăn thì hai người đánh nhau càng loạn. Cuối cùng cả hai người đều bị bắt đến đồn công an khu Đồng Lĩnh. Sư thái là do Tống gia các người mời tới. Lẽ nào các anh trơ mắt ếch ra nhìn hai người bọn họ bị bắt đi sao, huống chi đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Diệp Phàm hỏi. Anh chẳng phải là trưởng đồn công an, sao ngay cả một người tu hành mà cũng không bảo vệ được thế? Còn nói Tống gia gì chứ, Tống cái rắm. Diệp Cường chửi. Việc này. Trưởng đồn Tống vẻ mặt khổ sở, chắc là có lời khó nói. Anh nói xem chủ xe kia đánh người có lai lịch gì đó đúng không? Nếu anh thật sự không dám nói ra thì sẽ gọi Bao Nghị đến đấy để hỏi anh. Diệp Phàm nổi điên lên rồi, không biết người đàn bà điên kia đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi. Hắn ta tên Đường Sở, là người của Đường ra thành phố Trương Hà. Tống Trụ cuối cùng cũng không đỡ nổi, phải phun ra. Có phải là thuộc gia tộc của đồng chí bí thư đảng ủy công an thành phố Trương Nhiễm Đường Vân phải không? Diệp Phàm hỏi. Đúng, chuyện này, tôi cũng không có cách nào. Đường Sở nói bị người ta đánh bị thương, yêu cầu đồn công an quận nghiêm túc xử lý. Tống Trụ nói. E rằng chính Đường Sở đánh người ta trước ấy chứ. Một người tu hành như sư thái sao có thể dám đánh người được. Huống hồ một người phụ nữ chân yếu tay mềm thì đánh được ai chứ. Tuổi của sư thái cũng không còn ít nữa rồi. Lúc này,
Diệp Cường hỏi. Dạ, thực ra ban đầu người đàn bà điên kia vừa cướp con búp bê vải thì đúng lúc Đường Sở quay về, hắn đã lập tức tiến lên giáng ngay cho người đàn bà kia một đạp. Khi sư thái vừa nhìn thấy đã tiến lên ngay lập tức, muốn giữ chặt người không cho đánh nhau rồi, nhưng kết quả cũng bị Đường Sở tặng cho một bạt tai. Người đàn bà kia cứ giữ chặt con búp bê vải không chịu buông tay nên đã bị Đường Sở đá cho một cú ngã nhào xuống đất, lại còn bồi thêm cho mấy đạp nữa. Mà ngay cả sư thái cũng bị đá ngã xuống đất, kết quả đều bị bắt đến cục công an rồi. Tống Trụ thuật lại toàn bộ sự tình. Không còn chuyện của anh nữa, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm vung tay lên, mọi người đều lao nhanh vào xe phi thẳng đến cục công an quận Đồng Lĩnh. Diệp Tử Kỳ bẻ đốt tay kêu răng rắc, hai mắt tóe lửa. Hơn 10 phút sau xe đã đến cục công an quận Đồng Lĩnh. Nhóm người của Diệp Phàm đi thẳng vào trụ sở làm việc. Tôi là thành ủy Đồng Lĩnh Diệp Phàm, mau gọi các lãnh đạo trực bản của các anh ra đây ngay. Diệp Phàm vừa xô cửa xông đã nghiêm mặt ra lệnh. Là bí thư Diệp. Một cảnh sát bật dậy đứng nghiêm đưa tay lên chào, không dám hỏi nhiều, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm máy. Ngay sau đó, một gã cảnh sát bụng bia từ trên lầu lao xuống, trên mũ có gắn hai vạch. Y đứng nghiêm chào Diệp Phàm một cái, nói. Cục phó công an khu Đồng Lĩnh Thôi Vân xin kính chào bí thư Diệp. Hôm qua các anh có bắt một người là Thanh Liên Sư Thái cùng với một người đàn bà điên phải không? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Điều này tôi cũng không rõ lắm. Cục phó Thôi nét mặt sửng sốt, vội hỏi hai viên cảnh sát đứng bên cạnh. Trịnh Đào, anh đi kiểm tra ngay tức khắc. Trịnh Đào vừa gọi điện thoại một hồi rồi nói. Đúng là có một người là Thanh Liên Sư Thái và một người đàn bà điên. Bây giờ hai người đang tạm thời bị nhốt tại phòng thẩm vấn. Đám người của đội phó Trần đang thẩm tra hai người bọn họ. Dẫn chúng tôi đi. Diệp Phàm giận sôi lên, có chút chuyện nhỏ mà từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thẩm vấn xong, nói cách khác là vẫn đang tra tấn hai người đáng thương đó. Những chuyện mờ ám bên trong cục công an như thế này, Diệp lão đại đã được nếm mùi từ lâu rồi, đương nhiên là thừa hiểu. Đoàn người vội vàng tới phòng thẩm vấn. Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ và tiếng quát hỏi vọng lại. Dám làm em gái tôi sợ, ông đây phải làm cho hai đứa chúng mày mở mắt ra. Mẹ nó chứ, đồ rác rưởi, nếu không vì nhìn hai đứa mày là Nico, trông lại xấu xí như vậy thì ông đã làm thịt hai đứa mày rồi. Một gã đàn ông quát lên nghe rất chướng tai, tiếp đó lại bốp một tiếng vang lên, chắc là lại đánh người nữa rồi. Đi đến mới phát hiện ngay cả cửa cũng chưa đóng, Thanh Liên Sư Thái và người đàn bà điên đang bị một người thanh niên đá cho lăn lộn, quằn quại dưới đất. Chân đi ủng ra dẫm đạp tàn nhẫn lên cơ thể hai người phụ nữ không thương tiếc. Còn người đàn bà điên đầu tóc rối bời trông như quỷ, trong miệng không còn nhìn thấy răng lợi gì nữa. Nhưng điều kỳ lạ là người đàn bà điên này dù chết cũng không buông con búp bê vải màu đỏ rời khỏi tay, trong khi con búp bê này sớm đã bị xé rách toạc trông còn tan nát hơn cả rác rưởi. Mẹ chúng mày, sao dám tùy tiện đánh người? Diệp Cường giận điên lên, sải bước đi tới chiếu thẳng gã thanh niên kia đá cho một cước. Rơi bịch một tiếng, Diệp Cường có thân thủ tứ đẳng, khi tức giận ra tay động thủ cũng chẳng suy xét nặng nhẹ gì. Mấy người cùng dần cho gã thanh niên kia dán cả mặt vào tường. Chúng mày dám đánh tao, người của đội phó Trịnh đâu, thẳng tay đánh cho mấy tên này cho ông, tội vạ đâu Đường Sở tôi chịu hết. Đường Sở quay mặt lại, máu mũi ứa ra, mặt mũi đã sưng húp lên, trán cũng u một cục to như cái bánh bao. Cục phó thôi, sao lại thế này? Đường Sở là cảnh sát ở trong cục cảnh sát của các anh phải không? Diệp Phàm đưa một tay cản em trai Diệp Tử Kỳ đang muốn xông lên liều mạng với Đường Sở lại, một tay chỉ tay vào Đường Sở hỏi. Không phải. Cục phó Thôi trả lời ngay tức thì, không dám chậm trễ. Bởi vì Diệp Phàm đã giận đến mức tím tái mặt mày lại, biết là bí thư Diệp đã sắp đến lúc bùng phát rồi. Lúc này trả lời không kịp thời là ăn đòn ngay. Chợt cục phó Thôi nghĩ ra điều gì? Vẻ mặt nghiêm túc nói với Trịnh Đào. Sao lại thế này, các cậu để cho một kẻ không phải là cảnh sát vào đây làm gì, lại còn ngang nhiên đánh người. Các cậu làm cái gì để mà ăn không biết nữa. Cục phó Thôi, đây là việc của đội cảnh sát hình sự chúng tôi. Trịnh Đào thật ngang ngược vì nghĩ rằng lão Thôi không có trách nhiệm quản lý mảng hình sự. Chuyện của đội hình sự các cậu tôi không quản lý, nhưng các cậu để cho người lạ ngang nhiên vào phòng thẩm vấn đánh người thì hoàn toàn sai. Hơn nữa tôi có trách nhiệm trực ban ở cục hôm nay,
tôi sẽ hỏi cục trưởng Lan xem điều khoản nào cho phép cấp dưới của anh ta có thể cho phép người không phận sự vào đây đánh người. Cục phó Thôi lớn tiếng chất vấn. Diệp Phàm vừa nghe liền phân tích một chút, có thể vị cục phó Lôi này được phân công quản lý điều tra hình sự, còn cục trưởng Lan quản lý mảng khác. Trong cục căn bản chia làm hai phe cánh, vì thế mà ngay cả cấp dưới của đối phương cũng không xem lãnh đạo ra gì. Thôi Vân, ông là cái thá gì, không bằng một cái đinh gì, một cục phó nhỏ nhoi thì dương oai cái rắm, có tin ông đây chỉ cần một cú điện thoại là ông đã bị mất chức ngay không? Còn ra oai trước mặt ông đây nữa, oai cái cứt gì? Lúc này, Đường Sở vừa mới lau sạch máu mũi, đã ngạo mạn chỉ tay vào mặt Thôi Vân lớn tiếng chửi. Đường Sở, là một người không phải cảnh sát, anh lại dám chạy đến phòng thẩm vấn của cục công an đồng lĩnh đánh người. Đây là loại hành vi gì hả? Chính là công nhiên coi thường pháp luật, công nhiên hành hung đánh người ở phòng thẩm vấn. Trịnh Đào, tôi ra lệnh cho cậu lập tức bắt kẻ hành hung đánh người Đường Sở này lại. Thôi Vân cũng nổi giận quát, Diệp Phàm cũng hiểu được, có lẽ Thôi Vân đang là muốn mượn tay mình để giúp gã loại bỏ đối thủ. Rất xin lỗi, cục phó Thôi, đây là chuyện của đội hình sự chúng tôi phải xin chỉ thị của cục trưởng Lan. Không ngờ Trịnh Đào không nể mặt, lạnh lùng đáp. Đội trưởng Trịnh, việc anh tự ý để một kẻ người ngoài như Đường Sở vào hành hung đánh người thì chưa cần nói đến, đây rõ ràng là anh coi thường lãnh đạo cấp trên. Hành vi này của anh là gì? Biết luật mà phạm luật, giật dây người ngoài làm sằng làm bậy, đây là cơ quan công an sao? Xét thấy đồng chí Trịnh Đào có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cục phó Thôi, anh là người trực tiếp có trách nhiệm ở cục hôm nay, tôi ra lệnh cho anh lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý đội trưởng Trịnh theo quy định của cục. Nghiêm túc xử lý việc này, có gì lập tức báo cáo ngay cho tôi bất cứ lúc nào. Diệp Phàm nói, người đâu, bắt Đường Sở và Trịnh Đào lại để thẩm vấn. Sau khi Thôi Vân nghiêm trào liền ra lệnh cho các cảnh sát bên ngoài. Kẻ nào dám? Tiếng Trịnh Đào gào lên vang dội. Rốt cuộc là chuyện gì? Cục phó Thôi, sao lại muốn bắt Trịnh Đào? Lúc này, từ hành lang vang lên một giọng nói sang sảng. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một người trung niên mặt mày sáng sủa. Cục trưởng Lan, vừa rồi, Trịnh Đào. Thôi Vân kể lại sự tình tỉ mỉ một lượt. Cục phó Thôi. Việc này chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Vừa nãy có thể là Đường Sở đến chỗ của nhóm Trịnh Đào chơi. Quan hệ của hai người họ rất thân thiết, là bạn bè mà. Còn về chuyện đánh người, chắc là không có chuyện như vậy. Cảnh sát của cục chúng ta đều có tư cách rất tốt, không thể nào có chuyện dùng hình bức cung được. Còn chuyện Đường Sở đánh người lại càng không thể xảy ra. Cục trưởng Lan rõ ràng đang bao che cho cấp dưới. Đồng chí Lan Đông. Diệp Phàm tôi tận mắt chứng kiến còn là giả sao? Đúng lúc này, Diệp Phàm xoay người lại, nhìn vào đồng chí Lan Đông hỏi. Á, Diệp, bí thư Diệp. Lan Đông chợt trợn tròn mắt lên, vô cùng kinh hãi. Thằng cha này lập tức phản ứng lại được, bước nhanh đến đứng nghiêm trang chào Diệp Phàm. Tiếp đó, gã lập tức trở mặt, nghiêm mặt lại, quát Trịnh Đào. Cậu làm cái gì thế hả? Sao có thể để cho Đường Sở vào được? Hơn nửa còn để cho hắn hành hung đánh người. Ai cho phép anh hồ đồ như thế hả? Hàng ngày họp sáng, tôi đều nhắc nhở các cậu thẩm vấn có chừng có mực. Nhưng các cậu lại xem lời nói của tôi như gió thổi qua tai. Bây giờ tôi trịnh trọng tuyên bố, Trịnh Đào, cậu đã bị đình chỉ công tác và chịu sự điều tra của cục. Chương 2404, đến Lào. Còn Đường Sở thì sao? Diệp Phàm thở phì ra qua mũi. Hỏi vì Lan Đông mới chỉ xử lý một gã Trịnh Đào mà không nói gì đến Đường Sở. Diệp Phàm biết được Lan Đông muốn cho qua chuyện, Diệp Phàm sao có thể để cho gã như ý được. Bí thư Diệp, Đường Sở dám công nhiên đến phòng thẩm vấn cùng đám người của Trịnh Đào hành hùng đánh người, kẻ đứng đằng sau sai khiến là ai? Là ai cho phép bọn hắn dám to gan coi trời bằng vung như vậy? Vì chuyện này phát sinh ở cục công an quận nên để tránh thiên vị, không thể giao cho cục công an quận xử lý chuyện này rồi. Tôi xin yêu cầu cục công an thành phố đứng ra giải quyết vụ này. Từ hành lang hẹp bên ngoài vọng lên một giọng nói âm vang của Bao Nghị đang vội vàng chạy đến. Vậy được, việc này giao cho cục công an thành phố các anh. Tôi đi trước, đưa hai vị sư thái đi bệnh viện trước. Diệp Phàm nói, Diệp Tử Y và mấy nữ cảnh sát đến đỡ Thanh Liên sư thái và người đàn bà điên đi ra cửa.
sau khi kiểm tra ở bệnh viện xong mới phát hiện sư thái và người đàn bà điên kia bị đá trọng thương nhiều chỗ. Thanh Liên sư thái bị Đường Sở đánh gãy hai chiếc răng cửa. Còn người đàn bà điên bị gãy hai cái xương sườn, bị thương ngoài da thì càng nhiều. Tất cả những vết thương này, Diệp Phàm cho gọi Bao Nghị lập tức gọi nhân viên công an giám định xuống chụp lại. Sau khi nhân viên công an ra về, Diệp Phàm thi triển thuật dùng nội lực trị thương cho hai người đàn bà đáng thương kia một hồi. Tất nhiên cũng không thể khiến hai người lập tức hồi phục ngay lại nhưng cũng có thể đỡ đau và dễ chịu hơn một chút. Diệp Tử Y và mẹ ruột Lâm Tú Chi giúp hai con người đáng thương đi tắm rửa. Sau khi treo bình truyền nước thì sư thái và người đàn bà điên đều ngủ thiếp đi. Nghe nói hai người bị hành hạ cả một đêm không cho ngủ. Diệp Phàm, sư thái là người tốt, lớn tuổi như vậy rồi, may mà có sức khỏe tốt, xương cốt rắn chắc. Nếu không chỉ sợ bà ấy đã bị hành hạ chết rồi. Lâm Tú Chi thở dài. Mẹ nhìn xem bà ấy có giống mẹ ruột của Tử Kỳ không? Diệp Phàm hỏi. Đã nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa trên mặt bà ấy lại có nhiều vết sẹo nên tạm thời chưa nhận ra được. Tuy nhiên, bà ấy đã chịu nhiều khổ cực, trên người toàn là những vết thương. Hai, nếu thật sự là mẹ ruột thì trong lòng Tử Kỳ không biết sẽ đau lòng đến thế nào. Đáng tiếc là bệnh thần kinh này nhất thời không thể chữa khỏi được, nếu không thì có thể hỏi cho rõ ràng được. Lâm Tú Chi thở dài. Ngày mai sẽ chuyển tới bệnh viện trung ương để làm xét nghiệm ADN. Diệp Phàm, dù người đàn bà này có phải là mẹ ruột của Tử Kỳ hay không, mẹ hy vọng con có thể bỏ tiền ra đưa bà ấy đi điều trị. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều trong cuộc sống, nhưng khi đã gặp thì chúng ta sao có thể làm ngơ được. Còn nữa, bảo Diệp Cường quyên tặng cho Am Ngọc Diệp giúp mẹ 1 triệu, để sư thái mua thêm chút đồ đạc. Mẹ, con cũng quyên góp 5 triệu. Diệp Cường ở bên cạnh nói. Mẹ à, hết năm rồi, hai người dứt khoát đều không được về Hồng Diệp Bảo nữa. Mọi người ở cùng một chỗ sẽ chăm sóc cho nhau tốt hơn. Bên này Tử Kỳ vẫn có chuyện chưa giải quyết xong. Diệp Phàm nói. Từ tối đến sáng, Diệp Phàm đã đưa hai người đến bệnh viện hàng đầu của thủ đô. Vốn dĩ không còn giường bệnh trống nhưng Diệp Phàm gọi điện thoại cho Phó trưởng Ban Trương của Bộ Y tế. Kết quả là còn khiến hai người được vào nằm điều trị ở 2 phòng cao cấp dành cho cán bộ. Sáng ngày thứ hai, Bao Nghị điện thoại đến nói. Bí thư Diệp, tối qua Đường Vân đã gọi điện thoại đến. Hy vọng ta có thể chiếu cố một chút, chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng tôi không đồng ý. Sáng nay ông ta lại đến. Tuy nhiên tôi kiên quyết không bỏ qua, việc này, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Thanh Liên sư thái bị đánh gãy 2 cái răng cửa, còn người đàn bà điên kia bị gãy 2 xương sườn. Điều này đã cấu thành phạm tội rồi. Lần này không để cho Đường Sở ngồi tù thì không được. Tất nhiên rồi, chuyện lần này anh cứ làm như thế cho tôi. Ai van xin giúp cũng không được. Diệp Phàm lạnh lùng nói tiếp. Chắc là hôm nay sẽ càng có nhiều người gọi điện thoại đến nữa, người cuối cùng xuất hiện chắc sẽ là Khổng Gia. Dù là ai gọi đi chăng nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không thả người đâu, dù ngay cả bí thư tỉnh ủy La có đánh tôi thì tôi cũng không thả người. Mẹ kiếp, nó coi trời bằng vung rồi. Bao Nghị nói với thái độ kiên quyết. Sau khi cúp máy, Diệp Phàm thu xếp ổn thỏa mọi việc. Sau đó nói với mẹ ruột là phải đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật nên chuyện bên này giao hết cho Vương Triều xử lý. Buổi chiều, Diệp Phàm đã tới tổng bộ tổ đặc nhiệm A. Bước vào phòng làm việc của Cung Khai Hà, hắn đã thấy Lão Lý đã ở đó từ bao giờ. Người của các cậu đều đã tập trung đông đủ cả chưa? Cung Khai Hà hỏi. Tôi bên này không có vấn đề gì, không biết tổ đặc nhiệm A phái người nào phối hợp với chúng tôi. Diệp Phàm hỏi. Trương Cường và Triệu Thanh Ngọc, đồng chí Thanh Ngọc chủ yếu phụ trách liên lạc với bên tình báo, kịp thời thông báo tin tức cho các cậu. Còn chuyện tấn công do các cậu phụ trách, Trương Cường sẽ phụ trách chủ yếu việc cung cấp trang bị vũ khí của tổ đặc nhiệm A cho các cậu. Cung Khai Hà giải thích. Thủ trưởng Cung, Thiên Thông phải đi cùng với tôi. Chuyện bên đó anh cần thu xếp người đón chúng tôi, nếu không Thiên Thông sẽ không dễ đi được. Diệp Phàm nói. Đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi. Chuyến đi này, các cậu vẫn nên lấy an toàn bản thân làm đầu. Cung Khai Hà nét mặt u buồn dặn dò. Chúng tôi biết tự bảo vệ mình. Diệp Phàm gật đầu đáp. Hai, đợi khi các cậu trở về, lão già này sẽ cùng các cậu uống vài chén mới được. Đừng bao giờ để cho kẻ đầu bạc như ta phải tiễn người đầu xanh.
Lý Khiếu Phong đứng lên nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Phàm. 3 giờ chiều, người của Diệp Phàm đã tập trung đông đủ trong phòng hội nghị đặc biệt của sân bay. Những người lần này đi cùng Diệp Phàm gồm có Vương Nhân Bàng, Lam Tồn Quân, sư đệ Lâm Yếu Phong của Bao Nghị, Thiên Thông cùng với Trương Cường và Triệu Thanh Ngọc. Đương nhiên lần này xuất quân vì Chu gia nên không thể thiếu được Chu Đồng của Chu gia, Vương Triều và Bao Nghị tạm thời đang trông coi bên Đồng Lĩnh nên không đi được. Tối mùng 4, đoàn người của Diệp Phàm đã đến Lào. Lào cũng nước rất nghèo, dân chúng nước này đều có cuộc sống khá khó khăn. Nó là quốc gia duy nhất nằm hoàn toàn trong lục địa, trên bán đảo Trung Nam, giáp với các nước châu Á như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Khu vực được mệnh danh là Tam Giác Vàng. Đó bao gồm một vùng biên giới của Lào. Theo tin tình báo mới nhất, hang ổ của Tam Độc Giáo nằm ngay trong thành phố Pazansi của tỉnh Gansala. Địa phương này giao thông trắc trở, núi non trùng điệp. Địa hình núi non chập trùng tạo nên khí hậu khắc nghiệt, khi người ở chân núi nóng bức không chịu nổi thì người ở đỉnh núi phải ngồi quanh lò sưởi mới có thể chống chọi lại được với cái rét lạnh buốt. Từ đó có thể thấy điều kiện tự nhiên của khu vực có địa hình cao như thế này rất khắc nghiệt. Cuộc sống của con người nơi đây lại càng khó khăn. Mà tỉnh Gansala lại giáp với ranh giới vùng Tam Giác Vàng, nên tình hình an ninh của địa phương này cũng tương đối hỗn loạn. Khi đêm đã về khuya, đám người mới tới nghỉ lại tại một nhà nghỉ ở thành phố Pazansi. Thanh Ngọc, có tin tình báo gì mới liên quan đến Tam Độc Giáo không? Diệp Phàm hỏi. Giáo phái này rất bí mật, chúng ta đã tốn rất nhiều sức lực cũng chưa tìm ra được dấu vết của bọn chúng. Tuy biết được hang ổ của bọn chúng chính là ở thành phố Pazansi nhưng phạm vi nơi đây rộng lớn đến khoảng hơn 30.000 km vuông. Cũng là một thành phố cấp 3 của Lào. Và lại càng khó khăn hơn chính vì núi non ở đây rất treo leo, thảm thực vật bao phủ đến hơn 50%. Vừa ra khỏi nội thành, chỗ nào cũng cây cối tùm, rậm rạp. Người đi lên núi phải vừa đi vừa phạt cây để đi thì có thể phát hiện ra cái gì được. Triệu Thanh Ngọc mặt mày cao có nói. Xem ra sự bí mật của Tam Độc Giáo đã khiến cho ngay cả tổ trưởng tình báo của tổ đặc nhiệm A cũng phải cảm thấy đau đầu bó gối rồi. Lẽ nào không có chút manh mối nào sao? Chỉ dựa vào mấy người chúng ta mò kim đáy biển thì có tác dụng rắm gì? 2. Sắp sang năm mới mà còn phải đến chỗ nghèo nàn này chịu tội đời, lại còn phải ở trong cái nhà nghỉ tồi tàn, đắp cái chăn ghẻ, phải uống trà bẩn nữa, đúng là xui đến tận mạng. Thiên Thông có gì bất mãn đều phun hết ra ngoài. Đừng than phiền nữa, thằng nhãi như cậu thật không biết điều. Vương Nhân Bảng lườm Thiên Thông một cái, thằng nhãi này lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì cầm của Diệp lão đại 2 triệu tệ cơ mà, nên thằng nhãi này cũng hơi chột dạ. Tất nhiên không có chút manh mối gì là chuyện không thể nào. Gần đây để giải quyết vấn đề Tam Độc Giáo, chúng tôi đã tăng cường sục sạo tin tức tình báo. Nắm được tin tức mới nhất là nghe nói trong cục cảnh sát có một cảnh sát tên Fournier có quan hệ mua bán với Tam Độc Giáo. Khi có khách quen nhiều nơi thì có thể thông qua Fournier ra mặt liên lạc với đường chủ phân đường của Tam Độc Giáo. Nếu như số lượng lớn thì đường chủ sẽ liên lạc với Tổng Giáo. Đương nhiên, bọn họ rất có phương thức liên lạc rất đặc biệt và vô cùng bí mật. Chính là đều sử dụng liên lạc đơn tuyến, nếu không may bị phát hiện thì người này cũng không biết người mình liên lạc là ai. Triệu Thanh Ngọc nói, cách làm giống như tổ chức đặc vụ vậy, xem ra Tam Độc Giáo thật không đơn giản. Lam Tồn Quân thở dài. Nếu Tam Độc Giáo ở trong thành phố Pazansi thì ở trong lòng thành phố đó nhất định có chi nhánh của Tam Độc Giáo rồi. Tôi đoán rằng tên cảnh sát Fournier kia sẽ biết được chi nhánh này đấy. Nếu như có thể tìm ra được địa điểm của nhánh phân đường kia thì việc lần ra hang ổ của Tổng Giáo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chu Đồng nói, mặc kệ đi. Cứ tóm được Fournier trước rồi tính sau. Nhưng nhất định phải giữ bí mật và nhanh chóng hành động. Nếu ngay cả manh mối này cũng bị cắt đứt thì chúng ta coi như hết đường về quê rồi. Trước mắt không thể để tuột mất manh mối này được. Diệp Phàm phân tích cặn kẽ, nhìn Trương Cường một cái hỏi. Đã cử người theo dõi Fournier chưa? Rồi ạ, và còn là một người bản địa mà chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê. Gã này tên là Suanafa. Là một cao thủ lục đẳng. Trương Cường nói. Người này đáng tin cậy không? Vương Nhân Bàng hỏi. Không ai dám đảm bảo hoàn toàn tin cậy, nhưng gã này đã hợp tác với chúng ta nhiều năm. Những chuyện bên Lào này cơ bản đều do hắn làm. Hơn nữa, hắn có nhiều tay chân, có mấy phần tử cốt cán,
đều là những đầu sỏ các nơi ở Lào. Tuy nhiên, khoản tiền mà chúng ta phải bỏ ra cũng không ít, tính ra chừng không dưới 40 đến 50 triệu tệ. Vì thế khoản chi này cũng hoành tráng quá rồi. Trương Cường có chút đau lòng nói. Tốt, hãy liên lạc với tên Suanafa, tìm hiểu xem Fournier đang làm gì ở đâu. Diệp Phàm nói. Vừa mới liên hệ xong, đang chiêu đãi bạn bè ở nhà, một bàn tiệc có 7 người, đang ăn uống thỏa thuê. Triệu Thanh Ngọc nói. Thế thì phiền to rồi, muốn giải quyết 7 thằng này mà không gây ầm ĩ gì thì có chút khó khăn, nếu giết hết cả lũ được thì đỡ lắm chuyện. Thiên Thông nói. Không được sát hại người vô tội, kẻ khác có thể làm được nhưng chúng ta không được phép làm như vậy, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, liếc mắt nhìn mọi người một cái nói. Chúng ta một chọi hai, nhẹ nhàng khống chế bọn chúng. Nhưng tốt nhất là nên cải trang một chút rồi vào. Thanh Ngọc, đi tìm vài bộ trang phục của cảnh sát bản địa đến, chúng ta sẽ tìm một lý do để đi vào. Chương 2405, lặng lẽ xử lý. Phòng của Fournier là một tòa nhà một tầng, nhưng lại rất dễ dàng cho mọi người làm việc. Diệp Phàm sắp xếp vài người thủ ở bên ngoài, bản thân cùng Thiên Thông và Vương Nhân Bảng đi vào. Lặng lẽ đi đến tầng 2, mở cửa sổ mới phát hiện bên trong đúng là rất náo nhiệt, đang ăn uống hết sức nhiệt tình. Diệp Phàm làm một dấu hiệu bằng tay rằng đã bàn bạc xong xuôi, ba người rất thoải mái khom chân đi nhẹ nhàng đến tầng 2. Vương Nhân Bảng biết nói tiếng Lào, cho nên để anh ta bắt đầu gõ cửa. Không lâu sau, kéo kẹt một tiếng, cửa mở ra, vừa thấy ba người đều mặc đồ cảnh sát. Fournier sau khi hơi sững sờ, có chút phẫn nộ nói. Các anh ở cục nào, tới làm gì? Chúng tôi đến từ Tổng cục Vạn Vật, ai là? Vương Nhân Bảng cố ý nói, vừa nói ba người vừa đi đến bên chiếc bàn tròn. Một động tác tay của Diệp Phàm, soạt một tiếng đã giải quyết xong 7 người. Điều này đối với cao thủ đẳng cấp của Diệp Phàm đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, trên cơ bản không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đương nhiên, chỉ làm họ hôn mê, cũng không giết hại ai. Dù sao, Diệp Phàm cũng không muốn làm hại đến người vô tội. À, lúc này, một người đàn bà đi từ nhà trong ra, sợ tới mức kêu lên. Tuy nhiên, Vương Nhân Bảng bước đến vươn tay bịt miệng cô ta lại. Đừng giết cô ấy. Các người có chuyện gì thì cứ hỏi tôi. Fournier sợ đến mức giấy rụa kêu lên. Thiên Thông nhanh chóng đóng chặt cửa sổ. Nói đi, chi nhánh của Tam Độc Giáo ở thành phố Ba Chiêm nằm ở chỗ nào? Vương Nhân Bảng một tay ném người phụ nữ kia xuống đất, cô lập tức nhún cả người, nằm dạp trên đất. Tam Độc Giáo gì, tôi chưa từng nghe qua. Tôi tuy rằng là cảnh sát của Cục Cảnh sát Pazan nhưng chỉ là quản lý về vấn đề hộ khẩu, những thứ như phá án. Chị An không thuộc quyền quản lý của tôi. Fournier lắc đầu, tên này, đúng là rất giàu hoạt, vẻ mặt rất bình tĩnh thong dong. Hừ, con dao găm trong tay Thiên Thông bất ngờ nhoáng một cái phóng xuống, phập một tiếng đâm vào chân bàn. Mà trên dao găm còn gắn nửa cái tai đầm đìa máu của vợ Fournier. Người đàn bà kia giãy giụa kêu đâu, tuy nhiên, miệng lại bị Vương Nhân Bảng thuận tay cầm lấy một chiếc rẻ lau trên bàn nhét chặt, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Nếu còn không nói thì sẽ là cả cái tai đấy, còn không nói thì sẽ rạch mặt. Anh bạn này của tôi thích trò đó lắm đấy. Diệp Phàm hừ nói, Vương Nhân Bảng phiên dịch lại một cách hung hãn. Nghe thì cũng có nghe qua, nhưng tôi quả thực không biết bọn họ ở chỗ nào. Khuôn mặt Fournier đen lại, nói. Để tôi. Diệp Phàm đi đến, giơ tay cách không bắt đầu đùa nghịch trên người tên này. Không lâu sau, Fournier toàn thân như rắn ngọ ngậy trên sàn nhà. Miệng muốn kêu nhưng cũng bị nhét chặt. Không lâu sau, lỗ mũi Fournier bắt đầu chảy máu, đôi mắt vì đau mà sắp lồi hẳn ra. Thấy toàn thân gã đều đang co giật, Diệp Phàm phất tay ra hiệu cho Vương Nhân Bảng có thể tiếp tục hỏi. Lúc này, vợ của Fournier cũng đang giãy giụa lại gần người chồng mình, bởi vì hai tay và hai chân của người đàn bà này đều đang bị trói, chỉ có thể hơi cử động, mà miệng thì bị bịt chặt, Vương Nhân Bảng cũng mặc kệ cô ta. Có lẽ là đang sót chồng. Chi nhánh đó ở đâu? Vương Nhân Bảng lớn tiếng hỏi. Ở, Sùng Minh Tiểu. Điều kỳ quái là, Fournier vừa mới nói được vài chữ, đột nhiên đồng tử mở lớn, a một tiếng, hai mắt trợn trắng, cẳng chân gầy cử động một chút liền bất động. Tên khốn này giả chết cái gì? Má nó, mau đứng lên. Thiên Thông đá hai cái liên tiếp,
nhưng phát hiện Fournier không có động tĩnh gì. Thiên Thông rõ ràng rất tức giận, một tay cầm lấy đầu của Fournier lắc lắc thật mạnh, anh ta còn tưởng rằng Fournier bị thủ pháp đặc thù của Diệp Phàm đùa nghịch đến mức hôn mê. Đừng rung nữa, ông ta chết rồi. Diệp Phàm phất tay. Bị cậu giết chết rồi, tôi nói này, cậu không nhẹ tay một chút được à? Bây giờ manh mối này đã bị cắt đứt rồi còn có ích lợi gì nữa? Thiên Thông tức giận hừ nói với Diệp Phàm. Không phải bị tôi giết chết, là cô ta. Diệp Phàm bất ngờ vươn người đứng dậy bước đến trước mặt người đàn bà, một ngón tay điểm xuống, tay nhanh nhẹn rút rẻ lau ra khỏi miệng người đàn bà, hừ nói. Thân phận của cô có lẽ còn cao hơn Fournier phải không? Ông nói cái gì tôi không hiểu, các người giết chồng của tôi, các người là đồ ác ma. Người đàn bà đó kêu khóc như điên. Sao có thể thế được, tôi nói này anh hai, anh nhất định đã lầm rồi. Anh nhìn đi, hai chân hai tay người đàn bà này đã bị tôi trói cả vào rồi, ngay cả miệng cũng bị bịt. Cô ta chỉ lại gần Fournier một chút, sao có thể ra tay được. Thiên Thông căn bản cũng không tin nhìn Diệp Phàm chăm chăm. Không đúng, chết tiệt, chẳng lẽ chỉ vì lại gần một chút mà xảy ra chuyện sao? Vương Nhân Bảng ấp úng nói. Người đàn bà này có lẽ là cao thủ thân phận tương đối cao trong Tam Độc Giáo, đương nhiên, cô ta cũng không thể nào đạt đến cảnh giới phóng ra nội tức được. Cô ta dùng độc, vừa rồi lúc tôi phát hiện ra thì đã muộn. Cậu điều tra xem, phỏng chừng trong tóc cô ta có dấu gì đó. Tuy nhiên, tốt nhất đừng tìm trong tóc, tìm xem chỗ Fournier vừa bị cô ta dựa vào ấy, nhất định có manh mối. Diệp Phàm ra hiệu, nói. Thiên Thông vừa nghe, lập tức tìm kiếm trên cổ Fournier. Vương Nhân Bảng cũng cảm thấy hứng thú, hai tên bật đèn pin lên tìm kiếm kỹ càng. Kỳ lạ thật, không thấy gì cả. Thiên Thông hai tay mở ra, nói. Xem phía bên phải cổ ông ta có phải có một nốt ruồi đen hay không, trong nốt ruồi đó nhất định có một cái lỗ nhỏ, nhỏ như sợi tóc thôi. Rồi cậu lại nặn ra một chút, không chừng còn có thể nặn ra máu đen. Diệp Phàm thản nhiên nói. Bởi vì Diệp Phàm có đôi mắt chim ứng, đã nhìn thấy từ lâu, chỉ là không cứu kịp thôi. Thiên Thông làm y như vậy, quả nhiên cổ chảy ra một ít máu màu tím. Lợi hại thật, con mẹ nói, thủ đoạn giết người của Tam Độc Giáo này đúng là cao minh, làm cho người ta muốn phòng cũng khó. Tay không động đậy, chân không động đậy, mồm không động đậy lại có thể giết chết người. Hơn nữa, ngay cả chết thế nào cũng không điều tra ra. Cao thủ. Thiên Thông rụt cổ một cái, trong lòng đã cảm thấy sợ hãi rồi. Cho nên ấy mà, đồng chí, trong chiến đấu phải chú ý một chút. Bằng không, chết như thế nào ngay cả bản thân mình cũng không biết rõ. Diệp Phàm nói, tốt hơn hết là tôi đi đằng sau anh vậy, an toàn hơn chút. Thiên Thông vò đầu một chút, nói, đồ nhát gan. Vương Nhân Bảng khinh bỉ, mắng người này một câu. Mất mạng rồi còn cao thượng có ích gì? Cậu muốn làm người cao thượng thì làm đi. Tiểu Thiên tôi không muốn làm những chuyện ngu xuẩn như vậy. Con kiến còn ham sống, huống chi là con người như chúng ta. Tiểu Thiên ngang bướng cãi cố, rất tức giận. Tiểu Thiên nói mấy câu này không ngờ lại có thể khiến cho Vương Nhân Bảng tên này á khẩu không trả lời được. Được rồi. Diệp Phàm phất phất tay, cách không thi triển nội tức trên người đàn bà kia một lúc. Không lâu sau, dưới tác dụng của chiêu phân cân chắc cốt, tình trạng của người đàn bà đó cũng không khác Fournier là bao. Ý chí của người đàn bà này kiên cường hơn Fournier nhiều. Sau khi nhịn 5 phút mới ấp úng kêu lên. Cộng rát. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa ngừng tay, người đàn bà nằm dạp xuống đất, miệng chảy ra một ít máu đen. Cũng đi theo Phú Ni Nhĩ rồi. Cộng rát là cái gì, chẳng lẽ là địa danh? Thiên Thông lẩm bẩm một câu. Sau khi ba người xử lý xong những người khác thì nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, lần này không thể quay lại khách sạn nhỏ đó rồi. May rằng Suanafa đã sắp xếp một chỗ tạm dừng chân khá bí mật. Vừa hỏi qua Suanafa rồi, nói là cộng giác ở phía bắc thành phố Pazan. Là thành lũy quân sự chiến đấu của nhân dân Lào cổ đại, tuy nhiên, từ mấy năm trước đã sụp, không còn giữ được hình dáng ban đầu nữa. Sau này có người mua, xây thành một trang viên có dáng vẻ của một thành lũy. Địa bàn tương đối lớn. Toàn bộ đều được xây bằng những khối đá lớn, ngay cả thuốc nổ cũng khó nổ tung. Vừa đi vào phòng, Triệu Thanh Ngọc liền nói. Xem ra, chỗ này đúng là có chút khả nghi. Diệp Phàm nói. Bất kể khả nghi hay không,
tin chắc rằng chẳng có mấy người có thể không nói sự thật dưới tay Diệp Phàm Anh. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi tốt nhất là tranh thủ lúc tối thì đi. Ban ngày mục tiêu quá bắt mắt, rất bất lợi với sự an toàn của chúng ta. Vương Nhân Bảng nói. Thanh Ngọc, anh đi tìm những thứ liên quan đến cộng giác như bản thiết kế vân vân lại đây. Diệp Phàm sắp xếp, Triệu Thanh Ngọc đi ngay. Nửa giờ sau, bản thiết kế đúng là tìm được một bản. Có điều chẳng có tác dụng gì nhiều, chỉ là thiết kế bên ngoài của một thành lũy. Số 1, cái này có chút giống với nơi canh gác trên trường thành của Trung Quốc, thành lũy cộng giác được xây dựng trên một sườn núi thoai thoải. Xung quanh trang viên là một mảnh đất trống rất rộng, nghe nói phạm vi khoảng hơn 100 mấy chục mét. Trên bãi đất trống này không có bất cứ vật gì có thể ẩn núp, chống đỡ được. Chỉ là một khoảnh đất cỏ, nếu anh muốn công tiến thành lũy, phải đi qua hơn 100 mét đất trống này. Độ nguy hiểm quá lớn, bọn chúng nhất định đã sắp xếp người canh gác xung quanh thành lũy. Mà theo Suanafa nói, xung quanh thành lũy được trang bị 10 mấy cái camera. Nghe nói bên trong có 20 mấy bảo vệ. Những bảo vệ này đều mang theo súng, ngay cả súng máy loại nhẹ rất lợi hại bọn chúng cũng có. Phải đi qua mảnh đất trống để đến chỗ thành lũy, trừ phi anh bay qua hoặc đào đường hầm đi qua. Tuy nhiên, những biện pháp này rõ ràng là không thể thực hiện được. Trương Cường nói, nếu cộng giác thật sự là chi nhánh tại thành phố Pazan của Tam Độc Giáo, vậy thì trong này không những có những phần tử đen tối mang súng, hơn nữa có lẽ trên cỏ này có độc hay không cũng khó nói. Diệp Phàm nói, bọn chúng hạ độc thật sự rất khó phòng, vừa rồi tôi đã được lĩnh giáo, ghê gớm thật. Thiên Thông lẩm bẩm một câu, tên này còn rụt cổ lại một cái. Đào đúng hầm không được, đi trực diện có lẽ cũng không được. Chỉ có thể bay qua trên không trung, nếu ở trong nước còn có thể mượn trực thăng bay đến, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều thế rồi. Có thể dùng dây thừng bắn đến rồi đi qua đó không? Lam Tồn Quân hỏi, làm sao mà cắm chặt được, thành lũy của người ta đều là những tảng đá lớn, phi tiêu nào có thể găm vào chứ? Huống chi, nếu có găm được vào thật, nhất định sẽ phát ra động tĩnh lớn. Một khi anh gây động tĩnh lớn như vậy, bọn chúng cũng không phải người ngu mà không phát hiện ra anh. Tam Độc Giáo nếu đã tổ chức nghiêm mật như thế, hơn nữa thủ đoạn dùng độc vô số, những điều chúng ta nghĩ đến bọn chúng đều đã nghĩ đến từ lâu rồi. Vương Nhân Bàng tức giận nói. Bắn phi tiêu nhất định là không được, nếu như là một tòa nhà bằng gỗ thì còn dễ giải quyết. Khoảng cách xa như vậy nhất định sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, đá tảng thì cũng không cần sợ. Diệp Phàm nói, ngẫm nghĩ một lúc nói. Khoảng cách là bao nhiêu mét, đã chuẩn xác chưa? Phỏng chừng 120 mét. Trương Cường nói. Chuyện bay qua này để tôi làm, mấu chốt là phải mau chóng. Tôi vừa qua một cái là có thể ra tay giải quyết trước mấy tên lính gác. Chẳng qua, cứ như vậy nhất định bị chúng phát hiện. Cho nên, một khi tôi cột chắc dây thừng, tốc độ của các cậu phải thật nhanh. Hơn nữa, trên không trung chỉ có dây thừng thì không dễ mượn lực, nếu trong thành lũy có súng máy hạng nhẹ thì độ nguy hiểm sẽ tương đối cao. Tốp đầu đi qua để tôi xuất phát buộc chặt dây thừng, sau đó để Tiểu Thiên và Tiểu Bảng theo sau, Tiểu Lan là đội thứ ba. Diệp Phàm sắp xếp. Chương 2406, triển khai công kích toàn diện. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, 4 giờ sáng, trời còn tối đen, mấy người đã đến trang viên cộng giác. Dùng kính viễn vọng nhìn sang mảnh đất trống, Diệp Phàm nhíu mày. Nếu như biết được cụ thể vị trí của trạm gác và trạm gác ngầm thì tốt rồi. Diệp Phàm nói thầm một câu, bởi vì, tuy nói khoảng cách khoảng 120 mét, nhưng phi tiêu của Diệp Phàm hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề. Mấy người quan sát được một lúc, sau khi phân công xong nhiệm vụ, Diệp Phàm phát hiện tuy nói khoảng cách từ thành đá đến mảnh đất trống khá xa. Nhưng, cây cối xung quanh mảnh đất trống khá lớn, cây đại thụ to bằng hai người ôm cũng có. Diệp Phàm như một con báo nhẹ nhàng và khéo léo trèo lên một cây đại thụ cao chừng 20 mét không một tiếng động. Đứng trên ngọn cây, cảm giác cảm thấy đỉnh cây cao hơn đỉnh cao nhất của thạch bảo chừng 3, 4 mét, sau khi Diệp Phàm tìm thấy thân cây chính, mới phát hiện ở độ cao mười mấy mét còn có một thùng nước lớn. Chịu tải một lúc vào người vẫn lướt đi không thành vấn đề. Đương nhiên, cây này phải cao một chút, càng cao càng tốt để hình thành được độ dốc giữa cây và thạch bảo lũy. Người bên này có thể thông qua dòng dọc chủ động trượt qua bên kia mà không cần dùng sức. Cầm lấy sợi dây thừng trong suốt nhỏ như sợi len nhân tạo của tổ đặc nhiệm A do Trương Cường đem tới.
Đừng thấy sợi len đó thô to, nó hoàn toàn có thể treo được cả một chiếc máy bay chiến đấu lên đấy. Loại sợi nhân tạo này có thể chịu được nước, chịu được lửa, chịu ma sát. Những người khác đều đang đeo kính nhìn ban đêm âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Diệp Phàm. Tuy nhiên, cả đám đều tương đối buồn bực, không biết Diệp Phàm làm thế nào mà trèo được lên cây. Bởi vì, phương pháp bắn phi tiêu đã bị bác bỏ. Vậy thì còn có cách nào để vượt qua khoảng cách 120 mét xa đến như vậy? Trừ phi Diệp Phàm có thể tự biến mình thành một chú chim lớn thì mới may ra. Sao qua đó được chứ? Vương Nhân Bàng thầm nói. Trừ phi bay, chẳng lẽ lão đại còn có cách nào khác? Lam Tồn Quân cũng tương đối buồn bực. Diệp Phàm hít mạnh một hơi, tìm đúng thời cơ, dồn toàn bộ khí lực xuống chân, đạp mạnh vào cây đại thụ. Tuy nói cây đại thụ cũng hơi rung, nhưng chắc là không bị người trong thành lũy cách đó 120 mét phát hiện được. Vì, lúc này vừa vặn có một cơn gió nổi lên. Soạt! Một tiếng động nhỏ vang lên, các đồng chí bên dưới kinh sợ phát hiện. Thân ảnh phía trước nhoáng lên một cái, Diệp Phàm tung song trưởng, thoát cái cả người như chú chim ưng lớn phóng thẳng qua thành lũy đối diện. Hơn nữa, trong quá trình trượt sang đó hai chân hắn như tản bộ trên không trung. Nói thì chậm nhưng thật sự rất nhanh, chỉ sau vài giây, Diệp Phàm đã khéo léo đáp xuống tảng đá trên thành lũy đối diện cách bên này 120 mét rồi. Đây là cái gì, con người cũng có thể bay sao? Đám Vương Nhân Bàng, Lam Tồn Quân trong lòng kinh hãi nói thầm. Mẹ nó, đây còn là người à, thành người chim rồi. Đồng chí Thiên Thông trong lòng mắng một câu. Quái, vừa nãy hình như thấy có bóng người thoáng quá. Một người ngồi trước màn hình máy tính trong thành lũy nói. Người cái rắm, cả bóng quỷ còn chẳng có. Tôi nói, có phải đầu óc anh bị hồ đồ rồi không? Khoảng cách xa như vậy, 120 mét đấy ông em, anh nghĩ có thể nhìn thấy con người bay qua sao, đâu phải máy bay đâu chứ, đúng là ăn nói linh tinh. Một người đeo tai nghe trêu chọc nói. Chắc là hoa mắt, có lẽ là chim. Mẹ nó, cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sắp thành bốn mắt rồi. Lúc này tên kia mới thầm nói một câu, cuối cùng tự lắc đầu. Diệp Phàm nhẹ nhàng, khéo léo cột dây thừng. Tuy nhiên, hắn nói là đợi hắn đi một vòng rồi hắn tính. Vì thế, Diệp Phàm trèo xuống mái hiên trên thành lũy, thấy thành lũy này dường như bốn phía đều có tường thành bao vây. Tuy nhiên, ở chính giữa có một căn nhà nhỏ hai tầng. Chắc hẳn hệ thống bảo vệ bình thường nằm tại tòa võng lâu trên tường thành, còn trung tâm chính là tòa nhà đá hai tầng nằm chính giữa này. Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn dùng đôi mắt ưng cộng với lỗ tai rơi để quan sát phía trước. Thuật dò sóng khí lúc này cũng phát huy tác dụng. Vừa bò dọc theo mái hiên đã phát hiện phía trước cách đó mười mấy mét có phản ứng sóng khí của ai đó. Công lực nâng cao, khả năng dò xét, phát hiện sóng khí của Diệp Phàm cũng rõ ràng hơn. Nói sao nhỉ, ban đầu chỉ có một sợi tơ đỏ mỏng manh hình thành trong đôi mắt ưng. Giờ thì sợi tơ đỏ này rất rõ ràng. Hơn nữa, nếu chỗ đó sợi tơ đỏ có điểm sáng, vậy thì nơi đó 80% là có người mai phục. Sau khi đôi mắt ưng biến dị, quả thực kỳ diệu chẳng khác nào một radar hiện đại. Chỉ có điều khoảng cách không ở quá xa, chỉ dò xét được xa nhất là 30 mét. Xa hơn nữa Diệp Phàm không cảm nhận được gì. Chắc hẳn, cái này có liên quan đến tăng trưởng của nội lực. Đủ nội lực, chắc hẳn sợi tơ đỏ này sẽ kéo dài thêm được chút nữa. Diệp Phàm gọi sợi tơ đỏ này là radar vật sống. Vốn mắt ưng và tai rơi là tuyệt kỹ của Phí Gia, đã có lần Diệp Phàm hỏi sư bá Phí Thanh Sơn có thể dùng nội lực để dò xét dấu vết của con người không. Tuy nhiên, Phí Thanh Sơn lắc đầu nói không, chỉ nói mắt ưng và tai rơi linh mẫn hơn tai và mắt của người thường nhiều. Chứ không hề xảy ra hiện tượng như kiểu Diệp Phàm. Sau đó Diệp Phàm đã đem chuyện này kể cho Phí Thanh Sơn, Phí Thanh Sơn cũng cảm thấy việc này quả là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, ông cũng chẳng thể giải thích được gì. Chỉ có thể đoán có thể do Diệp Phàm hút máu của mãng xà mấy trăm năm nên mắt ưng xảy ra biến dị. Khiến đôi mắt ưng có được khả năng dò xét tia hồng ngoại của cự xà. Soạt! Phi đáo lóe lên, hai người phía trước còn chưa kịp rút súng đã hự một tiếng. Cứ vậy, Diệp Phàm đi vòng xuống dưới, giải quyết hết mười mấy vị trí then chốt. Chắc hẳn cũng không còn bao nhiêu nữa. Đợi đám Lam Tồn Quân qua có thể tạo được uy hiếp với đám người này rồi. Diệp Phàm dùng thiết bị truyền âm truyền tin. Không lâu sau, nhờ sự tương trợ của sợi dây, các cao thủ đều nương theo sợi dây trượt qua.
Tuy nhiên, Trương Cương vừa đến thì bị đối phương phát hiện. Trong thạch bảo lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Một âm thanh trầm đục vang lên, chân Trương Cương bị trúng đạn. Người cũng bị lực xung kích của súng bắn tỉa công sức lớn làm té xuống. Mẹ nó! Diệp Phàm tức giận, phóng một phi đao vào tên bắn lén. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, tên kia lập tức ngã xuống. Em còn sống, mọi người bảo trọng. Trương Cường vừa ngã xuống đám cỏ bên dưới đã vội vàng truyền tin đến cho Diệp Phàm. Lúc này, không biết từ nơi nào trong thành lũy đột nhiên phun ra một ngọn lửa. Xem ra còn ba khẩu súng máy chưa giải quyết. Diệp Phàm vội lướt qua, bằng không, Trương Cường trên bãi cỏ kia sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Thông và Vương Nhân Bàng cùng Lam Tồn Quân đã sớm chia hai người một tổ triển khai bắn giết. Lập tức trong thành lũy vang lên tiếng súng đạn cùng những tiếng kêu thảm thiết. Phi đao phóng ra từ phía Diệp Phàm, sau khi giải quyết xong mấy khẩu súng máy, Diệp Phàm thả người phi xuống dọc tường thành, thi triển chiêu hổ ưng của Phí Gia, trượt từ bên trên xuống tòa nhà nhỏ hai lầu ở giữa. Dưới đôi mắt ưng, đã phát hiện chính xác vị trí của hệ thống máy tính khống chế. Ném một quả lựu đạn vào, lập tức giải quyết cả phòng máy. Camera của toàn bộ thành lũy không hoạt động nữa, vì phòng điều khiển trung tâm đã bị Diệp Phàm làm nổ rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác có chút kỳ quái. Cho đến giờ chưa hề phát hiện cao thủ của Tam Độc Giáo. Hình như tất cả các cao thủ đều không có mặt. Chẳng lẽ đi nhầm chỗ, đây không phải là một bộ phận quan trọng của Tam Độc Giáo. Tuy nhiên, đã đến đây, đương nhiên vẫn phải dọn sạch sẽ rồi tính sau. Mười mấy phút sau, toàn bộ bảo vệ trên tường thành đều bị giải quyết, không còn tiếng súng bắn ra nữa. Diệp Phàm sắp xếp Triệu Thanh Ngọc và Chu Đồng cùng Lam Tồn Quân và Lâm Yếu Phong bốn người đứng bốn góc quan sát ngôi nhà nhỏ hai tầng ở giữa. Thiên Thông và Vương Nhân Bàng bao vây hai hướng đi vào tòa nhà nhỏ. Diệp Phàm nằm trên mái hiên của tòa nhà nhỏ hai tầng quan sát động tĩnh bốn phía. Không lâu sau, Thiên Thông và Vương Nhân Bàng đều đến an toàn. Lão đại, hình như hơi kỳ lạ. Vương Nhân Bàng truyền âm nói. Đúng là hơi kỳ, hình như chưa chống cự quyết liệt đã bị giải quyết hết, hay là nhầm rồi. Thiên Thông cũng nói qua thiết bị truyền âm. Cứ đi xem xét tòa nhà rồi tính sau. Diệp Phàm nói. Ha ha ha. Đúng lúc này, từ trên không trung đột nhiên truyền đến một giọng cười vang dội. Không hay rồi, trong rừng cây có mai phục. Giọng Lam Tồn Quân truyền đến. Đột nhiên từ rừng cây bên ngoài đột nhiên có mấy chục bóng lướt đến. Hơn nữa, cùng với thế gió, nháy mắt đã đến tường thành. Có 30 mấy bóng đen nhảy từ trên xuống. Bọn họ chia thành tổ, mỗi tổ 5-6 người vây quanh chiến đấu với đám Lam Tồn Quân. Trong đó có 6 bóng đen trực tiếp nhảy xuống phía trước đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy, những người này đều bịt khăn đen, bên trong chắc hẳn còn đeo mặt nạ da heo. Dù Diệp Phàm có mắt ưng nhạy bén nhưng vẫn không nhìn thấy rõ tướng mạo của họ. Lục độc hợp kích. Một người trong số đó dùng tiếng lào ra lệnh. 6 người chia thành hình lục giác triển khai tấn công, Vương Nhân Bàng vội vàng phiên dịch cho đám Diệp Phàm. Muốn lục độc hợp kích còn phải xem ông đây có đồng ý không chứ? Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, cú đấm hiểm độc mà Diệp Phàm cải cách từ tuyệt kỹ khai bi trưởng của Lô Gia được tung ra. Nháy mắt. Một trong số 6 tên kêu lên thảm thiết, bay ra sau 10 mét. Miệng còn phun ra máu tươi hình cầu vồng. Lão Lục, tên phát ngôn đầu tiên hét lên. Tôi không xong rồi, giết sạch chúng. Lão Lục đạp một cái, lập tức vĩnh biệt cõi đời. Vì, phần ngực của y đã bị khai bi trưởng của Diệp Phàm đánh xuyên qua. Ngay cả nội tạng đều từ lỗ hổng sau lưng bay ra không trung. Lục phủ ngũ tạng đầy đất. Người không biết còn tưởng là vị đồ tể nào đó đang bán heo xuống nước. Độc! Lão đại hét to một tiếng, năm anh em còn lại vung tay lên. Lập tức từ không trung đột nhiên bị khoác lên mình một tầng bụi sét dỉ, tràn ngập quỷ dị. Tuy nhiên, ba người Diệp Phàm sớm được tổ khoa học năng lượng của tổ đặc nhiệm A đưa cho mấy chiếc mặt nạ chống độc đặc chế rồi. Trông cũng chẳng giống khẩu trang của bác sĩ lắm, dễ dùng hơn mấy cái mặt nạ phòng độc thô kệch kia nhiều. Tuy nhiên, khi không trung có độc, loại khẩu trang phòng độc này nhất thời không thể cung cấp được một lượng dưỡng khí lớn cần để chiến đấu. Chương 2407, tiêu diệt hết. Cho nên, ba người hơi có cảm giác khó thở. Sức lực chiến đấu tự nhiên bị giảm đi nhiều. Trên đời này không có cái gì là 10 phân vẹn 10 cả. Ba người nhanh chóng tựa lưng vào nhau hướng theo ba hướng xuất trưởng.
Vương Nhân Bàng căn bản xuất trưởng không mạnh, nhu cực đao của anh ta căn bản không tấn công được chúng đối phương. Chỉ có thể dùng để phòng bị thôi. Hai bên quần chiến thêm vài phút nữa, trong lòng Diệp Phàm như có lửa đốt. Cứ tiếp tục thế này không biết Lam Tồn Quân bốn người bọn họ có thể trụ nổi không. Bên kia có tới 30 người, mỗi người bọn họ phải đối đầu với 6 đến 7 người. Như vậy, bốn người bọn họ có cao thủ đến mấy cũng gặp chút khó khăn. Hơn nữa, trong bốn người, chỉ có Lam Tồn Quân là đạt tới thất đẳng thôi, và Triệu Thanh Ngọc chưa qua tứ đẳng cấp cao nhất. Bởi vì, từ trước đến nay tổ trưởng Triệu chỉ thu thập tin tức tình báo, nên sức chiến đấu cũng không được tốt lắm. Còn Chu Đồng cũng đạt đến ngũ đẳng cấp cao nhất, Lâm Phong vẫn chưa đạt được tới lục đẳng. Tôi đã giải quyết xong được 3 người rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ trợ giúp bọn họ. Lam Tồn Quân nói, khiến trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tuy nhiên, đột nhiên hắn nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Không hiểu Trương Cường bị rơi xuống cỏ bây giờ tình hình sao rồi, đến bây giờ cũng chưa liên lạc được. Chẳng lẽ Trương Cường đã hy sinh? Thiên Thông, giết! Diệp Phàm nghĩ tới chuyện này, hét lớn một tiếng, thiếu chút nữa khiến cho Thiên Thông và Vương Nhân Bàng bị thủng màng nhĩ. Vài chục thanh phi đao bay ra ngoài, hướng tới phía 5 người xung quanh bốn phía. Phịch một tiếng, một tên ở giữa bị trúng đao, chân anh ta mềm nhũn rồi ngã xuống. Lão Ngũ, phỏng chừng người vừa nói kia là lão đại, hình như bọn họ có thuốc giải, cho nên cũng không sợ phấn độc màu xám đầy trời. Lão Ngũ tìm, Như Lai, rồi. Vương Nhân Bàng cười hung ác, nhu cực đao đột nhiên mang theo một hung khí dọa người, bay thẳng lên không trung, trực tiếp tấn công một người mặc áo đen chính diện. Bởi vì đó là người Lào tín Phật, đương nhiên không đi tìm Thượng Đế mà đi tìm Phật Tổ. Mà Thiên Thông cũng không chậm, chiếc phi chuông của Tuyết Gia rời tay bay ra ngoài, tấn công kép vào hai người đứng hai bên anh ta. Diệp Phàm trượt một cái, Hổ Ưng Công cố gắng hết sức, mấy bước trên không đã đến trước mặt Diệp Phàm. Hai chân hướng xuống dưới như là đạp dưa hấu. Lão đại kia dường như cảm thấy hai chân của Diệp Phàm rất linh hoạt, thế tấn công rất sắc bén. Khẩn trương tránh sang bên cạnh rồi tấn công. Tuy nhiên, Hổ Ưng Công của Phí Gia cũng là một kỳ tài trong quốc thuật. Sao có thể để người khác tấn công chứ? Một tiếng vang rất lớn. Lập tức lão đại kia phải cúi nửa người, tại sao vậy chứ? Bởi vì cả người ông ta bị Diệp Phàm đá vào xuống đám cỏ dưới đất, chỉ còn có bả vai và cái đầu còn ở trên mặt cỏ. Tuy nhiên, cũng không xê dịch được đi đâu. Trên đầu đều là máu tươi, Diệp Phàm liếc mắt một cái. Mới phát hiện mũi của ông ta rất cao, cái tai cũng tương đối lớn. Chẳng qua là một bên tai bị mình dẫm lên, máu chảy đầm đìa nhìn như ma quỷ. A, Mỗ Nhân bị Vương Nhân Bàng đâm trúng người, bị đâm vào đúng ngực, máu chảy đầm đìa, mà Thiên Thông cũng không ngồi chơi. Lúc tấn công hai người còn đang bị sóng âm của chuông làm cho mơ hồ. Giờ phút này chiếc chuông trở thành vũ khí lợi hại để giết người. Chuông kêu hai tiếng keng keng. Biểu thị hai đồng chí đến gặp Phật Tổ. Trên ngực hai người đều đẫm đìa toàn là máu. Chuông của Thiên Thông còn có thể dài ra đến gờ giáp, nội tạng của hai người bị xáo trộn hết. Chiếc chuông vừa được thu lại, lập tức, máu tươi từ ngực trái phun ra. Sao thế, sao trái tim này đen thế, thối chết rồi. Thiên Thông cảm thấy có chút xui xẻo, xuất một cước khiến nội tạng của hai người bị đá đi xa. Tiếp viện trên tường. Diệp Phàm quát. Ba người như chú chim to, nháy mắt bay lên trên tường đá. Có ba người cùng tham gia, nội công cũng chỉ đạt đến cấp nhị đẳng hoặc tam đẳng, cùng lắm là tứ đẳng, toàn bộ bọn họ mặc áo đen đến công kích, mấy người đó là đối thủ của bọn Diệp Phàm. Bởi vì, những đối thủ lợi hại nhất của bọn họ đều bị trúng độc, vô dụng rồi. Tình hình cũng tạm ổn rồi. Diệp Phàm dặn dò Thiên Thông, rồi rơi thẳng xuống bãi cỏ. Phát hiện Trương Cường đã biến mất. Chẳng lẽ anh em của ta đã hy sinh thật? Diệp Phàm cảm thấy như muốn điên lên. Nước mắt tràn ra, có thể nói giữa Diệp Phàm và Trương Cường có giao tình rất sâu sắc. Hơn nữa, lần này tuy nói là làm việc cho tổ đặc nhiệm A, nhưng trên thực tế Diệp Phàm đang trả món nợ ân tình của thiền sư Bảo Trí. Sau đó, Hổ Ưng Công của hắn thi triển đến cực trí, tìm thấy ở bên ngoài vùng đất trống trong rừng. Phát hiện trong rừng còn nhìn thấy mấy người, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi. Tất cả mọi người trong rừng đều bị giết chết hết. Mắt Diệp Phàm đỏ lên, đáng tiếc là không phát hiện ra bóng dáng Trương Cường, mà bọn Vương Nhân Bàng cũng chạy tới, tuy đang rất mệt mỏi,
nhưng mọi người vẫn cố gắng lục soát khắp mọi nơi để tìm Trương Cường. Chẳng nhẽ là bị người mặc quần áo đen kia đưa đi. Lúc này, Thiên Thông nói thầm một câu. Quay trở lại đi. Diệp Phàm cố gắng hết sức giống như con thằn lằn trên tường đá. Trượt một cái rơi xuống đúng chỗ năm người mặc áo đen. Kiểm tra thấy mình đã dẫm chân lên một người mặc quần áo đen vẫn còn thoi thóp. Có sao không, mệnh còn dài đấy, có thể sống được đến tận bây giờ. Thật ra con mẹ nó còn bền bỉ hơn cả Tiểu Cường. Vương Nhân Bàng vốn định đá người này một cước, tuy nhiên, sau khi nghĩ lại khẩn trương thu chân về, hỏi. Các anh là ai, làm sao biết chúng tôi sẽ đến đây? Tuy nhiên, người kia nhất định không mở miệng nói một câu. Kéo ra đây, bố mày đến đây rồi. Diệp Phàm cực kỳ tức giận, tách từng bộ phận trên người tên kia ném xuống cỏ. Ngón tay rạch một cái trên đùi tên kia, lập tức bị bẻ máu chảy thành rãnh. Giết đi, lão tử ta là nam tử Hán. Thân thể tên kia đúng là rất cường tráng, không ngờ anh ta không sợ chết. Diệp Phàm chuẩn bị ra trưởng phân cân thác cốt thủ. Một lúc sau, anh ta run sợ. Không lâu sau, anh ta mới chịu mở miệng nói. Có phải anh là người của giáo Tam Độc không? Vương Nhân Bàng hỏi. Vâng, chúng tôi là đội được tổng giáo của Tam Độc giáo dạy để dụ địch giết chết. Người kia nói. Làm sao các anh biết được chúng tôi sẽ đến đây? Vương Nhân Bàng hỏi. Vốn chúng tôi đến đây là muốn dụ kẻ thù tấn công Thạch Lũy. Lúc trước giáo chủ định là hễ chúng tôi bị phát hiện, bọn họ sẽ khai ra nơi này. Chúng tôi sẽ ngồi chờ đối thủ tới rồi sẽ giết toàn bộ. Chẳng qua là do chúng tôi đã tính toán sai. Các anh quá mạnh, tôi thật ân hận quá. Người đó ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, miệng phun ra máu đen rồi ngã xuống. Mẹ, lại chết rồi, còn chưa hỏi được tung tích của Trương Cường. Vương Nhân Bàng có chút bực bội đá người kia một cái. Những người này đều là loại người cực kỳ hung ác, anh có thể hỏi được đến hai câu cũng coi như không tệ lắm. Thôi vậy, chúng ta tiếp tục tìm Trương Cường. Diệp Phàm khoát tay. Tam Độc giáo dạy anh ta đúng là rất thâm độc, lại nghĩ ra một chiêu như vậy để dụ địch. Nếu chúng ta nông nổi tin vào lời nói đó chắc chắn xong đời. Lam Tồn Quân cũng nhịn không được mắng một câu, mấy người quay trở lại thành phố. Đúng lúc này, Triệu Thanh Ngọc có vẻ kích động, nói. Vừa rồi có tiếng của Trương Cường, chắc anh vẫn còn sống. Chắc chỉ là bị ngất thôi, chúng ta khẩn trương tìm kiếm xem. Người này, chẳng lẽ là anh ta biết độn thổ? Vương Nhân Bàng mắng. Độn thổ. Diệp Phàm run lên, khẩn trương tiến tới gần sợi dây bên cạnh, cúi sát đất tìm kiếm. Không lâu sau, phát hiện ra có người đang ở dưới vẫn còn có chút hơi thở. Đào nhanh lên một chút đi, chắc là đã trốn vào trong đất rồi. Diệp Phàm khẩn trương nói, Chu Đồng cùng Lâm Yếu Phong khẩn trương đào chỗ Diệp Phàm đã chỉ. Cách mặt đất một thước rưỡi phát hiện ra Trương Cường vẫn còn thở nhưng rất yếu. Đúng là đã độn thổ, sau này gọi Trương Cường là con tê tê đi. Lam Tồn Quân cao hứng kêu lên, Diệp Phàm lập tức ôm lấy người đưa vào trong rừng điều trị. Sau khi truyền công lực vào mới phát hiện anh ta chỉ là bị thương, lúc ngã xuống, chân và nội tạng bị chút tổn thương. Nội công còn không thì cũng không rõ ràng lắm, kinh mạch hơi tắc. Tiểu Triệu, liên lạc với trong nước, bí mật đem Trương Cường trở về. Diệp Phàm hạ mệnh lệnh, Triệu Thanh Ngọc lập tức làm theo. Mấy người trở về chỗ ở bí mật sau khi gặp rất nhiều khó khăn, còn chưa hề chạm tới cái bóng của Tam Độc giáo, không ngờ Trương Cường trở về nước lại bị thương. Về mặt sức mạnh có thể yếu hơn nhiều, nhưng tổ đặc nhiệm A cũng sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cho mọi người. Mấy người ăn điểm tâm xong ngủ một giấc đến xế chiều, nghe được tin tức Trương Cường đã an toàn trở về nước. Cung Khai Hà bí mật gọi điện thoại nói. Diệp Phàm, nhìn tình hình hiện tại, Tam Độc giáo không giống như các tổ chức phạm pháp bình thường, bọn họ rất thông minh và có năng lực không giống như bình thường. Nếu ở lại lâu dài còn phải hao phí một lực lượng người rất lớn để đối phó với bọn họ. Tuy nói là cao thủ trong giáo không nhiều, nhưng có thể thấy được thực lực của Tam Độc giáo tương đối lớn. Nếu không có tiền của và nhân lực, sẽ không thể lãng phí mấy chục người luôn ngồi ở chỗ đó để bẫy người. Cho nên, tốt nhất các anh rút về trước, đừng lần nữa chỉ làm thêm người bị thương. Các anh đều là của cải quý giá của tổ đặc nhiệm A, bây giờ chúng ta mà bị tổn thương là không thể dậy nổi đâu. Hơn nữa, theo tổ chuyên gia khoa học và năng lượng, Trương Cường còn bị trúng độc nữa. Bị trúng độc gì, có nặng lắm không?
Diệp Phàm có chút nóng nảy. Hiện viện kiểm tra đo lường, còn không biết đó là loại độc gì. Trong giọng nói của Cung Khai Hà cũng đầy vẻ lo lắng. Nhưng Trương Cường là cao thủ lục đẳng, cái này, chắc sẽ không nặng lắm. Lúc phát tác tình hình bệnh như thế nào? Diệp Phàm nhanh chóng truy hỏi. Toàn thân Trương Cường nóng như lửa, nóng đến mức không chịu nổi. Hơn nữa, còn ra rất nhiều mồ hôi. Không cần nói gì khác, chỉ cần cứ đổ mồ hôi như thế này là Trương Cường có thể bị mất nước rồi. Toàn thân Trương Cường đều bị nổi các mụn đỏ giống như hạt đậu. Ngay cả trên mặt cũng rất nhiều. Cung Khai Hà nói. Các ông nhanh chóng giải quyết đi, ở đây tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp. Không thể không diệt Tam Độc Giáo, bằng không, bọn họ sẽ hại rất nhiều người. Còn phải tìm bằng được bọn họ để lấy thuốc giải mới được. Diệp Phàm nói. Tùy anh vậy, mọi người cẩn thận một chút. Ở đây, tôi đã sắp xếp Mã Hán mang theo vài đội viên dự bị tới đó. Bọn họ có thể bảo đảm hậu cần cho các anh. Tuy nhiên, Diệp Phàm, đừng để mấy người bọn họ ra trận. Bọn họ chỉ là đội viên dự bị thôi. Vẫn chưa có sức chiến đấu rất dễ bị thương hoặc chết. Trong lời nói có Cung Khai Hà có chút bi thương. Chương 2408, Viện Binh. Tôi hiểu rồi, tuy nhiên, đối với những đội viên dự bị mà nói có lẽ đó là một cơ hội tốt. Không trải qua các cuộc chiến đấu tàn khốc, bọn họ làm sao có thể lớn lên được. Cho dù là hy sinh, cũng là vì đất nước mà hy sinh thôi. Bọn họ đáng giá đấy chứ. Thủ trưởng Cung, càng ngày ông càng có phần thấy không phải đúng không? Diệp Phàm nói. Ôi, tôi hiểu rồi, có phải anh muốn nói càng ngày tôi càng sống nhát gan không? Hiện trạng của tổ đúng là như vậy, nếu một lần chiến đấu mà tổn thất vài đội viên, anh nói xem, mấy chục người kia của tổ chúng ta sẽ chống lại gây sức ép. Cho nên, mỗi một đồng chí của tổ chúng ta đều là bảo bối, không thể bị thương cũng không thể để tổn hại được. Cung Khai Hà thở dài, giọng điệu đầy vẻ buồn bực. Nếu không thể để bị thương chẳng lẽ suốt đời phải bảo vệ bọn họ, vậy bọn họ mãi mãi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành được. Thủ trưởng Cung, tôi cảm thấy không thể làm như vậy được. Nếu muốn tổ đặc nhiệm A càng ngày càng vững mạnh, chúng ta phải hy sinh mới được. Vật đua trời lựa, người thích hợp thì sẽ sinh tồn, nếu bọn họ bị loại trước tiên, điều đó chứng tỏ bọn họ không có khả năng thích ứng với đặc thù hoàn cảnh của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Các đồng chí như vậy càng sớm bị loại càng tốt, bằng không, vẫn phải bảo vệ bọn họ. Đến lúc có chuyện quốc gia đại sự cần đến bọn họ xuất binh thì lúc ra trận sẽ thiếu kinh nghiệm tạo thành khe hở lớn, lúc đó thì đã quá muộn. Thủ trưởng Cung, đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành người có tội với quốc gia. Diệp Phàm đang khuyên Cung Khai Hà. Ôi, anh nói rất có lý. Tôi nghe lời anh, những người đó sẽ giao cho anh. Tổn thương vài chỗ tôi cũng không để ý tới. Chỉ cần có thể bồi dưỡng đội viên dự bị trưởng thành, thì tôi thỏa mãn rồi. Tôi chờ anh báo tin vui đó. Cung Khai Hà nói xong liền đặt điện thoại xuống luôn. Quái, dường như tôi cảm thấy bị trúng kế. Chẳng lẽ đồng chí Cung đã chơi bài tình cảm? Đúng rồi, nhất định là lão già này, ông ta dùng bài tình cảm để thuyết phục mình. Mình đúng là quá to mồm. Thật sự việc này sẽ làm cho mình gặp phiền toái. Diệp Phàm nói có chút buồn bực. Muốn tát vào mồm mình một cái thật mạnh. Thằng nhóc con này, dù cậu có thông minh đến mấy cũng chỉ là con cừu nhỏ, làm sao có thể đấu lại người sói già như chúng ta chứ? Sau khi đặt điện thoại xuống, Cung Khai Hà nói thầm một câu. Tuy nhiên Lý Khiếu Phong ngồi cạnh lại nghe thấy được, tuy nhiên không hiểu gì nhìn ông ta hỏi. Anh Cung, anh vừa nói gì đó? Con cừu nhỏ rồi lão làng cái gì? Ai là con cừu nhỏ, ai là sói già? Ha ha, anh Lý, anh nói xem. Trên mặt Cung Khai Hà giấu điệu cười quỷ dị. Đúng rồi, chắc là đồng chí Diệp Phàm bị anh biến thành con dê để đùa giỡn rồi. Lão Lý đảo mắt, thở dài, nói. Anh chính là con sói, lão lang. Chỉ cần có thể khiến cho tổ đặc nhiệm A lớn mạnh hơn. Sói gì thì sói già, anh có gọi tôi là sói ác cũng không sao. Cung Khai Hà cười nói. Nếu Trương Cường không bình phục được thì thật là đáng tiếc. Lại mất đi một đội viên có kinh nghiệm. Thân thủ lại đạt đến lục đẳng. Đáng tiếc thật. Lý Khiêu Phong đau lòng nói. Chu Đồng cũng đã đạt đến cấp cao nhất của ngũ đẳng, mất đi một Trương Cường nhưng lại có thêm một người trẻ tuổi như Chu Đồng. Chúng ta cũng không đến nỗi thiếu hụt cho lắm. Chỉ có điều, hy vọng rằng bọn Diệp Phàm có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ để trở về. Mấy đội viên dự bị cũng được rèn luyện một chút. Bằng không, ở lại tổng bộ cũng chẳng có tác dụng gì.
đội viên chân chính đều phải được tôi luyện trong máu và lửa mới trưởng thành được. Vẻ mặt Cung Khai Hà nghiêm túc, liếc mắt nhìn Lão Lý một cái, nói. Thực ra, Diệp Phàm sớm có ý định muốn sắp xếp Trương Cường vào trong quân đội. Chẳng qua là vẫn chưa tìm được cơ hội thôi. Lần này, có lẽ, Diệp Phàm sẽ cho Trương Cường được rời khỏi tổ đặc nhiệm A. Ôi! Đúng rồi, chuyện xấu lại hóa ra chuyện tốt, Trương Cường cũng đã làm không ít chuyện cho tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa, chuyện lần trước chúng ta xử lý vẫn chưa được, đối với Trương Cường mà nói là rất không công bằng. Mấy năm trôi qua, Trương Cường luôn luôn giữ vai phụ trong mọi công việc, cũng nên để anh ta trở lại quân đội làm chút việc chính sự. Tuy nhiên, không biết Diệp Phàm định thế nào? Lý Khiếu Phong hỏi. Cậu ta đã nhìn chúng căn cứ hải quân thành phố Phổ Hải. Cung Khai Hà nói. Việc này rất khó khăn, tuy nhiên, anh ta gây sức ép sao? Nếu có thể cho Trương Cường một cấp bậc cũng là một việc tốt. Tuy nhiên, anh Cung, trong chuyện này anh nên là người quyết định. Dù sao Trương Cường cũng bị thương vì quốc gia, chúng ta không thể để các đội viên đều không thỏa lòng được. Vẻ mặt Lý Khiếu Phong nghiêm túc nói. Tôi nghe Diệp Phàm nói qua rồi, thành phố Phổ Hải là căn cứ hải quân đặc biệt, vừa gần thủ đô vừa gần thành phố Tân Môn. Tư lệnh viên của căn cứ này là cấp sư đoàn trưởng, cần người có cấp bậc thiếu tướng đảm nhiệm. Tuy nhiên, Trương Cường mới chỉ giữ chức đại tá. Đương nhiên, lần này Trương Cường lập được công, việc thay đổi quân hàm là có thể tính toán. Hơn nữa, quốc gia có chính sách riêng cho tổ đặc nhiệm A. Tổ viên tổ đặc nhiệm A chuyển sang bộ đội bình thường chẳng những cấp bậc không bị giáng xuống, ngược lại còn được lên một bậc, cũng không phải là tất cả đều được như vậy là do tổ đặc nhiệm A chúng ta quyết định thôi. Chỉ có điều, đề cử tư lệnh viên là do ban chấp hành quân giới đề nghị. Ít nhất phải được ba ủy viên đề cử mới được. Trong ba người thì đã có tôi là một, cũng không cần lo lắng lắm. Tôi cũng đã nói qua với Diệp Phàm rồi, bảo cậu ta tìm hai người khác cùng đề cử. Một khi đã đề cử, hy vọng đạt được là rất lớn. Cung Khai Hà nói. Ha ha, Diệp Phàm à Diệp Phàm, không hiểu cậu có tìm được hai người nữa không? Thật sự nếu cậu ta không tìm được tôi có thể vì cậu ta mà tìm. Đột nhiên Lý Khiếu Phong cười khan hai tiếng. Anh Lý, tốt nhất anh không nên ra mặt, dù sao trước kia anh cũng đã từng ở tổ đặc nhiệm A, hơn nữa lại là quân át chủ bài. Nếu tôi lại ra mặt nữa, bọn họ sẽ bàn tán linh tinh đó. Cho rằng tổ đặc nhiệm A chúng ta bao che cho đồng chí của mình, có phải lại muốn can thiệp vào công việc của quân đội và vân vân hay không? Trương Cường vì đất nước mà bị thương, tôi sẽ nói đầy đủ các lý do đó ra. Những việc khác sẽ do đồng chí Diệp Phàm làm. Nói đến đây, Cung Khai Hà liếc mắt nhìn vẻ mặt sửng sốt của Lý Khiếu Phong, cười nói. Thật ra thì, anh Lý, chẳng lẽ anh còn chưa tin vào năng lực của đồng chí Diệp Phàm? Cũng có thể, chẳng nhẽ cậu nhóc này lại không tìm được hai ủy viên, vậy cậu ta đúng là nên tự mình giải quyết đi thôi. Lý Khiếu Phong huýt sáo, từng ngón tay gõ theo nhịp, thoải mái mỉm cười. Đến gần tối, Mã Hán đưa đội viên dự bị đến chỗ Diệp Phàm. Đội quân của Mã Hán gồm có 4 đội viên dự bị, tên từng người là Trương Đình, Dương Hiểu, Điền Tuyết, Cái Hồng. Lại còn có 2 người là nữ giới. Đương nhiên, tất cả mọi người vào tổ đặc nhiệm A đều phải tiêm loại nước thuốc để cơ co rút khiến cho gương mặt của họ tạm thời bị biến dạng. Cho nên, diện mạo thật sự của mọi người thế nào Diệp Phàm cũng không rõ lắm. Nội công của bọn họ như thế nào? Diệp Phàm hỏi Mã Hán. Tất cả đều là tam đẳng. Trình độ vẫn chưa đạt để xếp vào làm đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Mã Hán nói, nhiệm vụ của đội viên dự bị chính là canh gác ở bên ngoài, thật ra là giúp đỡ các đội viên chính thức khi họ cần. Tất cả các đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, có hơn một nửa đều phải trải qua giai đoạn này. Muốn trở thành đội viên chính thức, là phải vượt qua muôn ngàn thử thách đấy. Phải vượt qua các nhiệm vụ tàn khốc nhất. Mọi người nói xem. Fournier nói có phải là thật hay không? Sau khi trở lại phòng, Diệp Phàm hỏi. Fournier nói 3 chữ này, Sùng Minh Tiểu, rốt cuộc có nghĩa là gì? Trong sách có ghi đó là địa danh, Tiểu Triệu, cậu điều tra thêm xem, có nơi nào là Sùng Minh Tiểu, không? Thiên Thông hỏi. Lúc trước Diệp Phàm có giao phó việc này, tôi dép cho Suanafa đi điều tra. Không có địa phương nào là Sùng Minh Tiểu cả. Triệu Thanh Ngọc nói. Quái, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Đây không phải tên địa danh, cho nên, cha không được. Lam Tồn Quân ấp úng nói chen vào.
Mọi người suy nghĩ một chút đi, có thể là Fournier nói chưa hết câu thì đã chết rồi. Chúng ta có thể tìm chữ đứng đằng sau ba chữ, Sùng Minh Tiểu, ví dụ như, Sùng Minh Tiểu Hạ, Sùng Minh Cư Xá, rồi từ từ tìm xem có địa danh nào như thế không. Có thể hỏi Suanafa trong các địa danh nào có ba chữ đó không? Diệp Phàm nói. Rất có lý đấy. Vương Nhân Bàng gật gật đầu. Mấy người lại bận rộn một hồi, cuối cùng Suanafa cung cấp một nơi có liên quan đến ba chữ đó, gọi là tiểu học Sùng Minh, còn tiểu khu Sùng Minh hay sông Sùng Minh và vân vân đều không có. Việc này cũng thật là kỳ lạ, không ngờ Tam Độc Giáo lại xây dựng phân đường ở trong trường tiểu học Sùng Minh. Đây là lẽ gì thế? Căn bản Thiên Thông cũng không tin, liên tục lắc đầu. Anh nói là không thể, nhưng thực ra lại có thể. Nói không chừng, đến hố bẫy thạch bảo lũy mà Tam Độc Giáo còn có thể thiết kế ra, bọn họ có chuyện gì không làm được. Huống chi xây dựng phân đường ở trong trường tiểu học, việc này, chắc chắn có đánh chết mọi người cũng khó có thể tin. Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn Triệu Thanh Ngọc một cái, hỏi. Đã tra rõ ràng tình hình trường tiểu học Sùng Minh chưa? Đã kiểm tra xong, trường tiểu học Sùng Minh xây dựng ở vùng ngoại ô ở phía nam của thành phố Pazan. Cách nội thành tương đối xa, thật ra là nằm trên huyện khác rồi. Trường tiểu học dựa vào núi được xây dựng ở giữa một sườn núi, diện tích cũng không lớn. Tổng diện tích hơn 100 mét vuông, có tất cả 8 lớp và mười mấy thầy cô giáo. Có một tòa 2 tầng, tầng 1 là phòng học. Tầng 2 là văn phòng và là chỗ ở của giáo viên. Mặt bên còn có một phòng bếp, nghe Suanafa nói trường tiểu học không có điểm gì đáng chú ý, chắc có lẽ không phải là phân đường của Tam Độc Giáo. Bởi vì điều kiện căn bản cũng không có gì, đến bây giờ trường tiểu học còn không có đường to vào, chỉ có một con đường đá dọc theo dãy cây. Triệu Thanh Ngọc lấy bản vẽ ra khoa tay mua chân chỉ trỏ một lúc nói. Không giống phân đường cho lắm. Một hố bẫy người ta đã có tới 50 đến 60 người. Phần đường này thì chứa được mấy người. Để ý thì có chút vô lý. Hơn nữa, trường tiểu học kia như thế là nhỏ, bình thường còn không có nơi để huấn luyện, phỏng chừng ở đây cũng tương đối nghèo. Tam Độc Giáo có tiền, các phần tử nòng cốt làm sao có thể đồng ý ở nơi lụi bại thế này. Vương Nhân Bàng tỏ ra nghi ngờ không hiểu nổi. Cho dù là không phải, cũng đi xem cái đã. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Diệp Phàm khoát tay. Không thể đi vào ban ngày được, để tránh bị bọn họ phát hiện. Triệu Thanh Ngọc nói. Cho nên, ban ngày tất cả mọi người nghỉ ngơi sửa sang lại vũ khí sắp xếp những vật dụng thiết yếu. 12 giờ đêm, đám người của Diệp Phàm lặng lẽ tới trường tiểu học Sùng Minh. Bởi vì lần này có thêm vài đội viên dự bị, cho nên, Diệp Phàm sắp xếp Mã Hán dẫn theo họ trú đóng ở dưới chân núi. Tất cả đều ngụy trang toàn thân mai phục trong bụi cây trong rừng. Với lại, giới hạn trong phạm vi, để tránh việc như đêm qua các phần tử của Tam Độc Giáo bỗng nhiên đánh tới, không có khả năng cảnh báo. Thật ra, người của tổ đặc nhiệm A tuy nói là không nhiều. Nhưng, bộ đội ở bên ngoài làm việc lặt vặt thì không ít. Giống như ở nước Lào, cũng không có đội viên chính thức của tổ A nào đóng quân, nhưng tổ đặc nhiệm A có thể tuyển được số người nhất định. Bỏ tiền thuê bọn họ thu thập tài liệu tình báo liên quan. Chương 2409, ý tưởng này chán quá. Ví dụ, giống nhiệm vụ thực hiện lần này, đương nhiên bỏ ra một khoản tiền là giải quyết xong việc. Thật ra Suanafa không phải là thành viên của tổ đặc nhiệm A. Quái, camera này hiện đại thế mà mãi cũng không nhìn thấy người nào của Tam Độc Giáo. Người đứng canh gác cũng không có, không giống tác phong của Tam Độc Giáo. Chẳng lẽ đây thật sự là một trường tiểu học nông thôn bình thường? Diệp Phàm có chút buồn bực, nhỏ giọng nói với Vương Nhân Bàng ngồi ngay bên cạnh. Đúng vậy, tôi dùng kính nhìn ban đêm mà mãi không phát hiện ra điều gì. Xem chừng là không có. Tuy nhiên, có thể bọn họ hoạt động rất bí ẩn, camera giấu ở chỗ nào chúng ta rất khó phát hiện ra trong lúc này. Vương Nhân Bàng nói, Suanafa lúc sáng có cho người tới đây một lần. Cũng không phát hiện ra camera hay người canh gác gì cả. Toa Na phát nhận định đây chỉ là một trường tiểu học bình thường, trường tiểu học này không có gì khác biệt so với các trường ở địa phương. Triệu Thanh Ngọc nói, càng bình thường càng có vấn đề đó, bởi vì trước khi chết Fournier đã nói ra ba chữ này cuối cùng. Nếu thật sự là ở đây, thì độ nguy hiểm của chỗ này so với các nơi khác là cao hơn rất nhiều. Diệp Phàm nói, nhìn đồng hồ,
Diệp Phàm ra hiệu cho Vương Nhân Bàng cùng mình tiếp tục đi thăm dò. Hai người cùng nằm sấp xuống như con giun bò trên bụi cỏ. Chỉ cách trường tiểu học Sùng Minh hơn 100 mét đột nhiên Diệp Phàm dừng lại không nhúc nhích. Vương Nhân Bàng ở phía sau hơn 10 thước cũng khẩn trương dừng lại, mở to mắt nhìn trường tiểu học Sùng Minh. Nhân Bàng, có chút lạ lùng. Theo lý mà nói mùa đông các loài rắn đều phải ngủ đông mới đúng. Nhưng không hiểu sao ở trong bụi cỏ phía trước có rất nhiều rắn. Hình như đều là rắn độc, từng con một dường như đang di chuyển rất nhanh, phát ra âm thanh sột soạt. Diệp Phàm dùng bộ đàm nói chuyện với Vương Nhân Bàng. Ngay sau đó, Vương Nhân Bàng cũng bò lên phía trước. Hai người dùng dụng cụ hồng ngoại ban đêm quan sát kỹ càng. Một lúc sau, Vương Nhân Bàng quay lại nói. Không chỉ có rắn đâu mà còn có rất nhiều bọ cạp, rết, toàn là những loài có độc tính rất cao. Xem ra, chúng ta đã tìm đúng rồi. Xung quanh một ngôi trường tiểu học có rất nhiều điều thật là quỷ dị. Bọn họ để chúng ở đây làm gì? Điều này cũng không thể uy hiếp được chúng ta. Diệp Phàm nói. Có thể bọn họ dùng cách này để canh gác, chúng ta chỉ cần bò qua đó sẽ bị chúng nó phát hiện. Bọn họ có một mạng lưới liên lạc với những loài côn trùng độc, rắn độc này. Ở đây có động tĩnh, các phần tử tam độc giáo trong trường tiểu học có thể cảm giác được. Thường thì mọi người tới đây đều xem nhẹ không để ý tới điều này. Mà đợi anh tới đây, họ đã sớm đợi để tiến anh tới cửa chết rồi. Vương Nhân Bàng đưa ra nhận xét của mình. Chúng ta trực tiếp bay lên để vào bên trong xem sao, xem bọn họ làm thế nào phát hiện chúng ta. Diệp Phàm vừa nhìn vào trường tiểu học vừa nói. Anh nói là chọn biện pháp hôm qua để vào trong đó sao? Vương Nhân Bàng hỏi. Đúng vậy, cách này nguy hiểm nhưng có thể thu được kết quả đấy. Chúng ta sẽ dùng dây thừng để đi qua đó. Căn bản cũng không làm kinh động đến bọn bò sát trong bụi cỏ kia. Diệp Phàm nói. Vậy thử xem sao. Vương Nhân Bàng nói. Vương Nhân Bàng ở lại bên này tiếp tục theo dõi. Diệp Phàm lặng lẽ tiến tới gần các cây cổ thụ xung quanh trường tiểu học. Tuy nhiên, Diệp Phàm đang định trèo lên liền nhìn lên phía trên. Lập tức ngây ra. Bởi vì, trên cây cũng có hai con rắn ở đó trông coi. Má ơi, ở đây cũng có. Diệp Phàm nói thầm một câu, cẩn thận trèo lên một vòng kiểm tra xung quanh trường học. Phát hiện tất cả các cây đại thụ và trong bụi cỏ cách trường học 100 mét đều có bóng dáng của bọn rắn. Vương Nhân Bàng cũng lui lại. Mấy người tiếp cận nơi này khó khăn rồi. Bọn người của Tam Độc Giáo thật sự là ma quỷ, dùng những côn trùng có độc này xung quanh trường học thay cho camera. Xem ra chúng ta chỉ cần chạm tới những con côn trùng độc mật thám này, bọn chúng sẽ phát ra tín hiệu gì đó với người quản lý chúng ở bên trong trường. Ví dụ như tiếng kêu, tiếng động hay cái gì. Chúng ta muốn không lộ thanh sắc, như vậy rất khó khăn. Sắc mặt Triệu Thanh Ngọc cũng có chút khó coi. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Đừng nhìn tôi cách đó khoảng 120 mét, đây đã là cực hạn. Vừa rồi tôi đi một vòng quanh trường học. Phát hiện phạm vi canh giữ của những con côn trùng độc này là khoảng 150 mét. Nếu xét theo khả năng trượt đi của chúng ta, không đến được trường tiểu học lập tức sẽ bị rơi xuống tường vây bên ngoài trường học. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói như vậy thật đúng là dê rơi miệng cọp rồi, không được đâu. Thiên Thông lắc đầu luôn. Muốn làm mất những con côn trùng độc này cũng không phải khó, mấu chốt vấn đề là lần này chúng ta tới đây để cứu người. Nếu có thể không làm kinh động đến đối phương mà vẫn cứu được Chu Phương Tinh ra mới là thượng sách. Hơn nữa, Chu Phương Tinh có bị giấu ở trong phân đường hay không cũng khó nói. Diệp Phàm nói. Mọi người nhất thời người này nhìn người kia, không có chủ ý gì. Mẹ nó chẳng nhẽ lại dùng chuông của lão tử đến đập chết chúng nó cho xong đi. Thiên Thông không nhịn được nữa, lẩm bẩm nói. Chuông, Tiểu Thiên, có phải chuông có khả năng công kích sóng âm không? Diệp Phàm quay đầu lại hỏi Thiên Thông. Đúng rồi, chuông đúng là tuyệt đỉnh. Khả năng lớn nhất chính là công kích sóng âm. Không phải lần đó anh đã được lĩnh giáo rồi sao? Có thể làm cho cao thủ bát đẳng cũng ngất đi. Đúng rồi, không phải anh bảo tôi đi làm cho bọn côn trùng độc choáng đấy chứ? Thiên Thông liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên hỏi. Ha ha, có thể làm chấn động người càng có thể làm chấn động bọn côn trùng độc rồi. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Không được, người và côn trùng độc làm sao giống nhau được. Chúng nó là động vật máu lạnh mà, sao có thể nghe và hiểu được tiếng chuông của tôi. Thiên Thông xua tay. Không thử làm sao có cậu có thể biết được chứ.
Chúng ta lấy độc trị độc, lợi dụng chuông của đồng chí Thiên Thông sai khiến bọn rắn cùng côn trùng độc quay ngược lại công kích chính người của bọn chúng. Tất cả bọn chúng quay lại trường học cắn loạn lên có phải vui không? Lam Tồn Quân cười khan một tiếng, thằng này đúng là ôi không chịu được. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Thiên Thông bất đắc dĩ nói. Vậy thử xem, được hay không tôi không dám cam đoan. Huống chi, côn trùng độc này là do Tam Độc Giáo nuôi dạy, chỉ có bọn họ mới có thể sai khiến được. Tôi cũng không hiểu phải sai khiến chúng thế nào. Đừng nói lời vô nghĩa thế. Lam Tồn Quân bất mãn hừ nói. Chỉ có thể như vậy, Thiên Thông thử một lần đi, nếu có hiệu quả sẽ nói tiếp. Nếu đám côn trùng độc công tiến trường học, chắc chắn bọn họ sẽ đại loạn. Cho đến lúc đó, người của bọn chúng tất sẽ phải ra ngoài điều tra tìm nguyên nhân. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dễ dàng tiến vào. Nếu để lộ nội tình, chúng ta phải nhanh chóng tiến vào thật nhanh. Lấy việc cứu người là việc chính, tốt nhất là có thể bắt vài người sống, chú ý nhất là phải bắt bọn họ mang độc dược ra. Bằng không, chắc chắn bọn họ sẽ không sống quá nửa giờ đồng hồ, bọn họ mà chết coi như chúng ta làm không công rồi. Diệp Phàm giải thích. Sau khi Tiểu Thiên điều tiết nội tức xong, chuông bắt đầu rung. Diệp Phàm và mọi người sớm tản ra đến nơi có cây cối quan sát. Với đôi mắt ưng, Diệp Phàm thấy, dưới sự kích thích của chuông, quả nhiên bọn rắn độc có chút động tĩnh. Lúc đầu Vương Xà với đôi mắt rất to vừa nghe thấy tiếng chuông liền dựng cổ lên. Về sau, dưới sự kích thích từ chuông của Thiên Thông, Vương Xà bắt đầu có chút bất an đong đưa cổ. Mồm cũng lúc mở lúc khép dường như thấy rất chán ngán. Gia tăng nội lực đẩy vào chuông, hình như có chút hiệu quả. Hơn nữa, anh hướng về phía tiếng chuông phát ra, xem có thể khiến nhóm côn trùng độc này đánh hướng vào trường học không. Diệp Phàm và Thiên Thông nói. Mẹ nó, mệt mỏi thật, nếu sớm biết thì đã truyền cách này cho anh, để anh tự mình làm, có phải tôi đã nhàn thân không? Thiên Thông bực tức nói qua bộ đàm, bắt đầu phát ra sóng âm công kích. Quả nhiên, có tác dụng rất lớn. Vương Xà giống như ăn phải thuốc lắc đang điên cuồng đong đưa đầu. Vặn vẹo cái đuôi giống như là đang khiêu vũ. Cùng với sự vặn vẹo của Vương Xà, cách đó không xa, đám rắn độc nhỏ cũng bắt đầu múa, ở trong bụi phát ra tiếng động lạp lạp. Trong bụi cỏ và trên các cây giống như đang tổ chức vũ điệu xà trùng, bọn chúng đều đang điên cuồng uốn khúc. Vũ điệu điên cuồng của xà kim, ha ha. Trong lòng Diệp Phàm thầm kêu một tiếng tốt tốt. Quả nhiên có động tĩnh rồi. Cửa chính của trường học mở ra két kẹt. Một người nhô đầu ra nhìn, chiếu đèn pin khắp nơi sau đó lại rụt trở về. Không lâu sau, không ngờ trong trường vang lên tiếng sáo. Thanh âm vô cùng sắc nhọn, vũ điệu điên cuồng của đám côn trùng độc dường như lắng xuống một chút. Không ngờ tốc độ của vũ điệu điên cuồng chậm lại. Không được rồi, chắc là cao thủ đuổi côn trùng độc dùng sáo trúc chỉ huy bọn chúng rồi. Diệp Phàm nói thầm một câu. Nhắn Thiên Thông giữ vững nhịp. Không chổng nổi, tôi sắp hết sức rồi, đuổi rắn so với kích thích rắn còn khó hơn. Bọn bò sát này chưa hiểu được sóng âm. Thiên Thông quát lên trong bộ đàm. Sóng âm. Diệp Phàm ấp úng, đột nhiên cơ thể chấn động, nếu chuông có thể phát ra sóng âm, còn hóa âm mê thuật của mình cũng có thể dồn sóng âm thành một sợi dây nhỏ từ miệng phát ra để công kích. Nếu có kết hợp hóa âm mê thuật với kiếm thuật của can tướng. Sóng âm là do nội thức dung hợp, nếu sau khi mở miệng, dùng thuật khống chế kiếm thao túng công kích đám côn trùng độc chẳng phải là rất hoàn mỹ sao? Diệp Phàm nghĩ là làm, biến nội thức thành sóng âm theo miệng truyền ra. Lợi dụng thuật khống chế kiếm để dồn sóng âm thành một thanh kiếm đâm hướng về phía Vương Xà. Lúc tốc độ chậm dần, đột nhiên đầu Vương Xà đâm mạnh vào mấy con rắn hổ mang bên cạnh. Trong chốc lát đã điên cuồng lên, Diệp Phàm tăng nội thức để kích thích nhiều hơn. Kinh ngạc thấy Vương Xà hình như không chịu nổi, lại điên lên rồi. Cắn một cái vào con rắn bên cạnh. Cứ như vậy, những con rắn bên cạnh sợ tới mức chạy về phía trường học để trốn. Trong quá trình chạy trốn, không ngờ bò gặp và rết loạn lên cắn nhau. Vài chục con rết vây Vương Xà cắn. Lập tức, toàn bộ náo loạn. Trong lòng Diệp Phàm kêu to sảng khoái, tăng cường lực độ công kích. Vương Xà liều mình cắn loạn xạ, không ngờ mấy con rết bị nó nuốt vào bụng. Bắt đầu loạn chiến rồi. Rết, bò cạp độc và rắn độc liên hợp lại với nhau tạo thành một đoàn. Toàn bộ chúng bò về hướng trường học. Không lâu sau, tất cả chúng đều loạn thành một bầy, toàn bộ tiến về hướng trường học. Lập tức trong trường học có tiếng người kinh hô nói.
Sao lại thế này, sao lại quay lại cắn chúng ta? Anh Tô, toàn bộ côn trùng độc của anh bị điên rồi có phải không? Chương 2410, kết thúc. Vào trong đi. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, không ngừng nói, cùng thiên thông vây quanh mặt sau trường học. Lúc này trong trường học chắc tất cả mọi người còn đang cố gắng xử lý bọn côn trùng độc đang náo động, tự lo cho bản thân còn chưa xong. Diệp Phàm tung ra sợi dây, tất cả mọi người đều trượt tới rất thuận lợi. Trong trường học đúng thật là rất náo nhiệt, có mấy người bị bọn rắn độc, trùng độc đuổi đến nhảy kêu loạn lên. Bọn họ muốn động thủ đập chết rắn độc, trùng độc, nhưng một lão già thổi sáo không chịu để cho mọi người đập rắn và trùng độc của ông ta. Giết hết đi, anh Tô, rắn độc và trùng độc của anh bị điên hết rồi, không giết không được. Lúc này, một giọng nói rất tức giận từ trong bếp truyền đến mọi nơi. Nội công thật là cao, thực lực chắc chắn phải đạt đến cửu đẳng. Diệp Phàm thầm kêu một tiếng, báo cho mọi người chú ý ở trong phòng bếp. Quái, cao thủ trốn trong phòng bếp làm gì? Hay là thích trộm đồ ăn? Vương Nhân Bàng thầm thì nói. Không phải là trong phòng bếp có điều gì bí mật chứ? Diệp Phàm nói. Cũng có thể, anh xem, phòng bếp này được xây dựng dựa vào vách núi. Hay là có động trong vách núi? Mà trong động mới chính là căn cứ chính của Tam Độc Giáo. Lam Tồn Quân nói. Có tiếng xèo xèo rất nhanh rất nhanh. Mấy người ở trong trường bắt đầu đập rắn và trùng độc rồi, lão già thổi sáo gấp đến độ dẫm chân lên nhau, nhưng lại không dám ngăn cản. Phòng trưng, người trong phòng bếp có địa vị rất lớn. Tiểu Thiên, chúng ta cùng nhau phát lực, hướng đám côn trùng độc vào phòng bếp, ép tên kia phải ra ngoài. Diệp Phàm nói. Được. Cũng thú vị đấy. Không ngờ đồng chí Thiên Thông thích thú tiến lên, bắt đầu dùng hết khí lực để nghịch chuông. Diệp Phàm lại càng dốc sức, dùng toàn bộ nội khí sóng âm dưới tác dụng của thuật khống chế kiếm, đánh hướng về phía bọn rắn. Quả nhiên, Vương Xà dẫn đầu, toàn bộ rắn độc đều tiến vào tấn công phòng bếp. Xuất sinh! Người ở bên trong kêu lên một tiếng, đột nhiên một người mặc áo đen từ trong bếp lộ ra. Một cái tát đánh về phía Vương Xà. Ông chủ! Ra tay nể tình, Vương Xà của tôi. Lão già thổi sáo kêu thảm thiết một tiếng, thấy con rắn hổ mang Vương Xà biến thành một đống mục nát hỗn độn dưới bàn tay của ông chủ. Độc trưởng, nội tức của người này phát ra đều là màu đen, nhất định là dùng độc rắn độc trùng tôi luyện thành độc trưởng. Mọi người phải cẩn thận, chắc chắn là rất lợi hại. Mọi người nhìn thấy rồi đó, chỉ cần một trưởng mà ông ta đã giết chết vài chục con rắn và độc trùng. Hơn nữa, dường như tất cả đều mục nát ra như vậy. Diệp Phàm thận trọng giải thích, mọi người khẩn trương đeo mặt nạ phòng độc vào. Xuất hiện đi, chúng tôi sẽ tiếp đón, núp trong bóng tối thế còn gọi gì là anh hùng nữa chứ? Người áo đen quay bốn phía hô. Trường lực của ông rất tốt. Vương Nhân Bàng dùng tiếng lào hô một tiếng, cùng Diệp Phàm nhảy lên trên mái hành lang của phòng. Dựa lưng vào tường gạch từ trên cao nhìn xuống bóng đen cao lớn kia. Các anh biết đuổi côn trùng độc, không bình thường chút nào. Có phải các anh là ngũ độc giáo không? Có phải là lão già cung thu gọi các anh tới đây không? Hồng ý tôi cũng biết cả rồi. Các anh vẫn không buông tha cho chúng tôi. Các anh coi tam độc giáo chúng tôi là đống bùn nhão có phải hay không? Nước Lào này, là địa bàn của chúng tôi. Hôm nay, người của các anh, một người cũng đừng hòng mong trở về được. Không ngờ Hồng ý nói tiếng phổ thông, lớn tiếng kêu lên. Báo cáo ông chủ, đêm qua chúng ta bị ném đá khẳng định là do bọn họ làm. Căn bản những người này muốn lấy mạng của chúng ta, nên vẫn chưa đi, chúng ta hãy quyết chiến với bọn ngũ độc giáo này đi. Lão Tô quản rắn đặt cây sáo xuống, vẻ mặt tức giận kêu lên. Đúng, phải quyết một trận tử chiến mới được. Vài người khác cũng giơ nắm đấm kêu lên. Trước tiên hãy xử lý bọn ngũ độc giáo này rồi tính sau, báo thù cho các anh em của Thạch Lũy. Hồng ý tôi muốn cho lão già cung thu kia nhìn thấy. Ngũ độc giáo thì đã sao chứ, bố mày sẽ tiêu diệt hết các người. Hồng ý hô một tiếng, đột nhiên bước đi cả nhắc, bay lên khoảng chừng 4 mét. Đến đúng mép hành lang. Thì ra bọn họ chính là nhóm lính đào ngũ trốn ra nước ngoài, muốn diệt ngũ độc giáo chúng ta, cứ nằm mơ đi. Diệp Phàm nói theo, vẻ mặt có vẻ khinh thường, tuy nói là đã đội mặt nạ bảo vệ phòng độc, nhưng vẫn có thể bị trúng độc. Các anh em, Hồng ý tôi không dám nói là vô địch thủ trên đất nước Lào. Chí ít, ở nước Lào, cũng không thể xuất hiện hơn 5 người như thế.
hôm nay bố mày sẽ cho chúng mày hiểu được cái gọi là lão tôn. Rõ ràng Hồng Ý bị chọc giận, bổ một trường thẳng về hướng Diệp Phàm. Những người ở phía dưới giao cho mọi người, bảo Thiên Thông xuống phòng bếp xem tình hình. Phải mở rộng phạm vi phòng hộ bên ngoài một chút, đề phòng tình huống đột phát. Diệp Phàm nói với Vương Nhân Bàng. Hắn nhanh chóng xuất trưởng, khai bi chi thủ trực đảo Hoàng Long, xuất một trưởng hướng vào ngực Hồng Ý. Lúc xuất trưởng ra, hai điểm ảnh lóe lên nhằm thẳng hướng Hồng Ý để đâm, đương nhiên là phi đao của Diệp Phàm rồi. Ám khí chẳng là cái đếch gì. Lão già hừ một tiếng, trên tay lộ ra một hắc khí sát lạnh có mùi khai thối bổ thẳng về phía Diệp Phàm. Đương nhiên Diệp Phàm không thể đối phó với hắc khí kia. Mặc dù có mặt nạ phòng độc bảo vệ cũng không được. Hắn nghiêng người, ra một trưởng khai bi bổ vào cột gạch của hành lang. Rồi một tiếng vang thật lớn. Độc trưởng của Hồng Ý cũng tới rồi. Diệp Phàm phát hiện ra, sau khi gạch đỏ gặp phải khí độc không ngờ bị sùi lên như gặp axit sulfuric. Lập tức các viên gạch đều nát vụn ra. Thật là lợi hại, nếu bắn lên người chắc cũng đều mục nát hết. Diệp Phàm cảm thấy rùng mình, đá một cước vào cột gạch. Một tiếng nổ vang lên, cùng với tiếng gào thét giận dữ, lão già kia ông muốn làm gì, không ngờ cột gạch ngoài hành lang bị gãy lại khiến cho tầng 2 ầm ầm sụp xuống. Lập tức trên trời đầy bụi gạch. Nhân cơ hội đó Diệp Phàm sử dụng hổ ưng công, tung người bay lên không trung chuyển đến phía trước. Hồng Ý vừa ló đầu ra, Diệp Phàm hung hăng một cước. Bá sát một tiếng, cả người Hồng Ý giống như phát pháo bắn ra trên bãi tập. Rơi xuống hố to cách phương viên ba thước. Ông chủ! Lúc này, từ phòng bếp đột nhiên xông ta mấy người mặc quần áo đen tay cầm đao côn. Một đám người không sợ chết công kích về phía đồng chí Thiên Thông. Đánh rất hay. Thiên Thông dùng cả tay chân, cầm một cây thiết côn chém loạn lên. Còn Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân thì đánh nhau với mấy người trung niên đuổi rắn lúc trước. Tình cờ còn đạp chết được một con rắn độc. Chu Đồng xuống, phối hợp với Lam Tồn Quân dọn dẹp người trên bãi tập. Còn hai người Vương Nhân Bàng và Thiên Thông hợp lực với nhau tấn công người ở trong phòng bếp. Diệp Phàm lại ra một cước rất mạnh vào Hồng Ý đang trong hầm. Ầm! Một âm thanh vang lên, trong chiếc áo rộng thùng thình của Hồng Ý đột nhiên bay ra một vật gì đen đen giống như dạng than hòn. Tránh mau ra! Diệp Phàm, Thiên Thông và Vương Nhân Bàng đều kêu lên, nhất định đó là độc dược rồi. Diệp Phàm cảm thấy mùi vị của chất độc. Hai người còn nhanh hơn so với thỏ, lập tức đã đến bên cạnh, cách đó hơn 10 mét. Còn Diệp Phàm cũng không chậm, sử dụng thuật khống chế kiếm, cùng với nội công vô thanh, tới trước mặt hắc cầu, làm trạch hướng hắc cầu đang bay về phía mình, bởi vì Diệp Phàm sử dụng thủy công của sư phụ Vương Nam Lăng Hầu. Lập tức hơi nước tụ lại ở trên hắc cầu, quả hắc cầu và thủy cầu đi theo hai hướng ngược nhau vào bên trong phòng bếp và ra ngoài. Vừa lúc đó, Hồng Ý từ trong hầm chui ra, nhìn, vừa thấy vậy sợ tới mức hét lớn. Mau tránh ra, tránh ra. Không kịp nữa rồi đồng chí Hồng Ý. Diệp Phàm cười hiểm một tiếng, dẫn đến giọt nước của hắc cầu bỗng nhiên nổ tung, đây giống như dùng kíp nổ. Một tiếng ầm vang lên, hắc cầu nổ tung. Lập tức trên bầu trời toàn khói đen. Diệp Phàm sớm di chuyển ra xa hơn 10 mét. Thấy khói đen lan tỏa khắp nơi cùng với tiếng kêu đau thê thảm. Khi màn sương đen tan hết, thấy 7-8 người ôm chân, che mắt, trên mặt có hiện chữ liều chết từ trong bếp đi ra. Trên người toàn là máu, quần áo thì rách tả tơi. Cho dù lúc đầu ngoài da vẫn bình thường nhưng không lâu sau cũng toàn khói đen xì xì, thịt thì nát ra. Trong đó có một tên râu dài đưa tay nắm lấy nhưng không thấy thịt của mình đâu. Sờ luôn thấy xương cốt của mình. Vương Nhân Bàng nhìn, thấy da đầu mình run lên, đồng chí Thiên Thông tự chụp ngực mình. Chân đồng chí Lam Tồn Quân lại muốn nôn, thấy thế Diệp Phàm cũng cảm thấy rất sợ. Độc này đúng là rất lợi hại, giống như axit đậm đặc dội vào người. Hơn nữa, còn mạnh hơn gấp vài lần. Tuy nhiên, Diệp Phàm không buông tha cho Hồng Ý. Người này cũng như điên vậy. Kêu đau một tiếng, xong giơ tay lên, mười mấy viên nhỏ màu đen giống như cờ nhảy, bay đập tới. Ông im lặng một chút cho tôi xem nào. Diệp Phàm tức điên lên, xuất một trường, hắc sắc của tiểu cầu kia bị nội công cuốn đi nhằm thẳng hướng đến mấy người chạy khá nhanh của Tam Độc Hy Ao. Còn bên này Diệp Phàm vừa bắn người lên, đã đến trước mặt Hồng Ý, chỉ ra thiên âm lôi cương. Tuy Hồng Ý muốn tránh, tuy nhiên, hôm nay ông ta lại gặp Diệp Phàm. Sức mạnh của cửu đẳng và thập đẳng chênh lệch nhau quá lớn.
trơ mắt nhìn đầu ngón tay của Diệp Phàm đang điểm huyệt mình, lập tức, Hồng Ý cảm giác toàn thân mình cứng đờ lại, không thể nhúc nhích. Thậm chí miệng đang há to ra cũng không khép lại được, nước miếng cứ tự nhiên chảy ra. Còn mấy người Thiên Thông cùng Vương Nhân Bàng, Lam Tồn Quân cùng nhau tìm loạn hết trường tiểu học Sùng Minh lên để giải quyết hết các phần tử còn lại của Tam Độc Giáo. Tuy nhiên, tất cả mọi người không ra tay mạnh quá, chỉ đánh cho bọn chúng thành tàn tật. Phỏng chừng, sau này cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường. Mấy người nhanh chóng tản ra đi tìm, phát hiện phía sau phòng bếp còn có một cái động rất to. Bên trong còn có một ít dụng cụ đơn giản để phối chế độc dược và luyện công. Đương nhiên bọn Diệp Phàm sẽ không để cho bọn chúng hại người bừa bãi, Diệp Phàm ra lệnh đập phá toàn bộ. Cuối cùng, mấy trái lựu đạn nổ tung cả động, mấy người nhanh chóng rời khỏi trường tiểu học Sùng Minh. Tuy nhiên, vẫn lấy làm tiếc vì không tìm ra tung tích của Chu Phương Tinh. Diệp Phàm và mọi người chỉ có thể an ủi Chu Đồng thôi. Phỏng chừng, có 8 phần chắc là đã bị giết. Thay đổi địa điểm bí mật. Diệp Phàm uống một hụm nước, nói. Đưa Hồng Ý đến đây. Chúng ta phải điều tra cho ra Tổng Đà Tam Độc Giáo, chắc việc bị tập kích ở đây đã truyền về tới Tổng Giáo rồi. Mấy người tiến hành điều tra Hồng Ý, không nói ra nhất định không buông tha, Diệp Phàm còn dùng sóng âm để thăm dò. Xác định trên người Hồng Ý không có độc dược chết người, lúc này mới an tâm.